Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 26. Xì xì xì. Điện ngục yêu lang săn bắt nháy mắt, toàn thân lông tóc bỗng nhiên nổ lên mãnh liệt điện quang, lít nha lít nhít lam sắc thiểm điện đột nhiên bạo phát, để hắn quấn quanh thành một cái cự đại quả cầu sét. Mấu chốt là, trên quả cầu tia chớp lôi đình, chính lại cao hơn nhanh xoay tròn, sau đó ầm vang bạo phát. Ông! Đó là này thần thông, lam khung điện ngục. Vô tận lam sắc thiểm điện ầm vang bạo phát, lít nha lít nhít, như cùng một dòng sông hướng về phía trước hội tụ, sau đó cấp tốc thành làm một cái cao tốc xoay tròn lôi đình vòng xoáy, cứ như vậy đập vào tam sắc mi lộc trên đỉnh đầu. Tựa như là một mảnh màu xanh lam thương thiên, cứ như vậy bỗng nhiên đắp lên đi. Ầm ầm tương đương, tia chớp vòng xoáy cao tốc xoay tròn, những cái kia lôi đình điện xà, không ngừng tại xé rách tam sắc mi lộc, càng đem hắn rảo sát, triệt để kéo vào tia chớp vòng xoáy bên trong. Như là chết đuối, nghĩ ra được cũng khó khăn. Cái này thần thông cùng loại hỗn độn điện cầu, nhưng so hỗn độn điện cầu nhiều hơn biến hóa rất lớn. Tia chớp địa ngục, tiến vào được, ra không được. Điện ngục yêu lang gào rú một tiếng, đang thức tỉnh thần thông sau khi thành công, nó không lưu tình chút nào hóa thành tia chớp huyễn ảnh phóng tới tam sắc mi lộc, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Đúng vào lúc này, ba cái đối thủ, bỗng nhiên giết ra đến. Bên trái là một con gà con, vốn tầm thường nhất, nhưng khi hắn phân hóa ra hơn vạn hỏa diễm huyễn ảnh, thậm chí thi triển thiên chi thánh cảnh chiến quyết, vậy coi như đáng sợ. Bên phải hắc vụ ngập trời bên trong, một đầu quấn quanh lấy tia chớp màu đen, huyết nhãn huyết chảo mãnh thú giết đi ra. Cái này mãnh thú có hùng sư lực lượng, mãnh hổ thăng bằng cùng báo săn tốc độ cùng mạnh mẽ, lại nhanh lại hung, trong nháy mắt vọt tới điện ngục yêu lang trước mắt. Nhưng, càng đáng sợ uy hiếp đến từ sau lưng. Điện ngục yêu lang chỉ có thể xông về phía trước đến tránh né. Bởi vì, tại phía sau của nó, Lý Thiên Mệnh thả ra lam hoang. Thái cực hồng mông quỳ long đập xuống đất, này thần thông đại địa hồng hoang lập tức thi triển, toàn trường mặt đất trong nháy mắt như là biển cả, mấy điều bùn tay vọt ra, toàn bộ chặn điện ngục yêu lang đường đi. Ngao ô! Điện ngục yêu lang phẫn nộ gào thét một tiếng, xé rách bùn tay, đâm vào chính mình lam khung điện ngục thần thông bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, từng đạo hỗn độn thiên kiếp buông xuống. Một đầu tia chớp quấn quanh màu đen mãnh thú vọt vào lam khung điện ngục, đâm vào hắn trên thân, đem theo tia chớp vòng xoáy bên trong đụng đi ra. Phốc phốc! Ngay sau đó, một đạo hỏa ảnh lấp lóe, theo điện ngục yêu lang dưới bụng lướt qua đi, hỏa diễm kiếm khí xuyên thấu mà qua, trực tiếp ở tại dưới bụng kéo ra khỏi hỏa diễm thiêu đốt vết thương. Điện ngục yêu lang song quyền khó địch nổi tám tay. Bụng của nó vừa mới bị đau, đang muốn đứng lên, lại bị Miêu Miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới lần nữa áp tại trên mặt đất. Loại này lôi đình thắt hung thú đối Miêu Miêu lực sát thương rất thấp, cũng liền nhục thân cường hãn một số. Nhưng, bên này còn có huyết nhục mạnh hơn lam hoang. Giống, kia song đầu thần long tiến lên ở giữa, sơn cốc đều đang run rẩy, nó đụng gãy mấy chục đại thụ, đạp vỡ không ít nham thạch, trực tiếp tới cùng Miêu Miêu tụ hợp cùng một chỗ, hai đại long thủ cắn điện ngục yêu lang cổ. Ngao ô! Điện ngục yêu lang điên cuồng giãy giụa, không hổ có thánh chi cảnh giới lực lượng, cái kia mãnh liệt điện xà làm cho Miêu Miêu cùng lam hoang chỉ có thể dáng chống đỡ. May mắn, huỳnh hỏa theo sau người, cho một chiêu để cái này điện ngục yêu lang, bốn cái chân trong nháy mắt thẳng băng nhất kích chí mệnh. Mà tại thời khắc này, Lý Thiên Mệnh nhảy lên thật cao, một kiếm đánh xuống. Thần tiêu đệ tam kiếm. Một khắc này, lôi đình bắn tung tóe, hỏa diễm lăn lộn, mặt đất ầm vang chấn động. Ba loại thiên ý hội tụ, lấy đông hoàng kiếm thi triển, kiếm nhận bao phủ ở giữa, điện xà quấn quanh, hỏa quang trùng thiên, thậm chí khắp nơi oanh minh. Phốc phốc, một kiếm này chém vào điện ngục yêu lang trên cổ. Một kiếm trảm thủ, làm cái kia điện ngục yêu lang to lớn đầu đập xuống đất thời điểm, chứng minh một trận chiến này kết thúc. Lý Thiên Mệnh bốn người bọn họ cùng một chỗ, tuy nhiên thuận lợi cầm xuống đối thủ, nhưng cũng không phải là nói cái này thánh ma thú không mạnh. Bởi vì bọn hắn đã thi triển tất cả vốn liếng. Tế luyện thú hồn, thử một lần. Đây là lôi đình thắt hung thú, không cần phải nói đều biết, cái này giác tỉnh thần thông cho Miêu Miêu nếm thử thích hợp nhất. Không nghĩ tới, mấy năm trước vì một cái thánh thú chiến hồn, để cho ta lâm vào tuyệt cảnh. Mà bây giờ, ta mình có thể chém giết thánh ma thú, tế luyện thánh thú chiến hồn. Đạt đến dạng này cảnh giới, về sau ta không dùng đòi hỏi thánh thú chiến hồn. Điện ngục yêu lang bị giết đến thần phục, thánh thú chiến hồn tế luyện so thần nguyên tiến hóa muốn đơn giản,
Lý Thiên Mệnh đề luyện ra về sau, Miêu Miêu trực tiếp một miệng nuốt vào, về cộng sinh không gian bên trong dung luyện đi. Cũng không biết, tỷ lệ thành công cao bao nhiêu. Bọn họ hiện tại thần thông đều rất mạnh, nhưng còn chưa đủ phong phú, thủ đoạn có thể gia tăng một số. Theo huỳnh hỏa bọn họ thực lực tăng lên, kỳ thật này thần thông uy lực đều tại tăng lên, cơ sở nhất luyện ngục hỏa thiêu đốt, rất nhiều đối thủ đều không chịu nổi. Có điều, hiện tại liền xem như thánh thú chiến hồn, muốn kích phát ra bọn họ huyết mạch bên trong vốn là thần thông, tựa hồ cũng càng ngày càng khó. Dù sao, bọn chúng linh nguyên thần thông đại bộ phận đến từ chính mình, mà không phải hung thú. Những người khác linh nguyên thần thông uy lực, quyết định bởi tại tế luyện thú hồn hung thú đẳng cấp. Cấp 5 thánh ma thú thánh thú chiến hồn, khẳng định so cấp 1 cường. Cho nên, bọn họ cần muốn không ngừng đổi mới linh nguyên thần thông. Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú hoàn toàn không cần. Bọn chúng thần thông uy lực tự mình vô hạn tăng lên, chỉ lấy quyết tại bọn chúng thú nguyên. Tại Miêu Miêu tế luyện thần thông thời điểm, Lý Thiên Mệnh bọn họ tiếp tục xuất phát. Sau một lúc lâu, Miêu Miêu tế luyện kết thúc. Thành công không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, ta nhìn nó sử dụng thời điểm, đều giống như đã từng quen biết, quả nhiên có thể kích phát huyết mạch gông xiềng, để bản mèo thần thông giác tỉnh. Giờ phút này, tại Miêu Miêu hỗn độn lôi nguyên phía trên, ngoại trừ hỗn độn điện cầu, đế ma hỗn độn thiên kiếp cùng cửu trọng hỗn độn lôi giới bên ngoài, nhiều một cái cao tốc xoay tròn lôi điện vòng xoáy. Tên gọi là gì? Hồn thiên điện ngục. Uy lực gì? Đến đón lấy thử một chút meo. Miêu Miêu ngạo kiều nói. Cái này quỷ lười không giống huỳnh hỏa thích học chiến quyết, cũng không giống lam hoang huyết nhục cương mãnh, nhưng thần thông phương diện ngược lại là rất vững vàng. Nó các loại thần thông tổ hợp coi như không tệ, có rất mạnh cầm binh tác chiến năng lực. Huỳnh hỏa, không am hiểu cùng người chính diện giao phong, giấu đi lực sát thương đại. Còn lam hoang, cực kỳ am hiểu cùng người cứng rắn. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi săn. Miêu Miêu ở phía dưới đi săn bên trong, sử dụng hồn thiên điện ngục, nó cái này màu đen lôi đỉnh vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng nhanh, quả thực giống như là tia chớp ma bàn, còn có rất mạnh cắt chém năng lực, vãi ra có thể đem đối thủ xé rách chém thành hai khúc, sau đó vô số tia chớp nhập thể. Không thể không nói, xác thực giống như là một mảnh tia chớp địa ngục, là một loại tương đương cường hãn tiến công thủ đoạn. Dạng này đi săn quá trình, kéo dài 3 ngày. 3 ngày thời gian. Lý Thiên Mệnh hết thảy săn giết 19 con cấp 1 thánh ma thú, trên cơ bản đem chung quanh đây thánh ma thú cho dọn dẹp một lần. Tiếp đó, muốn tìm tới mới thánh ma thú rất khó. Mà lại, Lý Thiên Mệnh phát hiện, đang thức tỉnh một hai loại thần thông về sau, trong thời gian ngắn, huyết mạch của bọn nó gông xiềng tựa hồ rất khó lại buông lỏng, càng ngày càng khó lấy tế luyện thành công. Hết thảy 19 lần tế luyện, bọn họ ba cái trên cơ bản đều là phía trước thành công. Đằng sau liên tục lãng phí 3-4 cái thánh thú chiến hồn. Lý Thiên Mệnh liền biết, cơm muốn từng miếng một mà ăn, bọn chúng trưởng thành, cũng cần từng bước một đi xuống dưới, dục tốc bất đạt. Nhưng lần này thu hoạch vẫn không nhỏ. Tại Miêu Miêu giác tỉnh thần thông, hồn thiên điện ngục, về sau, huỳnh hỏa cùng lam hoang, lần lượt đã thức tỉnh thần thông, lục đạo hỏa liên cùng, sơn hải giới. Lục đạo hỏa liên, là một loại rất mạnh tiến công thần thông. Uy lực không thua gì Miêu Miêu hồn thiên điện ngục. Đến mức lam hoang sơn hải giới, chính là lấy nó cường hãn nhục thân làm căn cơ đến thi triển, có thể nghiền ép địch nhân, cũng có thể phòng thủ thần thông. Hắn trên lưng 9 tòa quỷ núi, dưới bụng 9 tầng biển cả, đều là phòng ngự căn cơ. Trong đó, quỷ núi kiên cường sắc bén, quỷ biển 9 tầng như vòng xoáy, có thể tiêu trừ triệt tiêu mất rất nhiều lực sát thương. Cái này tam đại thần thông, cực lớn tăng lên bọn họ ba cái thủ đoạn. Tại liên tục lãng phí 13 cái thánh thú chiến hồn về sau, Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, bọn họ thời gian ngắn rất khó lại giác tỉnh mới thần thông. Không nghĩ tới chính là, sau cùng một con hung thú, huyết ma điện ưng, thành công trợ giúp Miêu Miêu mở khóa tân thần thông, địa ngục truy hồn điện. Lý Thiên Mệnh còn không kiến thức cái này địa ngục truy hồn điện uy lực, bất quá, Miêu Miêu đã nói, một chiêu này đối đơn thể lực sát thương, so vừa giác tỉnh hồn thiên điện ngục càng mạnh. Hôm nay Miêu Miêu liên tục thu hoạch được hai đại thần thông, gọi là một cái hăng hái, quay đầu thì cho ngủ thiếp đi. Trở về. Cái này 4-5 ngày thời gian, phong phú rất nhiều chiến đấu kỹ năng, thu hoạch tương đối khá, Lý Thiên Mệnh hết sức hài lòng. Người cái này ba đầu cộng sinh thú, tế luyện thánh thú chiến hồn xác suất thành công rất cao a. Bạch Tử Căng hơi hơi kinh ngạc nói. Nàng cảm giác, thiếu niên này, tựa hồ càng ngày càng có một loại cảm giác thần bí.
bình thường, thần đô thứ ba, Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Tử Căng lại lườm hắn một cái kia im lặng bộ dáng, cũng có vô tận phong tình. Trở về sau, tiếp tục bế quan. Dù sao Lý Thiên Mệnh quyết định, nửa năm này đi không được, hắn thì dùng để toàn lực tu hành. Hắn tranh thủ, đến thập phương đạo cung ngày nào đó, có thể cùng thần đô các đại thế lực thiên tài tranh phong. Rất nhanh, bọn họ thì tiếp cận Nhiên Hồn Hỏa Sơn. Đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện một thiếu niên, hắn ngồi tại một đầu tinh quang thôi sán kỳ lân thánh thú trên thân, ở trên cao nhìn xuống, dường như đang đợi Lý Thiên Mệnh trở về. Cái này kỳ lân trên thân, có 9 đầu đoạt mệnh quấn quanh, cao quý ưu nhã, 10 phần lộng lẫy, cái kia một thân lớp vảy màu xanh lam tựa như là một mảnh tinh không, tăng thêm hắn hình thể to lớn, tự nhiên càng làm người khác chú ý. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, cái này tinh quang kỳ lân trong mắt, hết thảy có 64 cái tinh điểm. Cái này chứng minh, đây là cấp 6 thánh thú. Cấp 6 thánh thú trưởng thành độ cao ở chỗ thiên chi thánh cảnh cao tầng, có thể nắm giữ cấp 6 thánh thú, tại kỳ lân cổ tộc địa vị khẳng định không thấp. Quân Niệm Thương nắm giữ cấp 6 thánh thú, vậy cũng là quân thánh tiêu tụ tập toàn bộ đông hoàng cảnh chi lực, cho hắn tìm trở về thượng phẩm thiên cấp thần nguyên. Lại hướng lên nhìn, tinh quang kỳ lân trên người thiếu niên, hai mắt tinh quang thiểm diệu, tóc dài tản ra, người mặc một bộ tinh bào, mặt mỉm cười, ngược lại là dài đến 10 phần thanh tú. Lại là thiếu niên, dù là tại kỳ lân trong cổ tộc, cũng 10 phần lóa mắt. Cửu thiên tinh hà kỳ lân, cộng sinh thú không tệ a, hẳn là tinh kỳ lân tộc, người trẻ tuổi. Bạch Tử Căng nhàn nhạt nói một câu. Tinh kỳ lân tộc, thuộc về kỳ lân trong cổ tộc, khổng lồ nhất chi nhánh một trong. Linh tinh thái thượng, chính là tinh kỳ lân tộc nhân vật trọng yếu. Đầy đủ khoe, Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, sau đó cùng Bạch Tử Căng cấp tốc lướt qua. Lý Thiên Mệnh, thiếu niên kia sờ lấy dưới trướng cửu thiên tinh hà kỳ lân, khẽ ngẩng đầu, trên mặt ý cười, hướng về phía Lý Thiên Mệnh phương hướng hô một tiếng. Đoán chừng lại là khiêu khích, Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn. Đừng đi a, nghe, tối hôm qua, mẹ ngươi nói ta kỹ thuật không tệ. Cái tuổi này nữ nhân, thật là lãng. Thiếu niên ánh mắt híp, nhếch miệng cười một tiếng, khí định thần nhàn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Không ngoài dự liệu chính là, trong mắt của hắn thiếu niên tóc trắng kia, trong nháy mắt dừng bước lại. Rất hiển nhiên, lần trước Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên phẫn nộ, đem Tần gia tam huynh đệ đánh thảm không nỡ nhìn sự tình, đã hoàn toàn truyền ra. Xung đột nguyên do, mọi người đều biết. Hắn biết rõ, những người này nếu là oán hận chính mình, nhất định sẽ dùng cái này gieo xuống làm ngôn ngữ, tiếp tục đến chọc giận chính mình. Mà lại, dễ như trở bàn tay, liền có thể thành công. Đó là cái vô giải tử cục. Bạch Tử Căng ý thức được điểm này, đã dùng thiên văn kết giới, để hắn ngăn cách những thứ này hỗn loạn. Nhưng hôm nay, Lý Thiên Mệnh cũng không tại thiên văn trong kết giới. Bạch Tử Căng rất muốn nói là, đối phương loại này tận lực chọc giận, vô cùng ấu trĩ mà nhàm chán, có thể lời nói còn không ra khỏi miệng. Lý Thiên Mệnh thì không tại bên người nàng. Nàng chỉ có thể giận dữ nói, ngươi cẩn thận một chút đi, người này có thể khó đối phó, hắn là thánh chi cảnh giới. Lý Thiên Mệnh đương nhiên đã nhìn ra. Dù sao, thánh chi cảnh giới, là cảnh giới toàn mới, sinh mệnh tầng thứ khác nhau rất lớn. Thiếu niên này chỉ ít so Quân Niệm Thương thiếu 7-8 tuổi, nhưng cảnh giới cùng Quân Niệm Thương giống nhau. Nhưng thì tính sao? Hắn hiện tại, chỉ muốn đem tấm này miệng xé nát. Lý Thiên Mệnh, người nhớ kỹ, hôm nay đem người đánh đau đến không muốn sống người, tên là Bách Lý Truy Tinh. Đây là người cho cha người chỗ tạo nghiệt, làm lần thứ nhất hoàn lại. Tiếp đó, có người hảo hảo mà chịu đựng. Ngoài ra ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn cả một đời tránh tại cái kia trong mai rùa? Nếu như đúng vậy, chúng ta kỳ lân cổ tộc tất cả mọi người, đều muốn cùng mẹ ngươi cùng chung đêm xuân. Ha ha! Một khắc này, Bách Lý Truy Tinh khắp khuôn mặt là nụ cười âm lãnh. Vừa mới nói xong, ánh mắt lạnh lùng, sát khí ngút trời Lý Thiên Mệnh, liền đi tới trước mắt của hắn. Vốn là chỉ muốn xé nát miệng của ngươi, nhưng ta thay đổi chủ ý. Hôm nay, ta muốn mạng của ngươi. Hắn tại Bách Lý Truy Tinh trước mặt, quất ra Đông Hoàng Kiếm, sau đó, ba đầu cộng sinh thú toàn bộ xuất hiện. Thái cổ hỗn độn cự thú hung hãn, giờ khắc này toàn bộ bạo phát ra, khí thế ngập trời. Ha ha, nghe nói như thế, Bách Lý Truy Tinh cười khúc khích, cái quái gì, đánh bại ba cái thiên ý tầng thứ 9 liền để ngươi nhẹ nhàng. Dù là ngươi là ba đời ngự thú sư,
thiên ý cảnh giới cũng là thiên ý cảnh giới. Ngươi còn muốn lật trời hay sao? Đáp lại hắn, là Lý Thiên Mệnh tiến công. Một người ba thú, lấy Lam Hoang làm chủ thể, cùng cưỡi tại Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân trên người Bách Lý Truy Tinh trong nháy mắt va chạm. Làm! Binh khí va chạm, đốm lửa bắn tứ tung. Bách Lý Truy Tinh binh khí trong tay, đồng dạng nắm giữ 30 điều thánh thiên văn, tên là Phồn Tinh Giản. Hắn tay cầm Phồn Tinh Giản, lấy ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, một cái có thể đánh tơi bởi Lý Thiên Mệnh cơ hội, hắn chỉ sợ cầu còn không được. Ầm ầm. Dựa theo Lý Thiên Mệnh phân phó, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đầu tiên thì cùng cái kia Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân chém giết ở cùng nhau, đem làm cho rời đi Bách Lý Truy Tinh. Đại địa hồng hoang phía dưới, Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân tại bùn nhão bên trong lăn lộn, bị cọ rửa mà đi. Đinh đinh đinh. Huỳnh hỏa phút chốc đánh tới, đem cái kia Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân triệt để đặt tại đại địa hồng hoang phía trên. Trước kia là để Huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu tổ hợp, hình thành tương đối tốt chiến đấu phối hợp, nhưng bây giờ, Lam Hoang cùng Huỳnh hỏa chiến đấu tổ hợp càng mạnh. Làm một cái toàn thân đều cương mãnh vô cùng tồn tại, tăng thêm thân thể so cái này Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân còn muốn lớn hơn nhiều, thanh thế to lớn ở giữa, cái kia Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân bị đụng bay nhiều lần. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, các loại thần thông thi triển, nhưng Huỳnh hỏa cùng Lam Hoang càng có cường hãn tân thần thông. Lão đại, ngươi cho ta giết chết cháu trai này, bên này ta cùng quy đệ đứng vững. Huỳnh hỏa lửa giận ngút trời nói. Ba đầu cộng sinh thú bên trong, nó đối vệ tình cảm tình sâu nhất, liền tên của nó đều đến tự vệ nhu, lúc này đương nhiên nổi giận nhất. Còn lại Miêu Miêu, thì tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai. Nó không có tan làm đế ma hỗn độn, nhưng đã toàn thân tia chớp quấn quanh, ma khí ngập trời, một đôi con mắt màu xanh lam, tại không có hóa thành đế ma hỗn độn tình huống dưới, đã thành huyết sắc. Đây chính là ba đời ngự thú sư chỗ tốt. Hai cái chiến trường, đều là hai đánh một. Giết! Lý Thiên Mệnh xuất thủ thời điểm, Miêu Miêu hóa thành hắc sắc điện ảnh phi nhanh, hắn trên thân đã bao trùm lấy cửu trọng hỗn độn lôi giới. Rầm rầm rầm. Tại cửu trọng hỗn độn lôi giới hấp dẫn phía dưới, trên trời không ngừng đánh xuống to lớn điện xà, làm cho Bách Lý Truy Tinh chỉ có thể ẩn núp. Lý Thiên Mệnh đột nhiên theo chính diện đánh tới. Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm. Lôi hỏa giao nhau, thô bạo hung mãnh, phối hợp Miêu Miêu lôi đình, một kiếm nổ tung. Điêu trùng tiểu kỹ, Bách Lý Truy Tinh cười lạnh một tiếng, tay cầm Phồn Tinh Giản, hắn địa thánh chiến quyết tên là Thiểm Tinh Đạo Quyết. Đây là trung phẩm thánh chiến quyết, nói thật, phẩm giai không bằng nghịch thần kiếm ý. Nhưng hắn lại có thánh cung mệnh tuyền, có thánh nguyên hộ thể, cảnh giới phía trên áp chế xác thực rất mạnh. Thiểm Tinh Đạo Quyết, nhất thiểm, lưu tinh. Trong tay Phồn Tinh Giản bộc phát ra hừng hực tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt giết tới, Phồn Tinh Giản giống như một đạo sao băng, cùng Lý Thiên Mệnh Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm va chạm. Làm! Đông Hoàng Kiếm cùng Phồn Tinh Giản giết cùng một chỗ, thô bạo kiếm ý giao phong, lập lòe chướng mắt sao hỏa. Hai người giao thoa mà qua. Để Bách Lý Truy Tinh rung động là, hắn vậy mà không có chiếm cứ tiện nghi. Thiên ý cảnh tầng thứ 9 có loại bản lãnh này. Hắn chiến quyết tựa hồ xem không hiểu. Hắn căn bản không có thời gian nghĩ quá nhiều, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa trở về. Nhưng trước lúc này, một đạo màu đen huyễn ảnh đã tại Bách Lý Truy Tinh bên cạnh thân. Hồn Thiên Điện Ngục. Miêu Miêu toàn thân màu đen lôi đình bạo phát, thân thể nho nhỏ, lại bạo phát ra nghịch thiên lôi điện bóng, sau đó như là dòng nước lũ bao phủ, trong nháy mắt tạo thành cao tốc xoay tròn lôi đình vòng xoáy. Tựa như là một cái màu đen ma bàn. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào Bách Lý Truy Tinh trên đỉnh đầu. Tại cái này thời khắc khẩn cấp, một cái tinh quang hình cầu xuyên thấu mà đến, trước một bước hội tụ tại Bách Lý Truy Tinh trên thân, đây cũng là đến từ Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân thần thông. Sau một khắc, Hồn Thiên Điện Ngục bạo phát, đem Bách Lý Truy Tinh triệt để chìm ngập. Vô tận tia chớp, điên cuồng xé rách cái kia tinh quang hình cầu. Bách Lý Truy Tinh sắc mặt đại biến. Vội vã muốn theo Hồn Thiên Điện Ngục oanh sát bên trong trốn sông tới. Chạy rồi hả? Cười lạnh một tiếng bên trong, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm chạy như bay tới. Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Một kiếm này hỗn hợp ba kiếm, Lý Thiên Mệnh chém giết 19 con cấp một thánh ma thú, dùng cũng là một chiêu này, quả thực thông hiểu đạo lý. Bách Lý Truy Tinh cắn răng một cái, Phồn Tinh Giản nhất động, Thiểm Tinh Đạo Quyết nhị thiểm, xí tinh. Phồn Tinh Giản bộc phát ra mạnh hơn tinh quang. Hào quang rừng rực như là mặt trời gay gắt, liên tục hai lần lấp lóe, rất khó phán đoán cái kia Phồn Tinh Giản vị trí.
nhưng cái này có cái gì cái gọi là. Lý Thiên Mệnh một kiếm này là hướng về phía Bách Lý Truy Tinh trên đầu đi. Đông Hoàng kiếm mang theo tam đại thiên ý, quét ngang mà qua, hỏa diễm gào thét, lôi đình bắn tung tóe, một kiếm nặng nề như núi. Làm. Bách Lý Truy Tinh chỉ có thể sử dụng phồn tinh giản ứng phó, kết quả hồn thiên điện ngục vào lúc này công phá hắn hộ cháo, ngàn vạn điện xà hội tụ, giết tiến thân thể, điện hắn phun máu, toàn thân cháy đen. Càng mạo hiểm chính là, trên tay hắn phồn tinh giản bị Lý Thiên Mệnh một kiếm chấn động đến hất ra, kém chút tuột tay. Cái này là sinh tử trong nháy mắt. Bách Lý Truy Tinh kêu thảm một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất về sau khẽ đảo. Đông Hoàng kiếm mũi kiếm, vốn là muốn xé rách cổ của hắn, trực tiếp trảm thủ, nhưng Bách Lý Truy Tinh coi như có bản lĩnh, tránh thoát chí mạng một kiếm. Nhưng, mũi kiếm trực tiếp theo trên miệng của nó lướt qua. Phốc phốc, miệng phun huyết. Miệng của hắn, trực tiếp bị mở ra gấp 3 độ rộng, máu me đầm đìa. Trên mặt nhói nhói, để Bách Lý Truy Tinh trong nháy mắt bão tố nước mắt, càng thê thảm hơn chính là, hắn gào thảm thời điểm, khẽ động trên miệng thương thế, đau đến càng thêm thảm liệt. A. À, Bách Lý Truy Tinh ánh mắt đại biến. Tại hắn ánh mắt bên trong, đối Lý Thiên Mệnh đã sinh ra một chút sợ hãi. Hắn nhưng là thánh chi cảnh giới, dù là đối phương là ba đời ngự thú sư, có cộng sinh thú giúp đỡ, hắn đều rất có lòng tin. Thế nhưng là giờ khắc này, lòng tin trực tiếp bị đánh tan. Mà lại, hắn biết, Lý Thiên Mệnh vừa mới hoàn toàn là muốn giết hắn. Muốn là mình phản ứng chậm trong nháy mắt, hiện tại đầu cũng bị mất. Đây hết thảy, để hắn hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ánh mắt chừng đến to lớn. Ngươi, hắn chả muốn nói chuyện, nhưng chỉ sẽ khẽ động miệng, đau đến đổ mồ hôi. Tại cái này trước khi chết trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên hướng về Lý Thiên Mệnh đập tới một quyển sách. Đây tuyệt đối là Thiên Văn Thư. Lý Thiên Mệnh không chắc, chỉ có thể mang theo Miêu Miêu lui lại. Kết quả, cái kia Thiên Văn Thư ở tại trước mắt nổ tung, trong nháy mắt phát ra vạn trượng quang mang, triệt để che đậy ánh mắt. Mà lại, cái này nóng rực tinh quang như là đao kiếm, đâm ở trên người cũng có thể phun huyết, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trước tiên lui mở mấy bước. Làm hắn lại đuổi theo thời điểm, Bách Lý Truy Tinh đã không thấy. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở huỳnh hỏa bên kia. Hắn khẩn cấp đem cửu thiên tinh Hà Kỳ Lân thu hồi cộng sinh không gian, lần nữa đập ra một vốn tương đồng Thiên Văn Thư chạy trốn. Lý, a, à, đang chạy trốn thời điểm, hắn vốn là muốn lại giận chửi một câu, kết quả đem miệng kéo tới càng lớn, càng là đau đến nhe răng trợn mắt. Tinh quang bạo phát xuống, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Bất quá, đối phương đây là quyết tâm muốn chạy, thậm chí đem vô cùng đắt đỏ Thiên Văn Thư đều dùng được. Làm Lý Thiên Mệnh đi vào huỳnh hỏa bọn họ bên này thời điểm, đối phương xác thực không còn hình bóng. Lý Thiên Mệnh còn tại hướng phía trước truy. Làm gì a, thật muốn giết hắn a. Bạch Tử căng phí hết đại lực khí, mới đem Lý Thiên Mệnh cho kéo trở về. Không phải vậy đâu, coi như lần này để hắn chạy, lần sau để ta nhìn thấy, ta còn phải giết chết hắn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt mù mịt nói. Người này thế nhưng là linh tinh thái thượng đích hệ tử tôn. Bạch Tử căng nói. Như cũ muốn chết, Lý Thiên Mệnh trong ánh mắt sát khí mãnh liệt. Mẹ ngươi cứ như vậy chửi không được a? Bạch Tử Căng buồn bực nói. Lại là thiếu niên, làm mẹ khả năng thật cao hứng, nhưng Bạch Tử Căng còn phải cho hắn chùi đít, tự nhiên đau đầu a. Đúng, Lý Thiên Mệnh chậm rãi bình phục một chút tâm tình, nhưng cái này Bách Lý Truy Tinh, hắn là triệt để nhớ kỹ. Ngươi cái này nhược điểm của ngươi, mọi người sau khi biết, ai cũng có thể khiêu khích ngươi, buộc ngươi xuất thủ. Thậm chí cho ngươi thiết lập hạ bẫy dập giết ngươi. Bạch Tử Căng giải thích nói. Có cái gọi là sao? Ngươi yên tâm đi, ta cũng là đoán chừng ta có thể tại chỗ giết hắn mới trực tiếp động thủ. Nếu là không có nắm chắc, ta có thể cho phép miệng tiện nhiều người sống mấy ngày. Ngươi có thể cho là ta xúc động, ta chịu không được khiêu khích, nhưng ta chính là như vậy. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Trong lòng của hắn, không có người có thể dạng này làm nhục Vệ Tịnh. Nếu như đây là nhược điểm, hắn nhận, tốt a, Bạch Tử Căng nhìn lấy cái này ánh mắt nóng rực thiếu niên, khổ não thở dài một hơi. Có điều, người vẫn là rất kinh người, thiên ý cảnh tầng thứ 9, có thể đem thánh chi cảnh giới đánh bại. Bạch Tử Căng chỉ có thể nói, lần nữa đối với hắn lau mắt mà nhìn đi. Ta muốn là thiên ý tầng thứ 9, hắn hiện tại cũng là một cỗ thi thể. Lý Thiên Mệnh nói, cỗ này khí, hắn chả không có tiêu tan. Chí ít.
chỉ là bổ đối phương miệng một kiếm không đủ. Bạch Tử Căng không có cẩn thận nghe hắn câu nói sau cùng, nàng nói. Người trẻ tuổi kia tính cách thật sự là nóng nảy, ăn không được một chút thua thiệt, sau khi trở về tỷ tỷ còn phải nói một chút ngươi, nói thí dụ như, muốn trả thù một người, không phải phải đem người giết a, kỳ thật các loại phương thức, cũng có thể làm cho người trả giá đắt, nói thí dụ như lần trước đánh cái kia tam huynh đệ phương thức là được rồi. Còn nữa, dù sao nơi này là của người khác địa bàn, ngươi vẫn là tù nhân, giết chết bất cứ người nào, đều tương đương phiền phức, ngươi biết không? Một đường lên, nàng tận tình nói rất nhiều, tựa như là một cái chân chính tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh không có tỷ tỷ. Kỳ thật Bạch Tử Căng cũng là vì tốt cho hắn, mới như vậy khuyến cáo, đổi lại những người khác, nàng trên cơ bản thích tự như kim. Tốt ha, xem ở Bạch tỷ tỷ trên mặt mũi, ta lần sau như còn có thể đụng tới hắn, lưu hắn một cái mạng chó. Dù sao, hiện tại hắn xảy ra chuyện gì, Bạch Tử Căng cần hướng Thập Phương Đạo Cung phụ trách, cũng không thể để cho nàng quá đau đầu. Nhưng là, hắn vẫn là sẽ cho hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Lý Thiên Mệnh sau cùng nói bổ sung. 3 ngày, Bách Lý Truy Tinh bị xé nứt khóe miệng, dùng 3 ngày thời gian, mới hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn ngồi ở một tòa trên núi hoang, ánh mắt âm ngoan. Hồi tưởng lại bị đánh tan từng màn, tâm lý càng là khó chịu. 2 bản tinh diệu sách đều lãng phí. Hắn càng nghĩ càng khó chịu. Đúng vào lúc này, có một người mặc trường bào màu xanh nhạt thiếu nữ, đi tới trước mắt của hắn. Thiếu nữ lãnh như sương tuyết, lẫm nhược băng xương, chỉ cần ở tại bên người, liền có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Thấy người này, Bách Lý Truy Tinh hỏi, Ninh Vô Song, Vân Chăn Chăn đi rồi sao? Đi, quan hệ thỏa đáng a. Không có vấn đề, bất quá, nàng thẳng xem thường ngươi, bởi vì ngươi lấy địa chi thánh cảnh năng lực, vậy mà không cho nàng đoạt lại điện ma cửu tiết liên. Thậm chí còn khiến người ta cắt miệng. Bạch bào thiếu nữ Ninh Vô Song nói chuyện rất lãnh đạm. Làm gì mỉa mai ta, ta đã đem hết toàn lực, chỉ có thể nói cái này Lý Thiên Mệnh, xác thực có một ít bản sự. Bách Lý Truy Tinh ánh mắt u ám nói. Vân Chăn Chăn nói Lý Thiên Mệnh có thể nhiên hồn kết giới bên trong tu luyện, mà lại hắn mấy tháng trước, vừa bước vào thiên ý cảnh giới, 3-4 tháng xông vào đến thiên ý tầng thứ 9. Người tin không, Ninh Vô Song hỏi. Ta không tin. Vân Chăn Chăn bị lừa đi, người này trước đây hiển nhiên che giấu thực lực, đánh bại Tần gia tam huynh đệ, đoán chừng đều không dùng hết toàn lực. Bách Lý Truy Tinh nói, nhiên hồn luyện ngục bên trong, có thể tu luyện chiến quyết, xác thực không có khả năng tăng lên cảnh giới, càng không thể như Vân Chăn Chăn miêu tả như thế, tiến triển cực nhanh. Nhưng là ta cảm giác, hắn giống như tại tiến bộ. Nhiên hồn luyện ngục, rất có thể đối nó vô hiệu. Ninh Vô Song cúi đầu nói, đó không quan trọng, trọng yếu là, ta tuy nhiên chiến bại, nhưng là kế hoạch của chúng ta thành công. Bách Lý Truy Tinh nói. Đem cái kia chiếc vảy rồng lấy ra nhìn xem. Ninh Vô Song nói. Bách Lý Truy Tinh lấy ra một mảnh màu xanh lam vảy rồng, đặt ở trong tay nàng, nàng chạm đến quan sát một hồi, nói, hắn thần long cộng sinh thú rất đặc thù, lân phiến hình dáng gần như không tồn tại, kỳ lân cổ tộc tìm không thấy này chủng loại hình lân phiến, có thể lấy ra làm bằng chứng. Điện ma cửu tiết liên đâu? Bách Lý Truy Tinh nói. Ở ta nơi này, Ninh Vô Song nói. Người cái này điện ma cửu tiết liên, là mình ngoài ý muốn đoạt được, không người nào biết. Có 2 thứ đồ này, có thể chơi chết hắn. Bách Lý Truy Tinh nói. Ninh Vô Song đem vảy rồng trả lại cho Bách Lý Truy Tinh. Người đem thời gian xác định rõ không? Bách Lý Truy Tinh hỏi. Vân Chăn Chăn nói, cha nàng chừng 1 tháng sẽ tiến tầng dưới nhiên hồn kết giới. Cùng gia gia của nàng hoàn thành giao ban. 2 cái này cha con có thể sẽ có mấy cái ngày thời gian, đồng thời đều tại nhiên hồn luyện ngục, chúng ta chọn khi đó động thủ đi. Ninh Vô Song nói. 2 cái thiên chi thánh cảnh, 1 cái ngăn trở Bạch Tử Căng, 1 cái giết chết Lý Thiên Mệnh, đủ. Bách Lý Truy Tinh cười lạnh nói. Ninh Vô Song gật gật đầu, ánh mắt của nàng càng lạnh lùng. Sau một lúc lâu, Vô Song, người đối trưởng bối như thế không có lòng tin. Cảm giác đến bọn hắn nửa năm sau, nhất định sẽ giao ra Lý Thiên Mệnh, để người này nhởn như ngoài vòng pháp luật. Bách Lý Truy Tinh ánh mắt thâm trầm nói. Đúng, ta nhìn thấu, bọn họ lo trước lo sau, báo không được thù. Ninh Vô Song cúi đầu xuống, nàng ngồi tại một khỏa đỏ bừng trên tảng đá, trong tay vuốt vuốt một cục đá. Kỳ thật ngươi cũng có thể lựa chọn giống như ta, khiêu khích hắn, ép hắn động thủ, lấy thực lực của ngươi, phế bỏ hắn rất nhẹ nhàng, không nhất định phải đi cực đoan.
Bách Lý Truy Tinh nói. Ta một nữ, làm nhục mẹ hắn, được đến thông sao? Ninh Vô Song hỏi. Vậy cũng đúng. Bách Lý Truy Tinh, ngươi không phải ta, ngươi không biết ta đến cỡ nào thống hận hắn cha. Ninh Vô Song trong ánh mắt, tơ máu dần dần dày đặc. Ta biết a, cổ tộc đệ tử trẻ tuổi, có thể cùng ngươi so sánh không có mấy cái, nếu không phải nhất thế chú, ngươi tại toàn bộ thời cổ thần quốc đều có thể cử đi danh hào, cảnh giới chí ít lớp 12 trọng. Nhất thế chú hủy ngươi, Lý Mộ Dương hủy ngươi, nhưng mọi người đều bị hủy. Bách Lý Truy Tinh nói. Không chỉ là như vậy, Ninh Vô Song cắn răng nói. Bởi vì cho cha ngươi. Đúng. Nàng ánh mắt híp lại. Một năm kia, hắn mới hơn 10 tuổi, tại toàn bộ thời cổ thần quốc người đồng lứa bên trong, thiên phú đều có thể đứng hàng trước năm. Sau đó, chuyện kia phát sinh, hắn cái thứ nhất bị nhất thế chú trừng trị. Tại cái kia về sau, đã từng đối thủ, nguyên một đám đem bỏ lại đằng sau, nguyên một đám bại tướng dưới tay, vượt qua hắn, làm nhục hắn. Hắn theo trời mới vẫn lạc, vượt qua khiến người ta trêu đùa thời gian, hậm hực cả đời. Ta 3 tuổi, hắn tự vận, cho đến nay, ta đều không nhớ được bộ dáng của hắn. Ninh Vô Song hít một hơi thật sâu, sau đó bóp nát trên tay thạch đầu. Ta mặc kệ cái gì luân hồi kính diện, mặc kệ các trưởng bối nghĩ như thế nào, ta hiện tại, chỉ muốn để hắn nhi tử chết ở chỗ này. Thế nhưng là các trưởng bối, có khả năng dẫn tới Lý Mộ Dương, để hung phạm đi chết đi. Chúng ta dạng này có thể hay không chuyện xấu? Bách Lý Truy Tinh hỏi. Ta không cho rằng, Ninh Vô Song đứng lên. Cái này đều hơn một tháng, Lý Mộ Dương không có trở về, một chút phản ứng đều không có. Nghe nói báo cáo Thượng Cổ Hoàng Tộc, Thượng Cổ Hoàng Tộc cũng mặc kệ cái này Lý Thiên Mệnh sự tình. Cứ theo đà này, hắn sớm muộn đánh rắm không có. Đã như vậy, ta lại cho cái này Lý Thiên Mệnh một tháng cơ hội. Các loại vân chăn chăn cha nàng tiến đến. Lý Mộ Dương còn không có xuất hiện, ta thì động thủ. Hơn 40 năm, kỳ lân cổ tộc một năm so một năm uất ức, ta chịu đủ. Thiên ý cảnh giới đệ thất trọng. Lại qua hơn 10 ngày, Lý Thiên Mệnh tiến triển có thể thuận lợi, hắn linh nguyên đang không ngừng lớn mạnh, Bạch Tử Căng còn tưởng rằng hắn tại xông vào thánh chi cảnh giới. Thánh chi cảnh giới không dễ dàng như vậy thành công, ngươi không nghỉ một lát. Bạch Tử Căng hỏi. Nàng còn là lần đầu tiên. Nhìn đến liều mạng như vậy người trẻ tuổi. Nàng làm sao biết, Lý Thiên Mệnh cái kia vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp treo ở trên đỉnh đầu đây. Không dùng. Vừa mới đột phá dung hội, hắn lần nữa một lần nữa trở lại trạng thái tu luyện, bắt đầu xông vào thiên ý cảnh giới tầng thứ 8. Lam Hoang thì còn có một cái nhiệm vụ mới, cái kia chính là Thương Hải Hoàng Kiếm. Đây là Lý Thiên Mệnh tu hành thần tiêu kiếm thứ 4 quan trọng. Gia hỏa này thật còn chưa tới thiên ý tầng thứ 9. Tựa hồ thú nguyên còn tại tăng cường, nhưng lại không có lột xác thành thánh nguyên. Thiên ý cảnh thất bát trọng, thì có thể đánh bại thánh cảnh đệ nhất trọng, tư bản hùng hậu A. Năm kiếp luân hồi chi thể, mạnh như vậy. Nàng càng là quan sát, càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ninh Vô Song. Núi hoang bên trong, vân chăn chăn hô một chút, phía trước hành tẩu trường bào màu xanh nhạt thiếu nữ. Thế nào, Ninh Vô Song quay đầu lại hỏi. Hôm nay cha ta phải vào đến nhiên hồn luyện ngục, người dẫn ta tới nơi này làm gì, phía trước đoán chừng có hung thú, ta phải trở về. Vân chăn chăn có chút mạc danh kỳ diệu nói. Tốt a, người đi đi, Ninh Vô Song nói. Ta còn tưởng rằng, người có cái gì đối phó Lý Thiên Mệnh biện pháp đâu. Vân chăn chăn không thú vị nói. Hiện tại Lý Thiên Mệnh trốn ở màu đen thiên văn trong kết giới, kỳ lân cổ tộc người trẻ tuổi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật. Ta có một cái biện pháp, Ninh Vô Song ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Cái gì? Ngươi qua đây, ta nói cho ngươi. Thần thần bí bí, Vân chăn chăn liếc một cái, hướng về nàng tới gần. Chỉ trong nháy mắt, theo Ninh Vô Song trên tay, một đầu màu xanh lam xiềng xích trong nháy mắt lao vút mà ra, tại Vân chăn chăn không có phòng bị tình huống dưới, đem quấn quanh, trong nháy mắt nắm chặt. Ngươi làm gì? Vân chăn chăn sợ ngây người. Không có. Ninh Vô Song trong nháy mắt nắm chặt xiềng xích. Sắc bén kia xiềng xích đâm vào hắn thân thể, quấn vòng vào một bộ phận lấy kinh khủng lực đạo, cơ hồ đem cổ cắt đứt. Điện ma chín. Vân chăn chăn trừng to mắt, bị mất mạng tại chỗ. Nàng lấy lớn nhất ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Ninh Vô Song. Cho đến chết, nàng cũng không biết, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Bịch. Thi thể của nàng, thẳng tắp ngã trên mặt đất.
Ninh Vô Song hời hợt thu hồi điện ma cửu tiết liên, lau sạch phun tại vết máu trên người. Một bên khác, đuổi theo tới Bách Lý Truy Tinh, giải quyết vừa muốn đào thoát điện giác lôi kỳ lân. Tại điện giác lôi kỳ lân trên thân, chế tạo hỏa diễm cùng lôi đỉnh dấu vết sao? Ninh Vô Song hỏi. Làm xong, Bách Lý Truy Tinh thanh âm khàn khàn nói. Hắn nhìn thoáng qua Vân Chăn Chăn, làm loại này tàn sát đồng tộc sự tình, hắn hơi có chút khẩn trương, nói, hiện tại bắt đầu, không có đường lui. Khác cảm khái, đem vảy rồng thả trên tay của nàng, để cho nàng nắm chặt. Ninh Vô Song nói. Bách Lý Truy Tinh làm theo. Đem nàng cởi quần áo, chế tạo bị trước làm nhục sau ngược sát tử trạng. Ninh Vô Song nói. Cái gì? Bách Lý Truy Tinh đau đầu hỏi. Đối với phụ thân đến nói, nữ nhi bị trước làm nhục lại ngược sát, càng biết để hắn mất lý trí. Ninh Vô Song nói. Tốt a, ngươi thật tuyệt. Bách Lý Truy Tinh đem Vân Chăn Chăn quần áo xé rách, vị trí then chốt, còn để lại một chút mơ hồ thủ ấn. Ngươi biết cái gì gọi bị vũ nhục dấu vết sao? Ninh Vô Song nhìn hắn chằm chằm hỏi. Thế nhưng là đây đã là thi thể. Bách Lý Truy Tinh buồn bực nói. Không có để ngươi thật lên, làm cho giống như một chút. Ninh Vô Song nói. Tốt a. Sau cùng, thẳng đến Ninh Vô Song hài lòng, bọn họ mới rời khỏi. Đến đón lấy đâu? Đợi nàng bị phát hiện. Thời gian trôi qua. Lý Thiên Mệnh nhớ không lầm, hắn đi tới nơi này nhiên hồn luyện ngục, đã hơn 2 tháng. Hắn tu luyện chẳng những một chút cũng không có chậm trễ, phản mà tiến triển so tại Đông Hoàng cảnh thời điểm còn thực sự nhanh hơn nhiều, đây là không kịp chuẩn bị. Đại khái tại thứ 75 trời thời điểm, cảnh giới của hắn lần nữa đột phá. Thiên ý cảnh tầng thứ 8. Lý Thiên Mệnh rất mừng rỡ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ một người ba thú cường thế thuế biến. Người thú nguyên làm sao còn có thể tăng lên? Bạch Tử Căng rung động nói. Sớm nói cho ngươi, ta không phải tầng thứ 9. Hiện tại trung quy là tầng thứ 9 đi. Còn không có, còn kém một trọng. Ta dựa vào, Bạch Tử Căng che chán đầu. Bạch tỷ tỷ, ngươi nói thế nào lời thô tục? Có sao? Không có. Bạch Tử Căng dùng đối đãi quái vật ánh mắt đánh giá hắn, nói, nếu như có thể, ta muốn đem ngươi giải phẫu, nhìn trong thân thể ngươi có cái gì quái thú. Biến thái trung niên nhân. Ta, trung niên nhân. Bạch Tử Căng hận không thể gõ đầu của hắn. Để cho nàng buồn bực là, gia hỏa này cảnh giới đột phá còn chưa tính, tiếp đó, lập tức liền tiếp tục luyện thần tiêu kiếm quyết. Cái này có thể cũng không phải là đệ tam kiếm, mà chính là thần tiêu kiếm thứ tư. Ta nhớ được các người đệ nhất tổ tiên, cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ tam kiếm A. Đúng. Con đang làm gì thế? Làm tổ tiên làm không được sự tình. Bạch Tử Căng che chán đầu, nói, tuy nhiên ngươi cảnh giới thấp rất nhiều, nhưng là... Chờ ngươi đến thập phương đạo cung, nhất định có thể cho rất nhiều người kinh hỉ. Đúng, còn có 4 tháng bế quan. Đến lúc đó, hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi mới mười mấy tuổi người, suy nghĩ gì kéo dài tuổi thọ. Chờ ngươi trưởng thành, thiên chi thánh cảnh tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí cổ chi thánh cảnh đều có thể. Bạch Tử Căng nói, Bạch tỷ tỷ, ta đã lớn lên. Cái nào lớn? Táo bạo, xúc động, thuần túy là cái tiểu hài tử. Bạch Tử Căng mỉm cười nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng nàng nói là thân thể đây. Nguyên lai, nàng nói là tính cách. Đến thiên ý cảnh tầng thứ 8 về sau, Lý Thiên Mệnh đã đến gần vô hạn thánh chi cảnh giới. Kể từ đó, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cho hắn tạo thành áp lực nhỏ rất nhiều. Đông Hoàng kiếm đệ nhất trọng môn cùng nhiên hồn kết giới thiên văn, chỉ ít có thể lấy để cho ta lại tiến nhất trọng. Mục tiêu tiếp theo, là thiên ý viên mãn cùng thần tiêu kiếm thứ tư. Hắn tu hành toàn ở quỹ đạo bên trong, từng bước một làm từng bước. Màu đen thiên văn trong kết giới, hắn híp mắt, hơn 2 tháng, ta đã đuổi kịp kỳ lân cổ tộc người đồng lứa đi. Mặc Phú Thái Thượng đã từng nói, để Lý Thiên Mệnh không muốn làm ếch ngồi đáy giếng, nơi này có là có thể ngược hắn người. Lý Thiên Mệnh hiện tại có chút muốn biết, loại này người có bao nhiêu. Cách 1 tháng nhiều, không biết ta lại đi tế luyện thú hồn, có thể để chúng nó 3 cái giác tỉnh tân thần thông sao. Nói thật, liên tục bế quan hơn 1 tháng, mỗi ngày đều tại trầm tư suy nghĩ, người sẽ có chút mỏi mệt cùng nông rộng. Đi săn, sẽ là một loại tương đối tốt chút xuống phương thức. Thấy được thái cổ hỗn độn cự thú mới giác tỉnh thần thông lợi hại, tăng thêm hiện tại thánh thú chiến hồn không dùng tiền. Lý Thiên Mệnh muốn thử nghiệm thêm.
Bạch tỷ tỷ, lại đi đi săn một lần. Đi thôi, cả ngày nín ở chỗ này nhìn ngươi tu luyện, tố đến hoảng. Ngươi tiểu hoàng gà lại không cho ta chơi. Bạch Tử Căng nói. Con gà con chịu không được, miêu nhi ngươi chơi sao? Không muốn, quá xấu. Nghe xong câu nói này, cộng sinh không gian bên trong, rất đúng phẩm tọa kỵ còn ôm có ý tưởng miêu miêu phun máu ba lần. Trong lúc nói chuyện, Bạch Tử Căng mở ra thiên văn kết giới, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, xuất hiện tại kỳ lân cổ tộc trong tầm mắt. Lý Thiên Mệnh lại từ trong mai rùa đi ra. Các vị, nói tốt cùng một chỗ mắng, cùng một chỗ động thủ. Ta không tin hắn có thể một cái đánh chúng ta toàn bộ. Thiên văn bên ngoài kết giới, tối thiểu còn có mấy trăm người. Những người này để Lý Thiên Mệnh hỏa khí một chút thì đi lên. Bởi vì, bọn họ thật là không dứt. Thì cái này thời gian nửa năm, bọn họ không tại Lý Thiên Mệnh trên thân chút cơn giận, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người cùng nhau đến. Hiện tại, bọn họ lại có mới cách chơi, cái kia chính là, mấy trăm người cùng một chỗ mắng. Làm sao mắng tất cả mọi người nắm chắc a? Liền nói hắn mẹ già, nói đến càng khó nghe càng tốt. Ngay sau đó, những cái kia ô ngôn uế ngữ, thì theo bọn họ trong miệng đi ra. Lý Thiên Mệnh, ngươi không phải rất năng lực sao? Ngươi đến đánh ta, ngươi nếu có thể tại nhiên hồn luyện ngục yên ổn rời đi, lão tử theo họ ngươi. Đánh người ngươi thì trốn vào trong mai rùa làm thứ hèn nhát. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại trong mai rùa qua nửa năm đây. Lý Mộ Dương là cùng một đầu mẫu rùa đen, sinh ra ngươi cái này không có cốt khí loại đi. Mấu chốt là, cái này không là một người đang nói, mà chính là vài trăm người cứ như vậy tụ cùng một chỗ, khí thế hung hăng, ánh mắt tinh hồng nhìn lấy hắn. Bạch Tử Căng mặt đều đen. Sớm biết vẫn là như vậy, nàng thì không mở ra thiên văn kết giới. Duy nhất yên tâm điểm, chính là Lý Thiên Mệnh so vừa lúc tiến vào. Cường lớn hơn nhiều lắm. Thiên Mệnh, người phải học được. Bạch Tử Căng lời còn chưa nói hết đâu, Lý Thiên Mệnh liền đã xuất hiện tại cái kia mấy trăm người trước mắt. Hô, cái kia mấy trăm người vậy mà lui về sau mấy bước. Sợ cái gì, cùng tiến lên. Có người ở phía sau giật dây, bọn họ lập tức đè lên, mấy trăm người cưỡi mấy trăm đầu kỳ lân cộng sinh thú, một mảnh đen kịt. Lý rùa đen, người đụng đến bọn ta một chút thử một chút. Mấy trăm người cùng một chỗ cười vang. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghiêng người, hướng về bên trái phóng đi, cùng một nhóm người này trực tiếp dịch ra. Có ý tứ gì, sợ rồi. Ha ha, bọn họ càng là cười đến vui sướng. Chỉ có một người sắc mặt đại biến. Cái kia chính là Bách Lý Truy Tinh. Hắn ở chỗ này đã một ngày, các loại một thời cơ. Đúng lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh đi ra. Hắn vốn cho là mình đứng được đầy đủ xa, mà lại hoàn toàn là tại chỗ hắc ám, hắn đều không hiểu, Lý Thiên Mệnh là làm sao thấy được hắn. Làm ánh mắt của đối phương khóa chặt chính mình thời khắc, Bách Lý Truy Tinh trong mắt hỏa khí triệt để đốt cháy. Tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn có thể bắt ta như thế nào? Lần trước bị cắt nát miệng lửa giận, phần đốt lên. Hắn ngồi tại Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân phía trên, nộ khí mãnh liệt. Hắn hoàn toàn không biết. Một tháng sau, cảnh giới của hắn chỉ so với Lý Thiên Mệnh cao hai trọng, huống hồ, hắn thánh nguyên phẩm chất, chưa hẳn so Lý Thiên Mệnh tam đại thú nguyên cao. Quả nhiên, trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở Bách Lý Truy Tinh trước mắt. Hắn tìm Bách Lý Truy Tinh làm cái gì? Bách Lý Truy Tinh là thánh chi cảnh giới, hắn đoạn đường này chạy tới, sẽ không phải là phải quỳ cầu xin tha thứ A. Bọn họ cấp tốc vây quanh mà đến. Bách Lý Truy Tinh, lần trước để ngươi chạy. Ta tuy nhiên đáp ứng Bạch tỷ tỷ lưu ngươi một cái mạng chó, nhưng ngươi cái kia nằm cạnh đánh, còn phải ăn hết. Lý Thiên Mệnh tại trước mắt của hắn, một chút ngừng một chút. Hắn là dựa vào động tất chi nhãn, không có ý ở giữa thấy được cái này ở phía xa nơi hẻo lánh xem trò vui Bách Lý Truy Tinh. Buồn cười, Bách Lý Truy Tinh lạnh hừ một tiếng. Hắn tự nhận là, lần trước cố nhiên chiến bại, nhưng song phương chênh lệch không tính lớn, bây giờ bên cạnh hắn đều là người một nhà, sợ cái dám. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh bóng người lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Tam sinh ma quyền. Đây cũng là thượng phẩm thánh chiến quyết, chỉ ít so Bách Lý Truy Tinh thiểm tinh đạo quyết phẩm giai cao hơn. Liên tục ba quyền, đều lấy hắc ám cánh tay oanh ra. Nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Một quyền này đột nhiên bạo phát, nhanh như thiểm điện, Bách Lý Truy Tinh phản ứng tính toán nhanh, phồn tinh giản xuất thủ, trực tiếp đâm đến. Làm. Một tiếng chói tai bạo hưởng,
Lý Thiên Mệnh cái kia hắc ám cánh tay nhất quyền thần uy, trực tiếp đánh cho Bách Lý Truy Tinh Phồn Tinh Giản tuột tay, đập vào trên đầu của hắn. Cái này kinh khủng lực đạo, hoàn toàn là cảnh giới trên lực lượng nghiền ép, để Bách Lý Truy Tinh trong một chớp mắt thì mộng. Hắn cảm thấy, nếu như nói một tháng trước, Lý Thiên Mệnh lực lượng tương đương với một con sói, như vậy hiện tại, cũng là một đầu hùng sư. Thiên ma, hám thần nhất quyền. Một quyền này đánh vào Bách Lý Truy Tinh trên bụng, để hắn cái bụng lõm vào, phun ra một ngụm máu đến, tất cả đều là ngũ tạng lục phủ toái phiến. A! Bách Lý Truy Tinh kêu thảm một tiếng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, mặt đã hoàn toàn là màu gan heo. Quyền thứ ba, thần ma, diệt thế nhất quyền. Một quyền này không tiếp tục công kích Bách Lý Truy Tinh, mà chính là đánh vào hắn dưới trướng chính đang thi triển thần thông Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân trên đầu. Oanh! Cái kia Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân vừa bạo phát tinh quang, bị Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh tan, cái kia hắc ám cánh tay bạo tạc lực nói đập vào gáy của nó phía trên. Nó tại chỗ đầu nứt toác, máu chảy thành sông, trực tiếp nện ở nhiên hồn kết giới phía trên, tại chỗ đã hôn mê. Đây tuyệt đối là thô bạo nhất nghiền ép. Đây càng là hình ảnh không thể tưởng tượng. Liên tục ba quyền, thánh chi cảnh giới Bách Lý Truy Tinh liền năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp để đánh thành cứt chó. Sau đó, hắn chả bị Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ, cầm trên tay, co lại thành một đoàn, chỉ có thể xuất khí, không thể vào khí. Tình cảnh này, tạo thành cả tầng nhiên hồn kết giới tĩnh mịch. Những cái kia mới vừa rồi còn đang mắng Lý rùa đen người, hiện tại nguyên một đám ngây ra như phỗng. Bọn họ trước đây trêu tức nụ cười, còn cứng ngắc ở trên mặt, cái biểu tình này cùng thoa lên keo giống như, hoàn toàn không động được. Hắn đến cùng là cảnh giới gì a? Không, không phải nói thiên ý cảnh tầng thứ 9 sao? Ngay từ đầu còn nói là tầng thứ 8 đây. Đúng a, Bách Lý Truy Tinh có phải hay không đang diễn trò a, cái này bị bại có chút không hợp thói thường đi. Xem ra, không quá giống diễn xuất. Nhưng có thể khẳng định, cái này Lý Ô, Lý Thiên Mệnh không phải thánh chi cảnh giới. Hắn còn không có thánh nguyên. Hắn giống như không muốn buông tha Bách Lý Truy Tinh, Bách Lý Truy Tinh đến cùng làm sao trêu chọc hắn rồi. Nói đến, hiện tại trêu chọc Lý Thiên Mệnh, là bọn họ cái này mấy trăm người a, vừa mới bọn họ nói đến có thể vui mừng nhanh. Lấy về phần hiện tại, bọn họ liền nghị luận thanh âm đều rất nhỏ. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, Lý Thiên Mệnh đem cái kia Bách Lý Truy Tinh, trực tiếp nện ở dưới chân nhiên hồn kết giới phía trên. Miệng tốt a, không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh thanh âm lạnh lùng như tử thần. Ngươi so một tháng trước, cường nhiều như vậy, ngươi. Bách Lý Truy Tinh trong mắt, viết đầy khó có thể tin phiền muộn cùng thống khổ. Với ta mà nói, đó là một năm trước, Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hắn tự biết chính mình tu hành không dễ. Bọn họ cảm thấy là một tháng, kỳ thật Lý Thiên Mệnh già một năm. Có ý tứ gì? Ngươi đừng quản, ta hỏi ngươi, còn nhớ đến lúc ấy, ngươi ở trước mặt ta nói cái gì sao? Hiện tại cho phép ngươi nói lại lần nữa xem. Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, nhưng là loại nụ cười này, đầy đủ để Bách Lý Truy Tinh dùng mình. Không, không dám, không nói. Không có nói, vậy sau này cũng không có cơ hội nói. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh đột nhiên thấp thân. Nhất quyền đánh vào trên miệng của hắn. Bách Lý Truy Tinh nửa gương mặt trong nháy mắt thì nát, ngay sau đó loảng xoảng một tiếng, sau gáy của hắn nện ở nhiên hồn kết giới phía trên, cả người vậy mà bắn lên. Ngay tại cái này đạn lên trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh một chân đá vào hai chân của hắn ở giữa, đem đạp bay mấy trăm mét, không cần nhìn liền thấy, quần của hắn phía dưới toàn bộ đều là vết máu. Bách Lý Truy Tinh đập xuống đất về sau, đã co lại thành một cái tôm, kêu thảm đều không phát ra được. Mà giờ khắc này, càng là tĩnh mịch. Mọi người nhìn đến Lý Thiên Mệnh sau cùng một chân, rốt cuộc minh bạch, Bách Lý Truy Tinh khẳng định là mở miệng vũ nhục Lý Thiên Mệnh mẫu thân, mà lại nói đến rất khó nghe. Bằng không, cũng sẽ không bị đánh thành dạng này. Thân phận của hắn, tại Kỳ Lân cổ tộc người trẻ tuổi bên trong, xem như tối đỉnh cấp đó a. Tại bọn họ ra đầu tê dại thời điểm, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía lời mới vừa nói mấy trăm người. Ánh mắt đảo qua, Kỳ Lân cổ tộc người trẻ tuổi, lần nữa lui lại. Bọn họ có thể thấy rõ Bách Lý Truy Tinh thảm trạng, tự nhiên nhìn không được chảy xuống mồ hôi lạnh. Vừa mới, ai nói không dễ nghe, còn nói ta là rùa đen rút đầu. Hiện tại, thừa nhận mình nói qua, thì đứng tại chỗ, không dám thừa nhận, ngươi liền hướng sau đi, trực tiếp bỏ rời đi, ta thì không cùng người so đo.
Lý Thiên Mệnh từng bước một đi hướng bọn họ, trên vai của hắn, thêm một cái tiểu hoàng gà, một cái tiểu mèo đen. Đồng dạng hung thần ác sát. Thiên Mệnh, cái kia, muốn không tính là, Bạch Tử Căng nói. Không thể tính toán, từ hôm nay trở đi, ta muốn bọn họ đều đem miệng ngậm lại, ta không muốn lại trốn đi. Người khác làm nhục ta, ta chỉ có thể cất giấu, liền cho rằng không tồn tại, loại ngày này ta nhịn 2 tháng. Hiện tại, ta không đành lòng. Không phải nói, tránh tại thiên văn trong kết giới không nghe, liền sẽ không đến khí, Lý Thiên Mệnh thật là tại nhẫn. Mắng cái gì rùa đen rút đầu loại hình, còn không có gì cái gọi là, ai cũng biết, bọn họ là muốn bức bách chính mình chủ động đánh người. Nhưng là, bắt người mẫu thân đến nhục nhã, biên soạn những cái kia ô uế không chịu nổi câu, quả thực quá bị ổi. Bạch Tử Căng liền biết, chớ nhìn hắn cái này hơn 2 tháng giống như rất nghiêm túc, hoàn toàn quên đi chuyện bên ngoài, kỳ thật hắn một khắc đều chưa quên. Nàng chỉ có thể mặc cho hắn đi. Một người đánh mấy trăm người, cái kia cũng không dễ dàng, bất quá, nàng chỉ ít có thể bảo hộ Lý Thiên Mệnh bất tử. Kỳ Lân cổ tộc người trẻ tuổi, cũng có rất nhiều xương cứng. Đều sợ cái gì, cái này tội tử đều đến bặt nạt, tại ngươi trên mặt đi ị, còn sợ, các ngươi không lên, ta phía trên. Mấy trăm người, đánh một hồi có mấy ngàn người, sợ một mình hắn. Mất mặt sao? Đây chính là Kỳ Lân cổ tộc, còn muốn mặt sao mọi người? Lên A, chơi chết hắn. Hắn nói hắn nhịn không được, hiện tại liền để hắn phải nhịn. Hắn lão tử đem chúng ta hại thành dạng này, xúc sinh này còn không biết áy náy, tại trước mặt chúng ta nói cái gì tôn nghiêm, đem hắn tôn nghiêm đều đánh thành dòng máu, là hắn biết sợ. Cùng tiến lên. Động thủ A. Có người dẫn đầu, dù sao người đông thế mạnh, lá gan đâm một cái kích lập tức liền lớn. Giết hắn. Kết quả là, vẫn là câu nói này. Tại cái này nhiên hồn kết giới phía trên, Lý Thiên Mệnh đối mặt cái này mấy trăm người, tuy nhiên trên cơ bản đều là thiên ý cảnh giới, nhưng tổng hợp chiến đấu lực, đã tương đương cường hãn. Chỉ là cái kia mấy trăm đầu Kỳ Lân lăn lộn cùng một chỗ, tạo thành động tĩnh đều phi thường to lớn. Sợ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Huỳnh Hỏa bọn họ. Tràng diện này có thể kích thích, lần thứ nhất một người chiến mấy trăm người. Sợ cái rắm, lão tử hôm nay chính là muốn xé nát miệng của bọn hắn. Huỳnh Hỏa hai mắt phun lửa nói. Nó cũng thụ đủ rồi, 2 tháng này liều mạng như vậy tu hành, nói thật, cũng là vì đánh nhừ tử đám người này. Không nên cách ta quá xa. Được rồi mèo. Quay chung quanh Lam Hoang đánh. Dùng thần thông. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là nhiệt huyết hướng não liền không có lý trí. Đến cùng có thể hay không đánh, muốn làm sao đánh, hắn tâm lý nắm chắc. Dù sao, lần này về sau, nhất định phải để bọn hắn triệt để ngậm miệng lại. Bằng không ra tới một lần, bọn họ thì nhục mạ một lần, ai chịu nổi. Lam Hoàng cái thứ nhất thi triển thần thông. Hồng Mông Âm Ba. Nó hiện tại hình thể, so với đối phương lớn nhất cộng sinh thú đều lớn phía trên gấp 3, quả thực là một cái thế lực bá chủ. Cái này rít lên một tiếng. Thì cùng là một đạo quang trụ giống như sông về phía trước, lấy hiện tại thiên ý tầng thứ 8 lực lượng chèo chống, Hồng Mông Âm Ba lực sát thương cường hãn rất nhiều. Oanh! Một đầu thanh âm thông đạo xuất hiện, mấy trăm người trùng sát đội ngũ, còn không có tới gần, liền để Lam Hoang cho làm 2 nửa. Ngay sau đó, Lam Hoang lại thi triển thần thông Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới lấy 9 tòa quỳ núi làm căn cơ, lấy quỳ biển vì ngoại tầng, hình thành một cái giao thoa Sơn Hải chi thuẫn. Cái này thuẫn dường như đem bọn hắn ngăn cách tại một thế giới khác bên trong. Đối phương phần lớn công kích, rất có thể công không phá được Lam Hoang cái này Sơn Hải Giới, nhưng Lý Thiên Mệnh bọn họ có thể tự do ra vào. Đối bọn hắn tới nói, Lam Hoang tựa như là một cái căn cứ. Có cái này Sơn Hải Giới, Lý Thiên Mệnh bọn họ, thì có chống lại cái này Kỳ Lân cổ tộc mấy trăm người căn bản. Sau một khắc, phô thiên cái địa thần thông, chiến quyết, oanh kích mà đến. Giết! Cái gọi là chiến trường không có mắt, một trận này chém giết, Lý Thiên Mệnh có thể không thế nào khách khí. Tay phải hắn là Đông Hoàng Kiếm, tay trái là Điện Ma Cửu Tiết Liên, chỗ đến, thê lương một mảnh. Một khi chịu không được, hắn lập tức rút về Sơn Hải Giới chậm một chút, dựa vào Sơn Hải Giới phòng ngự cùng Lam Hoang bảo hộ, bọn họ quay chung quanh tại Lam Hoang bên người, cứ như vậy nghiền ép tới. A, à, trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, vô cùng thê thảm. Chỉ ít lúc này mới vừa khai chiến, Lý Thiên Mệnh bọn họ không có việc gì, thì có không ít Kỳ Lân cổ tộc đệ tử bị thương, thậm chí bị chính mình người trúng đích. Lý Thiên Mệnh cái kia Điện Ma Cửu Tiết Liên chỗ đến,
lôi đình quét ngang, mấy người liền bị dây dưa kéo lại, sau đó lại càn quét đi qua. Phốc phốc phốc, nguyên một đám kỳ lân cổ tộc đệ tử, bị điện giật đến miệng sùi bọt mép, triệt để đàng hoàng. Thái cực hồng mông quỳ long bên này nghiền ép lên đi, chỉ ít có 10% người bị đụng tại trên mặt đất kêu đau. Lý Thiên Mệnh xuất thủ coi như có chừng mực, trên cơ bản không giết người không phế nhân, nhưng có thể để bọn hắn kêu thảm đến rất thống khổ. Không thể không nói, chỉ là tràng diện này, cũng đã đầy đủ dọa người. Tranh đấu trong quá trình, có người thêm vào, cũng có người nửa đường trực tiếp chạy, rời xa đây không phải là. Lại đến. Rầm rầm rầm. Lại là một đợt nghiền ép lên đi. Đám người này còn có không ít thiên ý cảnh giới ngũ lục trọng, làm sao có thể chịu nổi Lý Thiên Mệnh công kích. Thánh chi cảnh giới, đại đa số đều hạ trung tầng nhiên hồn kết giới, chỉ có Bách Lý Truy Tinh các loại số ít mấy người còn lưu tại nơi này. Lần nữa trùng kích đi qua, lần này Sơn Hải giới kém chút bị đánh phá, nhưng Lam Hoang chống được cái này một đợt công kích. Nó tại dưới sự phẫn nộ, lớn tiếng gào thét, đối phương đinh tai nhức óc. Nó cái kia to lớn lưu tinh trùy đảo qua đi, tốt nhiều kỳ lân cộng sinh thú đều bay ra ngoài. Đến mức Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, có Lam Hoang đứng vững, bọn họ yêu mến đánh lén, nhất là Huỳnh Hỏa, lấy luyện ngục hỏa ảnh trong đám người biến hóa, chỗ đến, cái rắm huyết cuồng bão tố. Trong lúc nhất thời, kêu thảm không ngừng. Đánh không lại, đi nhanh đi. Khác a, hắn cái này cộng sinh thú quá mạnh, đây không phải thánh chi cảnh giới là cái gì. Hắn chỉ ít thánh cảnh tầng thứ hai. Không đúng, hắn dùng chính là thú nguyên. Trong lúc nhất thời tràng diện tương đương hỗn loạn, có người kêu thảm, có người tiếp tục xuất thủ, nhưng là không dám lớn nhất tới gần Lý Thiên Mệnh. Nhưng không thể không nói. Lý Thiên Mệnh cái này đấu trí, dũng khí, chiến lực, vẫn là để trong bọn họ tâm run run nhiều lần. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, tâm lý có chút sợ. Trừ phi, nơi này có thể tụ tập mấy ngàn người, bằng không bọn hắn rất khó lại lấy dũng khí ở chỗ này kêu gào. Người này là cái quái vật đi. Ý nghĩ như vậy, càng ngày càng nhiều. Chúng ta thánh chi cảnh giới đâu? Hai ngày trước ta còn chứng kiến Ninh Vô Song, Ninh Vô Song mạnh như vậy, nàng làm sao không đi ra thu thập Lý Thiên Mệnh, để cho chúng ta động thủ. Ninh Vô Song nhanh lên a, chỉ có ngươi có thể thu thập hắn, khác trốn đi. Chúng ta kỳ lân cổ tộc đều bị khi phụ thành dạng này, ngươi lại không ra tay, nói còn nghe được sao? Rất nhiều người đều đang tìm nàng. Liền Lý Thiên Mệnh cũng nghe được cái tên này. Điều này nói rõ người này cần phải rất có thủ đoạn, tuyệt đối là kỳ lân cổ tộc cả đời này bên trong, tuyệt đối kiệt xuất a. Hắn dùng vẫn là thú nguyên, dựa vào là cộng sinh thú cường đại, Ninh Vô Song xuất mã, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói lên cái tên này, rất nhiều người đều trước thối lui ra khỏi chiến trường, dù sao người càng ngày càng ít, bọn họ là không muốn đánh. Ninh Vô Song ở chỗ này. Không biết là người nào hô một tiếng, rất nhiều người hướng về một phương hướng nhìn qua. Trong tầm mắt của mọi người, một cái trong góc lãnh đạm quan chiến trường bào màu xanh nhạt thiếu nữ, cứ như vậy xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ánh mắt của bọn hắn, cứ như vậy đụng vào nhau. Ninh Vô Song, ra tay đi, xúc sinh này che giấu thực lực, ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, thật là biết nhẫn nại. Ngươi nếu là không xuất thủ, chúng ta kỳ lân cổ tộc đều không có thể diện. Hiện ở cấp trên nhiên hồn kết giới, chỉ có ngươi có thể làm được ngươi, ra tay đi. Nhiều người như vậy đối nàng tràn ngập lòng tin, cầu nàng xuất thủ, ngược lại để Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ. Hắn không sai biệt lắm tính toán đánh thắng, cái này mấy trăm người đã chạy một nửa, sau đó đẩy ra một cái Ninh Vô Song. Lý Thiên Mệnh trong mắt, thiếu nữ kia hình dạng thanh lãnh, thần sắc có chút lãnh mạc, tựa hồ bốn phía hết thảy, nàng đều không chút nào để ý. Ninh Vô Song, đánh bại hắn. Rất nhiều người bắt đầu hô. Điều này hiển nhiên là nữ tử, cũng mắng không được vệ tịnh, nàng nếu là không chủ động, Lý Thiên Mệnh sẽ không đối phó nàng. Ninh Vô Song thật sự là đáng tiếc, nếu như không phải nhất thế chú, nàng hiện tại có thể đứng vào thần đô 10 vị trí đầu đi. Đúng, nàng mới 17 tuổi. Luận thiên tư, ít nhất là nguyệt kỳ lân tộc đệ nhất. Nghe, đây đã là kỳ lân cổ tộc cao nhất trời thiên tài. 17 tuổi, thánh chi cảnh giới. So Bách Lý Truy Tinh cảnh giới còn cao. Hai tháng trước, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ kiêng kỵ loại này người. Nhưng bây giờ, hắn đã đuổi kịp kỳ lân cổ tộc người đồng lứa bước chân. Hắn nhìn về phía Ninh Vô Song, nói, đều tại nói khoác ngươi, như thế nào, đánh còn không phải không đánh. Ninh Vô Song ánh mắt mãnh liệt.
Kỳ thật Bách Lý Truy Tinh bị đánh thời điểm, nàng thiếu chút nữa xuất thủ, chỉ là Lý Thiên Mệnh trước một bước mặt hướng những người khác. Hiện tại, phụ cận rất nhiều người vây quanh mà đến, đều đang ánh mắt nóng rực nhìn lấy nàng. Nàng lần này nếu là không phía trên, toàn bộ kỳ lân cổ tộc người tuổi trẻ mặt, chỉ sợ đều mất hết. Lý Thiên Mệnh, món chính đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Có điều, người muốn ăn điểm trước đồ ăn, ta thỏa mãn ngươi. Câu nói này, nàng là tự nhủ. Không ai có thể nghe được. Sau khi nói xong, nàng hướng về Lý Thiên Mệnh dậm chân mà đến, trường bào cuốn lên, ánh mắt sắc bén. Nói thật, nữ tử này vẫn rất bá khí, lại lớn lên lớn hơn một chút, tựa hồ có trở thành kiêu hùng tiềm chất, chỉ ít ánh mắt này, khí chất, đảm lược, so còn lại kỳ lân cổ tộc mạnh hơn nhiều. Nàng tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là đi hướng mình, đã nói rõ là muốn cùng mình nhất chiến. Vừa tới 2 tháng, liền có thể khiêu chiến kỳ lân cổ tộc tuyến đầu thiên tài, khả năng người khác cảm thấy rất nhanh, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, chính mình bỏ ra tiếp cận 2 năm 5 tháng. Thời gian không đợi người a. Cứ như vậy, bọn họ đụng vào nhau, chiến hỏa thiêu đốt, quả thực như cây kim so với cọng dâu. Kỳ lân cổ tộc người trẻ tuổi, cùng như điên cuồng, vì Ninh Vô Song hò hét. Xem ra, thiếu nữ này đã từng phải làm qua, rất nhiều để bọn hắn điên cuồng hành động vĩ đại, mới có thể để cho bọn họ, đối nàng cầm giữ có như thế lòng tin. Người trước kia rất nghiêu sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đáp lại hắn, là thiếu nữ kia lạnh lùng, đẫm máu ánh mắt. Vô Song theo 3 tuổi bắt đầu ngay tại Trầm Uyên chiến trường săn giết hung thú, trải qua vô số lần sinh tử ma luyện. Nàng đánh bại qua thánh cảnh tầng thứ 3 trưởng bối. Có người cuồng nhiệt hô một câu. Là kẻ hung hãn, Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Thánh cảnh tầng thứ 3 trưởng bối. Nếu như đối phương cộng sinh thú đẳng cấp tương đối thấp, kỳ thật cường độ sẽ không tính toán quá cao, nhưng có thể làm được, đã tương đối khá. Ninh Vô Song giống như ngươi, là 3 đời ngự thú sư. Lại có một người đắc ý nói. Ý tứ chính là, người 3 đời ngự thú sư ưu thế không có. Mà lại, so với người cái này 3 đầu ngốc không kéo mấy cái gà mèo rùa, nàng cộng sinh thú, vùng người mấy cái cấp bậc. Câu nói này nói ra, huỳnh hỏa bọn họ thì nổi giận. Bản mèo như thế cơ trí, dựa vào cái gì nói ta ngốc không kéo mấy cái. Miêu miêu không phục nói. Có thể là quy đệ kéo xuống bình quân IQ, huỳnh hỏa nói. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái đầu của nó, nói, lúc này thời điểm không muốn lớn lên người khác chí khí. Diệt uy phong mình, Lam Hoàng rất thông minh. Lão đại nói đúng, Lam Hoàng gào thét một tiếng, nóng rực nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, có gặp phải tri âm cảm giác. Cái này một hưng phấn phía dưới, kém chút đem Lý Thiên Mệnh chấn động đến 2 chân cách mặt đất cao hơn 2 mét, kém chút bay ra ngoài. Chúng người không lời. Loại thời điểm này, bọn họ còn tại khôi hài bật cười đâu. Đáng tiếc không người cười. Bởi vì lúc này thời điểm, Ninh Vô Song 3 đầu cộng sinh thú đi ra. Toàn trường phát ra tán thưởng. Bởi vì, quá đẹp. Đó là 3 đầu màu xanh nhạt làm chủ kỳ lân, mỗi một đầu đều như là ánh trăng vần quanh, một đôi tròng mắt tựa như là tròn nguyệt một dạng, quang mang sáng long lanh. Nhưng 3 đầu lại mỗi người khác biệt. Con thứ nhất, như phong tùy hành, trên thân còn có nhàn nhạt xanh biếc, thân hình mạnh mẽ như gió, rõ ràng còn nắm giữ gió thuộc tính. Con thứ hai, trên người lân phiến có thật nhiều màu đỏ hoa văn, mê huyễn biến hóa. Như là bao phủ tại trong sương mù, đẹp đến mức nổi bong bóng. Con thứ 3, trên thân khuynh hướng màu xanh lam, băng tuyết dung hội, đông lạnh 3 thước, như băng tuyết, nữ thần. Cái này 3 đầu cộng sinh thú, đều là cấp 6 thánh thú, đội hình so quân thánh tiêu còn hào hoa. Tên của bọn nó, có thể dùng phong hoa tuyết nguyệt đến khái quát. Con thứ nhất, phong nguyệt thánh kỳ lân, gió, nguyệt thuộc tính. Con thứ 2, hoa nguyệt thánh kỳ lân. Mê hồn, nguyệt thuộc tính. Con thứ 3, tuyết nguyệt thánh kỳ lân, băng tuyết, nguyệt thuộc tính. Như thế, phong hoa tuyết nguyệt, tuyệt diệu vô song, 3 đầu đều là giống cái, quả thật rất đẹp. Yêu, bị cực phẩm tỏa kỵ tra tấn về sau, huỳnh hỏa 2 mắt, rốt cục tỏa ánh sáng. 2 người đối chọi gay gắt, một trận kịch liệt tranh phong sắp triển khai. Đại lượng kỳ lân cổ tộc vây quanh mà đến, bọn họ nghe nói là Ninh Vô Song muốn giáo huấn Lý Thiên Mệnh. Càng là hướng phía trước chen chúc quan sát. Đám người bên ngoài, còn đứng lấy 2-1 trưởng bối. Bên trong một cái hơi có vẻ tuổi trẻ, một cái khác hình dạng trung niên, nhưng thái dương có mấy sợi tóc trắng. Cha, tiểu tử này rõ ràng không đến thánh chi cảnh giới, vậy mà có thể đánh bại Bách Lý Truy Tinh,
quả nhiên có một ít thủ đoạn. Vân Phi Nghiêu nói, ngươi không phải vừa mới nói đâu, hắn là năm kiếp luân hồi chi thể. Lý Mộ Dương chính mình phạm sai lầm, con gái của chúng ta bị nhất thế chú, hắn chính mình nhi tử lại có thể thuận lợi trưởng thành, thật sự là không công bằng. Vân Phi Nghiêu cau mày nói, hiện tại chẳng phải công bình. Vân Viễn Phong nói, lời mặc dù nói như vậy, nhưng ngươi không có ra ngoài không biết, thập phương đạo cung trực tiếp cướp người, còn muốn thanh trừ hắn nhất thế chú. Trước mắt, Lý Mộ Dương cùng thượng cổ hoàng tộc đều không có động tĩnh, cái này Lý Thiên Mệnh sớm muộn đi thập phương đạo cung nhởn như ngoài vòng pháp luật. Vân Phi Nghiêu vừa từ bên ngoài tiến đến, đối với thế cục hiểu rất rõ. Sẽ có hay không có người hướng Lý Mộ Dương cao mật, cho hắn biết hắn nhi tử tại nhiên hồn luyện ngục rất nhẹ nhàng. Vân Viễn Phong sắc mặt lạnh lẽo hỏi. Khả năng đi, chí ít, Lý Mộ Dương hoàn toàn chưa có trở về ý tứ. Cái này tội nhân chi tử, liền không thể cho điểm nhan sắc nhìn xem. Ninh Vô Song không là chuẩn bị đánh hắn rồi. Những bọn tiểu bối này động thủ, không cho được chân chính giáo huấn. Chúng ta liền không thể thật làm một chút, tối thiểu đến phế bỏ a. Vân Viễn Phong nói. Cha, người không biết thập phương đạo cung hai tháng trước thái độ, đến cỡ nào kiên quyết. Bây giờ còn có bạch tử căng bảo hộ, nếu như thượng cổ hoàng tộc không cho chúng ta một ngón tay bày ra, thái thượng thật không dám, tùy tiện phía dưới trọng phạt. Vân Phi Nghiêu nói, ta liền buồn bực, thượng cổ hoàng tộc vì sao không cho điểm chỉ bày ra. Là công chúa của bọn hắn bị giết, luân hồi kính diện bị đoạt đi. Bọn họ không cần phải, lập tức đem Lý Thiên Mệnh bắt được hoàng cung đi tra tấn, bức bách Lý Mộ Dương trở về sao. Vân Viễn Phong nói ra rất nhiều người phiền muộn. Ai biết được, vốn là chỉ nhìn bọn họ trấn áp thập phương đạo cung, kết quả thái thượng nhóm hỏi bọn họ hai tháng, đều không người phản ứng. Vân Phi Nghiêu nói, thật sự là kỳ, làm như thế nửa ngày, cái này tội nhân chi tử tại cái này ngược một trận chúng ta đệ tử, còn phải nghênh ngang rời đi. Vân Viễn Phong hơi giận nói, hôm nay thì nhìn Ninh Vô Song, đứa nhỏ này thẳng đáng tin, mà lại đầy đủ oán hận, nhìn ánh mắt của nàng liền biết, sẽ không lưu tình. Vân Phi Nghiêu nói, tối thiểu phế một cái cánh tay. Vân Viễn Phong híp mắt nói. Đúng vào lúc này. Hai vị gia chủ, có kiện sự tình, các ngươi phải đi một chút. Mấy người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đi tới. Gia chủ, là kỳ lân cổ tộc kỳ lân vương phía dưới tương đối cao thân phận. Tối thiểu đến thiên chi thánh cảnh, đều có thể làm một cái thế gia chi chủ. Ngươi theo chúng ta nói chuyện. Vân Phi Nghiêu hỏi. Đúng, đúng. Có chuyện gì, chúng ta nhìn tranh đấu đây. Vân Viễn Phong bất mãn nói. Cùng Vân Chăn Chăn có quan hệ, hai vị đi xem liền biết, chúng ta cũng không biết, nói thế nào xuất khẩu. Người trẻ tuổi khẩn trương nói. Chăn Chăn, tìm nàng đã nửa ngày, nhà đầu này ở đâu? Gia chủ cùng chúng ta tới. Vân Phi Nghiêu cùng Vân Viễn Phong nhìn kỹ, những người tuổi trẻ này nói chuyện đều đang run rẩy, rõ ràng là ra chuyện. Tại bên nào? Hướng bên này đi. Sau một lúc lâu. Núi hoang. Một mảnh đỏ thẫm trong thế giới. Tại chân núi trong bụi cỏ, vây quanh không ít người, bọn họ thần sắc lo lắng, sắc mặt có chút khó coi. Thì ở đây, Vân Phi Nghiêu cùng Vân Viễn Phong sắc mặt âm hàn, hướng bên kia phóng đi. Tránh hết ra. Chuyện gì xảy ra, Chăn Chăn bị thương nặng sao? Vân Viễn Phong thanh âm khàn khàn nói. Cái này 7-8 người lập tức tản ra, cho hai người bọn hắn cái nhường đường. Vân Phi Nghiêu cùng Vân Viễn Phong bất ngờ nhìn đến. Mặt đất nằm một người, người này lên che kín quần áo, đem mặt đều đắp lên. Cái gì? Vân Phi Nghiêu trừng mắt, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh người kia. Giờ khắc này, ngón tay của hắn đã run rẩy kịch liệt. Chăn Chăn, Vân Phi Nghiêu đã không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào, nói rõ người này đã chết rồi. Hắn chỉ hy vọng xốc lên quần áo, xuất hiện không phải Vân Chăn Chăn. Làm Vân Phi Nghiêu xốc lên hết thảy trở ngại thời điểm. Chỉ thấy một cái quần áo xốc xếch nữ tử, trừng to mắt, nương theo lấy trước khi chết hoảng sợ, nằm ở chỗ này. Trên người của nàng, trên da thịt, có hứa nhiều thô lỗ vết thương cùng ấn ký. Đây hết thảy đều đang nói rõ, nơi này phát sinh qua cái gì. Chăn Chăn. Vân Phi Nghiêu ngốc tại chỗ, trên ánh mắt tơ máu trải rộng, cả người thở hồng hộc, hắn chớp nhiều lần ánh mắt, mà hết thảy trước mắt, không có thay đổi. Tốt nhiều hình ảnh, cứ như vậy ở trước mắt lấp lóe. Chúc mừng Phi Nghiêu, phu nhân sinh, là cái xinh đẹp tiểu cô nương, đáng yêu áo khoác bông a. Chăn Chăn, chậm một chút, đừng ngã. A,
ta nói để ngươi chậm một chút đi, nhìn, đem đầu gối đều xoa chảy ra. Ngươi muốn học cái gì binh khí, đến, phụ thân dạy ngươi. Theo xuất sinh, đến nàng rốt cục trở thành thập phương đạo cung đệ tử. Đây hết thảy, đều trong lòng của hắn, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Hôm nay, nàng chịu nhục chí tử. Oanh! Vân Phi Nghiêu cảm giác thiên đều sụp xuống, trên tay hắn buông lỏng, lui về sau mấy bước, té ngồi trên mặt đất, tròn mắt tận nứt. Hai vị gia chủ, chúng ta cũng là vừa vặn phát hiện. Chúng ta sợ ảnh hưởng các ngươi tìm hung thủ, cho nên không có đụng nàng, thì đóng quần áo một chút. Xin lỗi! Chăn chăn thật sự là thật đáng thương, không biết là cái nào xúc sinh, vậy mà dạng này khi nhục nàng. Vân Phi Nghiêu che ngực, hô hấp có chút khó khăn, trong lúc vô hình, giống như có vô số dao đâm ở trong lòng. Cha, ta muốn đi Đông Hoàng Cảnh một chuyến, bên kia có cái còn người tốt, ta thẳng thích hắn. Vân Phi Nghiêu nhớ tới ngày ấy, nàng cho mình nắm bắt bả vai nói lời. Ưa thích liền tốt, cha đều duy trì ngươi. Vân Phi Nghiêu cười nói. Thế nhưng là, hắn giống như có người thích, nàng tiếc nuối nói. Không sao, người còn trẻ, trên thế giới này còn có rất nhiều người, chờ ngươi đi gặp phải. Cái kia phụ thân làm sao không lại cưới một cái đâu. Không cần, mẹ ngươi tuy nhiên đi, có thể nàng không sẽ rời đi ta. Lại nói, hiện tại a, phụ thân có ngươi một cái là đủ rồi. Hắn cười nói, ta trễ sớm ngày sẽ rời đi ngươi. Nói bậy, những hình ảnh này, để Vân Phi Nghiêu khí huyết công tâm, một ngụm máu đen nôn trên mặt đất. Ây, cha, đây không phải chăn chăn, đúng không? Hắn lấy ánh mắt tuyệt vọng, nhìn lấy phụ thân của mình. Ai làm, Vân Viễn Phong hình dáng như dã thú, thấp giọng gầm thét một câu, những người tuổi trẻ kia đều dọa lui mấy bước. Hai vị gia chủ, chúng ta có một cái hoài nghi, nhưng không biết đúng hay không. Nói, mau nói, Vân Viễn Phong đem cái kia người nói chuyện bắt lại trở về. Người trẻ tuổi dọa đến có chút run rẩy, hắn nói, là như vậy, chăn chăn trên thân, giống như còn sót lại có cửu kiếp lam điện. Chúng ta nghe nói, Sùng Dương Thái Thượng bởi vì nàng phát hiện Lý Thiên Mệnh, khen thưởng nàng điện ma cửu tiết liên, hắn linh tai cũng là cửu kiếp lam điện, đúng không? Người nói là tôn nữ của ta tự sát, đây là tự sát sao? Vân Viễn Phong ánh mắt phun lửa nói. Không, không phải, vài ngày trước, Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người cướp đi nàng điện ma cửu tiết liên. Còn có. Điện giác lôi kỳ lân trên người có lôi đình cùng hỏa diễm dấu vết. Theo ta được biết, cái kia Lý Thiên Mệnh, hắn là ba đời ngự thú sư, hắn cộng sinh thú thì có lôi hỏa thuộc tính. Còn có, chăn chăn trên tay, còn đang nắm một vật, chúng ta không dám lấy ra. Lại nói cho tới khi nào xong thôi, một chiếc vảy rồng, đã rơi vào Vân Phi Nghiêu trên tay. Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, có một đầu long. Kỳ lân cổ tộc trước mắt không có thần long cộng sinh thú, cái này một chiếc vảy rồng hình dáng, cùng hắn cộng sinh thú thần long vảy rồng, hoàn toàn phù hợp. Cho nên, chúng ta cho rằng, đây là chăn chăn liều chết bắt lấy bằng chứng. Trọng yếu nhất chính là, cái kia Lý Thiên Mệnh cùng chăn chăn có tử thù, là chăn chăn hại hắn bị bắt tới đây. Chúng ta đều cho rằng, nhất định là cái kia phát rồ Lý Thiên Mệnh, vì trả thù chăn chăn, phát tiết trong lòng phẫn uất, cho nên đem chăn chăn trước làm bẩn. Lại ngược sát. Chăn chăn thật thê thảm a. Những người trẻ tuổi kia lòng đầy căm phẫn, rơi xuống nước mắt, trong ánh mắt nhấc lên cừu hận lửa giận. Hai vị gia chủ, nhất định muốn vì chăn chăn báo thù a. Cái này Lý Thiên Mệnh, hung hăng càn quấy, ỷ có người bảo hộ, ức hiếp chúng ta, động thủ hung ác, cực kỳ tàn ác. Tần gia tam huynh đệ nói hắn vài câu, đều bị chém đứt cánh tay. Ai biết, nàng trước khi chết còn muốn bị làm bẩn. Đến cùng chịu qua hạng gì cha tấn, Lý Thiên Mệnh xúc sinh này, căn bản không phải người. Cùng cha hắn một dạng, đều là thiên cổ xúc sinh. Hắn không chết, chăn chăn chết không nhắm mắt a. Đây hết thảy, đều là nhen nhóm núi lửa dẫn tử. Khi bọn hắn nhìn hướng Vân Phi Nghiêu thời điểm, liền đã thấy, hắn đem Vân chăn chăn bao bọc chỉnh chỉnh tề tề, sau đó chặn ngang bế lên. Dưỡng dục hơn 20 năm, hôm nay, thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngẩng đầu một khắc này, Vân Phi Nghiêu hai mắt, giọt giọt máu tươi chảy xuống. Giờ khắc này hắn, là không để ý tới trí dã thú. Cha, nhi tử van cầu ngươi, giúp ta một chuyện. Phi Nghiêu, Vân Viễn Phong nhìn hắn bộ dạng này, nước mắt của mình đều khống chế không nổi rơi xuống. Ngươi giúp ta ngăn lại Bạch Tử Căng, ta đi cấp chăn chăn, lấy lại công đạo. Cha,
ta van ngươi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có mẫu thân, nàng thật đáng thương. Ta, muốn cho nàng đi được, thể diện một chút. Trước mắt cái này Ninh Vô Song, là Lý Thiên Mệnh thấy qua, trừ mình ra cái thứ hai ba đời ngự thú sư. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác cô bé này có điểm giống Nguyệt Linh Lang. Nàng không có như vậy hừng hực, nhưng lộ ra càng càng lạnh lùng, như ánh trăng lạnh lẽo, bị người đánh đáy lòng sinh sinh ra hàn khí. Nàng nhân khí phi thường cao, hiện tại Kỳ Lân cổ tộc người trẻ tuổi, quả thực đối nàng sinh ra mù quáng cùng cuồng nhiệt lòng tin. Khi nàng ba đầu cộng sinh thú xuất hiện về sau, nàng đứng tại cái này ba đầu hoa mỹ Kỳ Lân trước đó, trên tay cầm lấy một thanh đao mảnh. Binh khí này, ngược lại là cùng Lý Khinh Ngữ đao rất tương tự, đều là vừa nhanh vừa độc đao, mỏng như cánh ve, một đao thấy máu. Trên đao, 33 điều thánh thiên văn ở trong đó du tẩu. Đây là, phong tuyết lăng đao, hoành đao mà đứng, phong tuyết đan sen, ánh trăng chính nồng. Nàng lạnh lùng ánh mắt, như cao cao tại thượng thần linh một dạng, chỉ nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, sau đó, như nguyệt quang lấp lóe, phút chốc đánh tới. Ở sau lưng hắn, ba đầu cấp 6 thánh thú thánh Kỳ Lân, đồng dạng lao nhanh mà đến. Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân ở bên trái, Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân ở chính giữa, Tuyết Nguyệt Thánh Kỳ Lân ở bên phải. Hai người quyết đấu, cùng nhau lại có 8 cái cá thể, đây tuyệt đối tương đương hiếm thấy, mỗi một phe đều là một người ba thú, tuyệt đối là đại hỗn chiến. Đối phương 4 người, đều là địa chi thánh cảnh tầng thứ 2. Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân động trước nhất tay, nó toàn thân lập lòe, hóa thành một vầng trăng, bốn phía phong bạo bao phủ, phong nguyệt trùng hợp, quang mang chói mắt đâm xuyên mà đến. Đây là thần thông, Nguyệt Trung Phong Mỹ. Còn không có cận thân, những thứ này cộng sinh thú thần thông, đã bắt đầu tàn phá bừa bãi. Đại hỗn chiến A, vừa tốt nhân số không sai biệt lắm, chính mình thiêu đối thủ đơn đấu A, trận đấu, nhìn xem người nào trước xong. Huỳnh Hỏa hưng phấn nói. Nghe nói lại muốn so với thi đấu, Miêu Miêu ánh mắt sáng lên. Cái này có thể đem bọn nó đấu trí, triệt để kích phát ra. Ta chọn cái này một đầu đại mỹ nữ. Huỳnh Hỏa đã sớm chọn tốt, nó lấy nhỏ bé thân thể, vọt thẳng hướng về phía cái kia Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân, trực tiếp nghênh đón lên thần thông của đối phương. Ông! Một khắc này, trên người của nó đốt cháy lên ngút trời hỏa diễm. Hỏa diễm hình thành một đầu hừng hực hỏa điểu, giống như Huỳnh Hỏa thân thể tăng lên hơn 100 lần, sau đó gào thét liền xông ra ngoài. Phía trước hướng thời điểm, cái kia hỏa điểu chia ra làm 6, vậy mà tạo thành 6 cái cự đại hỏa diễm liên hoa. Ngọn lửa này hình hoa sen thành một cái bế vòng, tại nóng rực thiêu đốt thời điểm, cùng cái kia Phong Nguyệt Thánh Kỳ Lân đụng vào nhau. Đây là Huỳnh Hỏa Tân Thần Thông, Lục Đạo Hỏa Liên. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, phong hỏa vẩy ra, 10 phần đặc sắc. Đoàn chiến chắc chắn sẽ có cục bộ đơn đấu cùng vây công, cũng có phối hợp, 4 cái đối 4 cái, biến số càng nhiều, thậm chí khả năng ngộ thương chính mình người. Nhưng, một khi đánh vỡ thăng bằng, thường thường đều là hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện. Cho nên tại tiểu cục bộ, bọn họ cơ bản là một đối một, bất quá, vẫn là muốn cảnh giác những người khác đột nhiên đổi vị cùng trợ giúp. Bất kỳ một cái nào ba đời ngự thú sư, bởi vì ngự thú sư nắm giữ ba đầu cộng sinh thú lực lượng hội tụ, cũng sẽ là đoàn trong cơ thể mạnh nhất một cái. Lý Thiên Mệnh nhất định phải ngăn lại Ninh Vô Song, không phải vậy nàng rất có thể, sẽ đối với hắn ba cái huynh đệ hình thành sát thương. Trước mắt mà nói, Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang phối hợp lẫn nhau tổ một, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh thì cùng Miêu Miêu tổ một tương đối nhiều, Miêu Miêu thần thông trợ giúp cùng cao tốc chuyển di, mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn. Giờ phút này lưu tại Ninh Vô Song bên người cộng sinh thú, là Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân. Đây là một đầu hiếm thấy mê hồn hệ cộng sinh thú, vừa đụng nhau, nó thần thông, Hoa Nguyệt huyễn ảnh, thì bao phủ toàn bộ chiến trường. Lý Thiên Mệnh trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh biển hoa. Đây là một cái thoải mái địa phương, che giấu chân chính ánh mắt, thậm chí khiến người ta quên chiến đấu. Nhưng, Lý Thiên Mệnh động tất chi nhãn, là bài trừ loại thủ đoạn này căn bản, hắn căn bản không nhận cái này thần thông ảnh hưởng. Người dùng địa ngục truy hồn điện đối phó nó. Meo. Miêu Miêu kỳ thật nhận lấy Hoa Nguyệt huyễn ảnh ảnh hưởng, cho nên có chút lộn xộn, bởi vì Ninh Vô Song cùng Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân đều ở trước mắt giao thoa, nó tìm không thấy đối thủ vị trí thực sự. Xì xì xì. Đúng vào lúc này, nó hai cái con mắt màu đỏ ngòm lên, lại có tia chớp màu đỏ ngòm đang nổi lên, giống như bên trong có hai cái huyết sắc lôi trì. Sau một khắc, hai mắt huyết sắc lôi trì, đột nhiên va chạm,
kích phát ra một đầu rất bé nhỏ tia chớp màu đỏ ngòm, biểu bắn đi. Đây chính là nó tân thần thông, tương đương đáng sợ địa ngục truy hồn điện. Hắn chỗ cường đại, ở chỗ có thể tự động truy tung máu tươi, chỉ cần có huyết khí tràn đầy địch nhân tại nó thi triển phạm vi, cho dù có hoa nguyệt huyễn ảnh đều né tránh không được. Đầu này tia chớp màu đỏ ngòm, hấp dẫn đến Ninh Vô Song chú ý. Ninh Vô Song một đao chặt chém tới, lại không nghĩ rằng tia chớp màu đỏ ngòm đột nhiên nói lái, trực tiếp đâm vào sau lưng nàng hoa nguyệt thánh kỳ lân trên thân. Địa ngục truy hồn điện nhập thể. Sau đó, cấp tốc tiến vào mạch máu, ở trong mạch máu theo máu tươi lan tràn. Huyết khí càng là tràn đầy, địa ngục truy hồn điện uy lực càng là cường đại, loại này cường đại cùng loại một loại độc dược, không ở chỗ trong nháy mắt điện tử đối thủ, nhưng lại như huyết ma độc một dạng, lan tràn toàn thân, để nó hoa nguyệt thánh kỳ lân thời thời khắc khắc, đều tại tiếp nhận địa ngục truy hồn điện lực sát thương. Giống, tại hoa nguyệt thánh kỳ lân kêu đau đớn thời điểm, kỳ hoa nguyệt huyễn ảnh thần thông tự sụp đổ, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu đều khôi phục bình thường tầm mắt. Người cộng sinh thú tổ hợp cũng không tệ lắm, Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Có tiến công có mê huyễn, tổ hợp lại xác thực rất mạnh. Ninh Vô Song tựa hồ một câu cũng không muốn nói, đáp lại Lý Thiên Mệnh chính là đao pháp của nàng. Nàng hai tay nắm cái này trường đao, lấy thượng phẩm thánh chiến quyết, anh hoa huyễn mộng đao thuật, lóe lên một cái rồi biến mất, phút chốc đến trước mắt. Ninh Vô Song đao pháp, ở chỗ nhanh, chẳng những nhanh, mà lại biến hóa khó lường, như là huyễn mộng. Một đao chạy như bay, hoa rơi tung bay ảnh, một kiếm này như có hoa anh đào bay múa đầy trời, tại mỹ diệu bên trong, sát cơ đã như tung bay ảnh, lướt đến trước mắt. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm. Ông, thần tiêu kiếm pháp loại thứ tư trụ cột kiếm pháp Thương Hải Hoàng Kiếm. Một kiếm này, đang có biển cả chi ý, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, so sánh lớn cẩn trọng, biển cả càng có bao dung chi thiên ý, tiêu trừ hết thảy phức tạp thủ đoạn. Một kiếm này thi triển, để Ninh Vô Song đao, giống như là chém vào trên nước, hoàn toàn không có cách nào phát huy uy lực. Cho nên, Thương Hải Hoàng Kiếm càng giống là một loại phòng thủ phản kích chi kiếm, tại thần tiêu kiếm quyết bên trong, tính toán khá đặc thù một kiếm. Một kiếm này không hung, nhưng lại có thể dung hội tiêu trừ Ninh Vô Song đao, thậm chí lấy dồi dào chi lực khí phản kích, nhìn như chậm chạp, lại trực tiếp đem Ninh Vô Song bổ bay lên trời. Đây là hắn đệ nhất kiếm. Liền đem Ninh Vô Song chấn động đến cánh tay run rẩy. Người cũng không tệ lắm, phổ thông thánh cảnh tầng thứ hai, hiện tại đã thua. Lý Thiên Mệnh nói, người này không có nhục mạ mình, cho nên, Lý Thiên Mệnh chỉ là đem xem như một cái đáng giá tôn kính đối thủ, luận bàn đọ sức. Lại đến, Ninh Vô Song cười lạnh một tiếng. Nàng hiển nhiên không tiếp thụ, chính mình không bằng Lý Thiên Mệnh chuyện này. Anh Hoa huyễn mộng đao thuật thập lăng chảm. Nàng mượn nhờ từ trên trời giáng xuống điều kiện, giết xuống dưới, lần này đao của nàng càng nhanh, liên tục hai đao, giống như là đang sử dụng hai thanh đao một dạng, hình thành một cái chữ thập, đao cương, bạo sát xuống. Lý Thiên Mệnh đối mặt loại này thế lực ngang nhau đối thủ, chiến ý mãnh liệt, một kiếm lên, kiếm khí trùng thiên. Thần tiêu đệ nhị kiếm. Lôi hỏa va chạm, hung mãnh mà táo bạo, lôi đình cùng hỏa diễm lực lượng quấn quanh ở đông hoàng kiếm lên, đao kiếm tương giao. Loảng xoảng, Ninh Vô Song lần nữa bị đánh thượng thiên đi, cuồng bạo kiếm khí, đã ở tại trên thân, xé rách ra mấy đạo vết thương. Đây hết thảy đều tại chứng minh, nàng bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Tràng diện này thật buồn cười, xem ra Lý Thiên Mệnh tựa như là một cái lò xo, nàng mỗi lần xuống tới, lại bị giết đến càng cao. Nhưng, nàng không cảm thấy buồn cười, nàng là muốn cho Lý Thiên Mệnh lên một đạo trước món ăn, liên tục hai lần bị nghiền ép, nàng đã giận tím mặt. Nàng hiện đang đại biểu chính là kỳ lân cổ tộc người tuổi trẻ tôn nghiêm, tất cả mọi người trông cậy vào nàng có thể đánh tan Lý Thiên Mệnh, lúc này mới có thể hả giận. Bằng không, nàng sẽ chỉ làm kỳ lân cổ tộc càng thêm mất mặt. Chết! Anh Hoa huyễn mộng đao thuật táng hoa vũ. Một đao kia mạnh hơn, càng thêm biến hóa thất thường, đoán chừng phối hợp hoa nguyệt thánh kỳ lân thần thông thi triển, hình thành song trọng mê huyễn, có thể giết người ở vô hình ở giữa. Nhưng đáng tiếc là... Lúc này thời điểm Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân đang bị Miêu Miêu đuổi được tới chỗ chạy trốn, nó trong máu địa ngục truy hồn điện để nó khó chịu cùng cực, hoàn toàn chịu không được Miêu Miêu thần thông cuồng oanh loạn tạc. Thậm chí, Miêu Miêu còn có thể hóa thành đế ma hỗn độn, cận thân vật lộn, đều so hoa này Nguyệt Thánh Kỳ Lân còn mạnh hơn. Thiên ý tầng thứ 8, chỉ có ba trọng chênh lệch cảnh giới, đối thái cổ hỗn độn cự thú tới nói, cũng không có lớn như vậy.
chí ít lực lượng phương diện, cơ hồ đều nhanh đuổi kịp, dù là đối phương là thánh nguyên. Không có Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân, Táng Hoa Vũ dù là lộng lẫy, tại Lý Thiên Mệnh động tất chi nhãn bên trong, Ninh Vô Song thiên ý, hắn thấy rất rõ ràng. Cuộc chiến đấu này, Lý Thiên Mệnh bất động như núi, mà cái kia Ninh Vô Song thì sốc nổi rất nhiều. Nhất là một đao kia Táng Hoa Vũ, mỹ nhân nhảy múa, quốc sắc thiên hương, nhìn đến toàn trường kinh thán. Dạng này một đao rơi xuống, đến Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu, đã thấy Lý Thiên Mệnh như một tòa núi lớn, lần nữa một kiếm, trực tiếp lấy kiên cường siêu tuyệt kiếm ý, tìm được Ninh Vô Song chỗ căn bản. Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Dung hợp Thần Sơn Hoàng Kiếm về sau, to lớn hùng vĩ một kiếm, trực tiếp phá tất cả huyễn tượng. Làm. Phong Tuyết Lăng Đao hoàn toàn không địch lại, Táng Hoa Vũ một đao kia bị tìm tới Phong Tuyết Lăng Đao chỗ, kỳ thật đã thua. Làm Phong Tuyết Lăng Đao bay ra ngoài nháy mắt, sau một khắc, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, bổ vào Ninh Vô Song trên ót. Đương nhiên, không phải kiếm nhận, mà chính là thân kiếm. Cho dù là thân kiếm, Đông Hoàng Kiếm trầm trọng, trực tiếp bổ đến Ninh Vô Song tại chỗ quỳ trên mặt đất, đầu gối cùng trán đồng thời đổ máu. Ây, nàng đầu kịch liệt đau nhức, trời đất quay cuồng. Cảm giác lên, não tử hoàn toàn vỡ ra, loại đau khổ này để cho nàng hét thảm một tiếng. Càng khuất nhục là, nàng hiện tại chẳng những quỳ, mà lại đầu gối cơ hồ vỡ nát. Đông Hoàng Kiếm lên núi non sông suối chạm nổi, trực tiếp khắc ở Ninh Vô Song trên trán. Điều này hiển nhiên càng thêm khuất nhục. Phốc phốc, Ninh Vô Song phun ra một ngụm máu đen, hai chân cùng đầu gối còn đang run rẩy. Nói thật, nàng thật coi là, vừa mới bổ vào trên ót chính là kiếm nhận. Nếu như đúng vậy, nàng hiện tại đã bị chia làm hai nửa. Có như vậy trong nháy mắt, nàng bị tử vong dọa sợ. Nói cách khác, muốn không phải Lý Thiên Mệnh lưu tình, nàng chẳng những thua, hơn nữa còn chết rồi. Ninh Vô Song, người tựa như là một con ruồi, ở trước mặt ta khoa tay nửa ngày, kết quả để cho ta một bàn tay đập chết rồi. Lý Thiên Mệnh cười dùng cái thí dụ này, để hình dung nàng cái kia biến hóa thất thường anh hoa huyễn mộng đao thuật. Ninh Vô Song khẽ cắn môi, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Có điều, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi cũng chưa từng làm nhục ta, hôm nay coi như là phổ thông luận bàn. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh rút về Đông Hoàng Kiếm, vẫy vẫy tay, huỳnh hỏa bọn họ chính giết đến hưng phấn, kết quả thấy cảnh này, đều tiết khí. Kết thúc công việc, Lý Thiên Mệnh thắng. Bọn họ trên đại thể đều có thể làm được đối thủ. Bất quá Lý Thiên Mệnh cảm thấy tái chiến không có ý nghĩa gì, bọn họ liền trở về. Đánh bại Ninh Vô Song, đầy đủ trấn nhiếp Kỳ Lân cổ tộc những người tuổi trẻ này, để bọn hắn đừng tại đây bên cạnh nhục mạ đi. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua đi qua. Quả nhiên, rất nhiều người vây xem, đều không tự chủ lui lại một bước, không dám cùng Lý Thiên Mệnh đối mặt. Cuối cùng đàng hoàng, xem ra trong mắt bọn họ Ninh Vô Song rất mạnh. Đáng tiếc, thiên ý tầng thứ 8 Lý Thiên Mệnh đã không thể dùng lẽ thường đối đãi. Nhìn đến cái này Kỳ Lân cổ tộc là đám thanh niên, lại là oán hận, lại là vô lực nhìn lấy chính mình, Lý Thiên Mệnh mục đích đã đạt đến. Dù sao, người nào cũng không muốn cả ngày đều có người nhục mạ mình. Quan trọng còn nhục nhã vệ tịnh. Các vị, nói thật, ta vốn không ý cùng đại gia là địch. Tiếp qua 4 tháng ta liền đi, rất nhiều cừu hận không cần thiết. Ta không thể chịu đựng bị ổi nhục mạ, nếu như còn có người dạng này, ta còn sẽ động thủ. Nhưng, ta cũng không phải là vênh váo hung hăng người, nếu như các vị để cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ để cho tất cả mọi người tốt hơn. Nhưng lại còn là âm hồn bất tán, Bách Lý Truy Tinh cũng là xuống tràng. Mọi người tự mình tham khảo. Cứ như vậy, hắn nói nhiều như vậy, mà giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lần này, không người dám phản kháng. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, bọn họ vẫn là sẽ không bỏ qua cho mình. Thậm chí rất nhiều trong lòng người còn tại mắng. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh cường thế đánh tan Ninh Vô Song, trên thực lực, đã để rất nhiều người thật sâu kiêng kỵ. Quả nhiên, thực lực vẫn là đạo lý quyết định, thực lực thấp, chỉ xứng bị khi nhục. Cường giả vi tôn thế giới, cũng là như thế hiện thực. Đừng hy vọng người khác thiện lương, vẫn là chân thật, phong phú chính mình đi. Lý Thiên Mệnh nghĩ, liền cái này Ninh Vô Song đều đánh bại, đến đón lấy 4 tháng. Luôn có thể nhẹ nhõm không ít a. Hắn để huỳnh hỏa bọn họ về tới cộng sinh không gian, chuẩn bị xuống một bước rời đi luyện ngục hỏa núi, đi đi săn thử thời vận. Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên, Ninh Vô Song hô hắn một tiếng.
Nhìn lại, Ninh Vô Song đã đứng lên, trên đầu nàng máu tươi đã chảy tại trong hốc mắt. Nhưng là, nàng không có lau, cho nên lộ ra 10 phần âm ngoan. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có việc gì. Ninh Vô Song âm lãnh cười một tiếng, cầm lên trên đất phong tuyết lăng đao, sau đó thất tha thất thểu, lóe nhập giữa đám người. Có thể nhìn đến, tất cả mọi người cho nàng nhường đường, bất quá tại mọi người trong mắt, nàng không có trước kia cảnh tượng như vậy. Dù sao, nàng chiến bại, để Kỳ Lân cổ tộc người trẻ tuổi, tâm lý quả thực khó chịu đến nổ tung, lúc này thời điểm đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Mấu chốt là, chung quanh đây, tạm thời còn không có còn lại có thể đối phó Lý Thiên Mệnh người. Ninh Vô Song tuổi tác không tính lớn, Kỳ Lân cổ tộc vẫn còn có thiên tài, nhưng có ở chính giữa tầng nhiên hồn kết giới, mạnh hơn tại thập phương đạo cung. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận cái này biệt khuất cùng phiền muộn. Người nào, còn dám lại nhục chửi một câu. Bách Lý Truy Tinh, cũng là xuống tràng. Bạch Tỷ Tỷ, Lý Thiên Mệnh đi trở về. Lý Thiên Mệnh, người cũng liền ở trước mặt ta, là cái bé ngoan. Bạch Tử Căng khẽ cười nói. Nàng là càng ngày càng phát hiện, cái này thanh niên có rất nhiều, đáng yêu chỗ. Thật sao, có thể là ôn nhu thiện lương lại xinh đẹp người, đối với ta có cảm hóa tác dụng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ a, sẽ còn móc lấy chỗ ngoặt khích lệ, trách không được có thể lừa gạt đến đẹp như thế cô nương. Người bình thường khẳng định không thành thật, Bạch Tử Căng khinh bỉ nói. Lúc đó nàng là nhìn qua Khương Phi Linh. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười cười. Hắn cùng Bạch Tử Căng chuẩn bị rời đi nhiên hồn hỏa sơn. Đúng vào lúc này, đám người xôn xao tránh ra. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, hắn hướng cái kia tránh ra thông đạo nhìn qua, chỉ thấy một trưởng bối, ôm lấy một cô nương, ánh mắt tích huyết, hình dáng như hung hãn nhất dã thú, hướng về hắn cái phương hướng này đi tới. Cô nương kia tóc dài kéo tại trên mặt đất, giống như đã bỏ mạng. Người nào? Không biết, nhường đường đi, Bạch Tử Căng nói. Bọn họ nghiêng người chuẩn bị tránh ra, nhưng là trong chớp nhoáng này, Bạch Tử Căng đột nhiên cảnh giác, đem Lý Thiên Mệnh bảo hộ tại sau lưng. Vân Phi Nghiêu, người có ý tứ gì? Bạch Tử Căng trầm giọng hỏi. Vân Chăn Chăn, Lý Thiên Mệnh cùng lúc đó, dùng động tất chi nhãn thấy được trong ngực hắn thiếu nữ. Nàng chết, rất nhiều người hoảng sợ nói. Người nào giết nàng a? Tại một mảnh ồn ào bên trong, Vân Phi Nghiêu đem Vân Chăn Chăn nhẹ nhàng đặt lên mặt đất. Cho nàng chỉnh lý tốt tóc dài. Trong mắt nước mắt nhỏ ở trên mặt cô gái, hắn nhẹ nhàng lau. Chăn Chăn, cha báo thù cho ngươi, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Còn có một cái lửa giận dâng trào bên trong trưởng bối, vẫn luôn tại Vân Phi Nghiêu bên người, chính là Vân Viễn Phong. Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cô bé này chết rồi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta vẫn luôn tại Thiên Văn trong kết giới. Bạch Tử Căng nói. Nàng đại khái nhận ra Vân Chăn Chăn, biết Lý Thiên Mệnh còn cướp đi nàng điện ma cửu tiết liên. Các ngươi chẳng lẽ không có đi săn qua sao? Vân Viễn Phong trong tay nắm bắt một chiếc phẩy rồng, ném tới. Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh đều quên, Lam Hoang cái gì thời điểm rơi qua phẩy rồng? Hắn hỏi một chút, Lam Hoang chính mình cũng không biết, dù sao một mảnh lân phiến, đối với nó tới nói quá nhỏ. Chúng ta một tháng trước đi qua, sau đó đều ở nơi này không có rời đi. Nhiều người như vậy đều vây quanh nơi này, có thể làm chứng. Cô nương này chết không bao lâu, rõ ràng cùng chúng ta không quan hệ. Bạch Tử Căng nói. Ngươi một cái thiên chi thánh cảnh, cầm một cái thiên văn kết giới ở đây làm chứng nhãn pháp, dẫn người vụng trộm rời đi rất khó sao. Vân Viễn Phong cười. Hắn phẫn nộ, dữ tợn cười, cười đều mặt đều bóp méo. Lý Thiên Mệnh, ta biết ngươi oán hận Chăn Chăn, nhưng là ngươi đã giáo huấn qua nàng. Cần phải đem người làm bẩn lại giết chết sao? Vẫn là nói, người một nhà, trời sinh cũng là tội phạm. Trời sinh đều phát rồ, lang tâm cẩu phế, trời sinh đều là giết người không thấy máu ma quỷ. Đi theo bên trong, một số người trẻ tuổi ánh mắt đỏ thấm hô. Lần này, tất cả mọi người biết, Vân Chăn Chăn từng chịu đựng cái gì. Còn chưa động thủ sao? Để hắn 4 tháng về sau, sự tình gì đều không có, rời đi nơi này đi thập phương đạo cung sao? Có người run rẩy nói. Làm bẩn. Bạch Tử Căng nhìn lấy đâu. Ai biết bọn họ làm cái thiên văn kết giới ở chỗ này làm gì. Nói không chừng hai người này mỗi ngày ở bên trong cầu thả, sau đó còn tìm cầu kích thích, hại đến Vân Chăn Chăn trên thân. Cái này cũng quá đáng. Không kỳ quái, gia hỏa này hung hăng càn quấy,
hắn là làm sao khi nhục chúng ta, lấy mạnh hiếp yếu, trả thù chúng ta, mọi người đều quên sao. Hắn nhất định thống hận Chăn Chăn, mới sẽ tàn nhẫn như vậy, còn vứt xác hoang dã. Đừng nói nữa. Bỗng nhiên, Vân Viễn Phong giống lên một tiếng. Sau đó, hắn vậy mà phóng tới Bạch Tử Căng. Đánh rắm, tuyệt đối có người hãm hại, trước tỉnh táo lại nói. Bạch Tử Căng cả giận nói. Lời còn chưa nói hết, Vân Viễn Phong đã giết tới trước mắt. Càng đáng sợ chính là, cái kia Vân Phi Nghiêu mới là chí mạng. Bởi vì, hắn mới là đánh mất lý trí người, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được đáng sợ nhất sát cơ, kỳ thật đến từ người này. Thời khắc này Vân Phi Nghiêu, tựa như là một con dã thú, hắn căn bản không có lý tính suy nghĩ, hắn chỉ sẽ tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật. Đó là ngươi cộng sinh thú vảy rồng sao? Vân Viễn Phong nhìn chòng chọc vào hắn. Đúng, nhưng là... Lý Thiên Mệnh lời còn chưa nói hết, Vân Viễn Phong thì mang theo một đầu to lớn kỳ lân, tới chân áp Bạch Tử Căng. Ngu xuẩn, Bạch Tử Căng mi đầu thật sâu nhíu lại. Hiện tại phiền toái nhất chính là, đối phương căn bản không cho cơ hội giải thích, nhất là Vân Phi Nghiêu, hắn ánh mắt đỏ như máu, đồng thời động thủ. Đi, Bạch Tử Căng quay người muốn kéo ở Lý Thiên Mệnh, nhưng là Vân Viễn Phong quá hung mãnh, cái kia kỳ lân trực tiếp từ trên trời nện xuống tới. Tiếp theo trong nháy mắt, Vân Phi Nghiêu tay cầm một cái kinh khủng xiềng xích, hất lên phía dưới, trực tiếp quấn lên Lý Thiên Mệnh. Hô! Bạch Tử Căng còn không có giữ chặt, người đã để Vân Phi Nghiêu kéo tới. Vậy ít nhất là có 40 đầu Thánh Thiên Văn Thánh Thú binh. Thiên Mệnh, Bạch Tử Căng sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hô to, Vân Phi Nghiêu, cho ta một cái chứng minh trong sạch thời gian, nếu không Thập Phương Đạo Cung nhất định tức giận. Nhưng, rất đáng tiếc. Vân Phi Nghiêu chỉ muốn để Lý Thiên Mệnh chết. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, Lý Thiên Mệnh biết mình tuyệt đối bị vu hãm. Nhìn ra được, Vân Phi Nghiêu rất yêu nữ nhi này, vu hãm người, nhất định đối bọn hắn hiểu rõ vô cùng, nhất định là bọn họ kỳ lân cổ tộc chính mình người. Chỉ cần cho một cái cơ hội, Lý Thiên Mệnh đều có thể tự chứng minh trong sạch, nhưng quan hệ là đối phương không cho. Hắn tại nhiên hồn kết giới lên, bị Vân Phi Nghiêu kéo tới. Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa. Lý Thiên Mệnh não tử lóe lên, hắn coi như tỉnh táo, không lại ký thác Vân Phi Nghiêu có thể thanh tỉnh, mà chỉ dùng của mình hắc ám cánh tay móng vuốt, cắm vào nhiên hồn kết giới lên. Xoẹt! Vạn chúng không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Kéo được trong nháy mắt, thượng tầng nhiên hồn kết giới, vậy mà bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy bỗng nhiên rớt xuống, nhưng lại kẹt tại nhiên hồn kết giới lên. Vân Phi Nghiêu ngây ngốc một chút, nhưng vẫn là cấp tốc đi lên hất lên. Bất quá, vừa bị xé nứt nhiên hồn kết giới lập tức co vào, vậy mà tại Lý Thiên Mệnh bị quăng đi ra trong nháy mắt, đem Vân Phi Nghiêu xiềng xích cho bẻ gãy. Trong lúc nhất thời, mọi người ồn ào một tiếng, nhìn đến Lý Thiên Mệnh chạy thoát, nện ở trung tầng nhiên hồn kết giới lên. Trung tầng nhiên hồn kết giới người muốn giảm rất nhiều, nhưng có người bỗng nhiên rơi xuống, vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý. Cha! Kết giới khóa cho ta, Vân Phi Nghiêu giữ tợn nói. Kết giới khóa là có thể mở ra trung thượng hai tầng nhiên hồn kết giới, tự do ra vào chìa khóa. Vân Viễn Phong hôm nay mới từ tầng dưới nhiên hồn kết giới tới, trên tay kết giới khóa, vốn là muốn giao cho mình nhi tử đi xuống. Hắn trực tiếp phung ra. Bạch Tử Căng vừa mới thở dài một hơi, Vân Phi Nghiêu thì lấy kết giới khóa, đem lên tầng nhiên hồn kết giới mở ra một cái lối đi, trực tiếp vọt xuống dưới. Đừng đi. Bạch Tử Căng vừa muốn đuổi theo, cái này đại nàng chí ít 70 tuổi Vân Viễn Phong ngăn cản tới, chết đều muốn đem nàng ngăn cản ở chỗ này. Thẳng đến, kết giới khóa mở ra thông đạo cấp tốc đóng lại. Lần này, nàng càng là cùng Lý Thiên Mệnh triệt để tách rời. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, tuyệt đối bị người lợi dụng. Ngươi hôm nay giết Lý Thiên Mệnh, con gái của ngươi tuyệt đối chết oan. Bạch Tử Căng cả giận nói. Mấu chốt là, nhiên hồn kết giới ngăn cách thanh âm, lời nàng nói. Phía dưới Vân Phi Nghiêu đã nghe không được. Hiện tại, làm cái gì đều là vô dụng công. Nàng chỉ có thể nhìn thấy, cái kia Vân Phi Nghiêu vừa đuổi tiếp, phía dưới kỳ lân cổ tộc còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thiên Mệnh lần nữa xé rách trung tầng nhiên hồn kết giới. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Hắn là dùng hắc ám cánh tay, trực tiếp xé mở nhiên hồn kết giới. Trong lúc nhất thời toàn trường ngốc trệ, làm Lý Thiên Mệnh biến mất ở chính giữa tầng nhiên hồn kết giới về sau, tiếp đó, bọn họ ngoại trừ nhìn đến Vân Phi Nghiêu đuổi theo bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Thẳng đến sau cùng, Vân Phi Nghiêu từ phía dưới tới,
trên ánh mắt huyết sắc vẫn là không có tiêu trừ sạch, mà lại hắn trả lộ ra rất nhiều kỳ lân cổ tộc trưởng bối. Vân Phi Nghiêu, Vân Viễn Phong, các người điên rồi sao? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Rất nhiều người đều đang hỏi. Giết sao? Vân Viễn Phong lúc này mới dừng tay, nhìn chằm chằm Vân Phi Nghiêu hỏi. Hắn xé rách tầng dưới nhiên hồn kết giới, nhảy xuống nhiên hồn hỏa sơn. Vân Phi Nghiêu thanh âm khàn khàn nói. Nghe được câu này, toàn trường tĩnh mịch. Bạch Tử Căng lui lại ba bước, hít một hơi thật sâu, dưới tình thế cấp bách, nước mắt đều chảy xuống đi ra. Nhưng nàng biết, chính mình nhất định phải tỉnh táo. Thiên mệnh hiện tại nhảy xuống nhiên hồn hỏa sơn, nhưng chưa chắc sẽ chết, chỉ cần nhiên hồn tộc không giết hắn, hắn nói không chừng có thể chịu đựng. Người nào cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà có thể xé rách nhiên hồn kết giới. Có điều, lại may mắn bảo vệ tính mạng. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp xuất ra một bản thiên văn thư, cái kia thiên văn thư phần bốc cháy, hỏa diễm ngút trời, cuối cùng hóa thành một con hỏa điểu, theo cái này nhiên hồn luyện ngục cấp tốc bay ra ngoài. Bạch Tử Căng, ngươi dám gọi người? Vân Viễn Phong cả giận nói. Không gọi người, để cho các ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy, khiến người ta sử dụng sao? Đang trong quá trình mở ra lên hai tầng nhiên hồn kết giới, ta muốn đi xuống. Bạch Tử Căng cả giận nói. Lúc này thời điểm, kỳ lân cổ tộc rất nhiều trưởng bối, cũng đã biết chuyện đã xảy ra. Đều chớ lộn xộn, đem Vân Phi Nghiêu cùng Vân Viễn Phong để ý. Có một cái lão giả đi ra tọa chấn. Đoán chừng thân phận địa vị tương đối cao. Vân Phi Nghiêu hai người, rõ ràng còn không phục. Hắn giết người, liền phải đền mạng. Vân Phi Nghiêu hình dáng như dã thú nói. Chứng cứ, đại cục, lão giả quát lớn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Đại cục đâu? Vân Phi Nghiêu chết cắn môi, lại nhìn một chút nữ nhi, máu và nước mắt chảy ngang. Chứng cứ gì vô cùng xác thực? Ngươi tuyệt đối khiến người ta lợi dụng, ngươi nói một chút. Người dựa vào cái gì phán đoán chứng cứ vô cùng xác thực? Bạch Tử Căng một bên bọn người, một bên lượn vòng nói. Vân Viễn Phong đem tất cả chứng cứ mới nói. Cứ như vậy, các ngươi bị cừu hận mộng bức hai mắt a. Trên thế giới này chỉ có một cái điện ma cửu thiết liên. Thời điểm chiến đấu, cầm xuống Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú một chiếc vảy rồng rất khó. Chỉ có Lý Thiên Mệnh cùng con gái của ngươi có khúc mắc. Bạch Tử Căng cả giận nói. Nhưng, những người khác đều không có trả thù động cơ của nàng. Vân Phi Nghiêu đẫm máu và nước mắt nói. Người sai, mượn đao giết người người, thì có cái này động cơ. Kỳ lân cổ tộc lão giả nói. Vân Phi Nghiêu khẽ giật mình. Lý Thiên Mệnh một tháng trước, cùng một cái tên là Bách Lý Truy Tinh người chiến đấu qua một trận, người kia rất có thể lấy đi một chiếc vảy rồng, các ngươi bây giờ lập tức điều tra đi. Ta thật sự là phục, hay một trưởng bối, để mấy người trẻ tuổi chơi xoay quanh. Bạch Tử Căng căm tức nhìn bọn họ, sau đó hướng lão giả kia nói, tiền bối, để cho ta đi xuống, ta mang Lý Thiên Mệnh tới. Một phút sau, tầng dưới nhiên hồn kết giới. Nói thật, chỉ là nhiệt độ của nơi này đã phi thường cao, tầm thường địa chi thánh cảnh, đều rất khó ở chỗ này lâu dài lưu lại. Điều này nói rõ, nhiên hồn hỏa sơn bên trong nhiên hồn tộc, nếu là có thể sống sót, hoặc là thể chất biến hóa, hoặc là có thể lấy thiên văn kết giới cách trở nhiệt độ. Tuy nói cái này hai vạn năm qua đều bị nhiên hồn kết giới thiêu đốt hồn linh, nhưng dù sao thần văn sư nhất tộc nội tình tại. Đứng tại cái này lớn nhất tầng tiếp theo nhiên hồn kết giới nhìn xuống, đập vào mi mắt cũng chỉ có màu đỏ thấm khói đặc cùng hỏa quang. Nhiên hồn hỏa sơn bên trong tuyệt đối là một cái lò luyện, địa ngục nhân gian, đã không đủ hình dung hắn đáng sợ. Bạch Tử Căng nhìn thoáng qua, không khỏi có chút tê cả da đầu. Nàng đều không nghĩ ra, tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Cái kia trong truyền thuyết nhiên hồn tộc, làm sao có thể sinh tồn truyền thừa xuống. Càng khó chịu hơn chính là, nàng tại cái này hô đã nửa ngày, cũng không gặp Lý Thiên Mệnh tới. Thanh âm của nàng không có cách nào xuyên thấu cái này tầng nhiên hồn kết giới, lại bên trong nhất định tràn ngập các loại thiêu đốt thanh âm. Cái này tầng nhiên hồn kết giới có thể mở ra sao? Bạch Tử Căng mặt như xương lạnh hỏi. Ở trước mặt nàng, nghe nói Lý Thiên Mệnh ra chuyện, kỳ lân cổ tộc mấy cái thái thượng đều đến đây. Kỳ Lân Vương cũng có hơn 20 vị. Vừa rồi trấn trụ Vân Phi Nghiêu, chính là một vị Kỳ Lân Vương. Không có khả năng, chỉ có Cổ Chi Đại Đế có thể mở ra tầng này nhiên hồn kết giới. Sùng Dương Thái Thượng ánh mắt nóng rực nói. Hắn đến bây giờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới nhiên hồn hỏa sơn nhìn, sắc mặt biến ảo không ngừng. Cái kia Lý Thiên Mệnh làm sao đi xuống? Bạch Tử Căng đau đầu nói. Chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng.
nghe bọn hắn nói, Lý Thiên Mệnh lấy cổ ma tí xé rách nhiên hồn kết giới. Sùng Dương lúc nói chuyện, nhìn Vân Phi Nghiêu liếc một chút, điểm này, Vân Phi Nghiêu xác thực nhìn đến rõ ràng nhất. Lý Mộ Dương cũng có cánh tay này, hắn có thể từng xé rách qua. Khi đó chúng ta Kỳ Lân cổ tộc Tông Phủ Thành không ở nơi này, mà tại Thần Đô Hạch Tâm, hắn hẳn là không tới qua nơi đây. Sùng Dương Thái Thượng nói. Vậy bây giờ các ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Tử Căng lo lắng nói. Nàng không biết Lý Thiên Mệnh phải chăng có thể tiếp nhận nhiên hồn hỏa sơn, càng lo lắng hắn đụng tới nhiên hồn tộc, cái này gấp đến độ nàng nước mắt đều nhanh rơi xuống. Bạch cô nương, thật không có cách nào, coi như cha ngươi tới cũng giống vậy. Chúng ta chỉ có thể nhìn cái này Lý Thiên Mệnh, chính mình có thể hay không bỏ lên. Hắn có thể xuống tới, theo lý thuyết chính mình cũng có thể lên tới. Mặc Kỳ Lân tộc Mặc Vũ Thái Thượng lắc đầu giận dữ nói. Đều do hai cái này không não ngu xuẩn, Bạch Tử Căng tức giận đến phát run. Ngươi nói cái gì, nữ nhi của ta cho Lý Thiên Mệnh giết chết, kẻ này chết chưa hết tội, để hắn tiếp nhận nhiên hồn tộc nỗi khổ, cả một đời bất tử càng tốt hơn. Vân Phi Nghiêu ánh mắt huyết hồng nói. Đừng nói nữa, việc này phía trên có người điều tra, Bách Lý Truy Tinh đã tìm được, chân tướng sự thật chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Lôi Kỳ Lân tộc Thái Thượng, Lôi Tuần quát lớn một tiếng. Bọn họ làm người đứng xem, ngược lại là so sánh lý tính. Lý Thiên Mệnh mặc dù là tội tử, nhưng hắn căn bản không đáng đối Vân Chăn Chăn như thế trả thù, huống hồ còn có Như Đào Mật giống như Bạch Tử Căng ở bên người, làm sao hạ thủ được. Vấn đề này rõ ràng có gì đó quái lạ, hẳn là có tiểu bối ngang bướng muốn mượn đao giết người. Các ngươi thân là tổ phụ cùng phụ thân, bi phẫn phía dưới một chút lý tính đều không có, thật sự là mất mặt. Lôi Tuần lại mắng một tiếng. Vân Phi Nghiêu sắc mặt trắng bệch, hắn ngược lại không phải là sợ bị mắng, mà chính là vẫn vì nữ nhi cái chết, thất hồn lạc phách. Bất kể là ai, ta cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Hắn hiện tại tỉnh táo lại, cuối cùng có thể ý thức được kỳ quái chỗ. Đúng vào lúc này, các vị Thái Thượng, Kỳ Lân Vương, Thập Phương Đạo Cung ba vị Điện Vương tới chơi. Cùng đi ra đi, Sùng Dương trầm giọng nói. Ngăn không được, bọn họ đã tiến đến. Phía trên hai tầng nhiên hồn kết giới hiện tại đã mở ra, bên này vừa dứt lời dưới, thì có ba vị Thập Phương Đạo Cung trưởng bối từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Tử Căng bên người. Người đến ngoại trừ Nam Phương Điện Vương, vị Lai Điện Vương bên ngoài, còn có một cái áo tơ trắng nữ tử. Khí chất của nàng phá lệ xuất trần, mặc dù đã trung niên, nhưng ôn nhu hòa ái, ổn trọng mà ưu nhã, ánh mắt thanh tịnh mà sâu xa, xem xét chính là cao thâm người. Nhưng cho dù là như thế nhu tính người, giờ phút này tựa hồ cũng phá lệ tức giận, sắc mặt rất khó coi. Nàng chính là Thập Phương Đạo Cung, Thiên Chi Điện Vương. Tử Căng, vị Lai Điện Vương ánh mắt dựng lên, chừng lấy Bạch Tử Căng. Cha ngươi nghe ta nói. Bạch Tử Căng tâm lý lo lắng, liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần. Hắn có thể xé rách nhiên hồn kết giới. Tam Đại Điện Vương sau khi nghe xong, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể, lúc trước Lý Mộ Dương có thể làm được sao? Nam Phương Điện Vương hỏi. Không biết, không nghe nói hắn tới qua nơi này. Thiên Chi Điện Vương nói. Nhiên hồn kết giới thế nhưng là nhiên hồn tộc tối cao đẳng cấp thiên văn kết giới, toàn bộ thời cổ thần quốc đều không người có thể sáng tạo ra cái thứ hai. Hắn cánh tay này thật là kinh người. Vị Lai Điện Vương híp mắt nói. Nói những thứ này có làm được cái gì a? Nghĩ biện pháp cứu người a? Bạch Tử Căng nói. Ba vị Điện Vương, có thể hay không thông qua công kích nhiên hồn kết giới, gây nên Lý Thiên Mệnh chú ý, nhắc nhở hắn tới. Sùng Dương Thái Thượng có điểm tâm hư nói. Không được, dạng này càng có thể sẽ kinh động nhiên hồn tộc. Vị Lai Điện Vương nói. Vậy cũng chỉ có thể đợi. Nói thật, hy vọng sẽ không cao lắm. Sùng Dương Thái Thượng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta hoài nghi ngươi đây chính là các ngươi dở trò quỷ. Vị Lai Điện Vương lạnh lẽo nói. Người đây thì hiểu lầm chúng ta, giết Lý Thiên Mệnh đối với chúng ta một chút chỗ tốt đều không có. Thượng cổ hoàng tộc không cho trả lời chắc chắn, Lý Mộ Dương còn không tìm được, ai sẽ giết mồi nhử. Sùng Dương Thái Thượng giải thích. Hai tháng này, bọn họ đã tận khả năng tuyên dương Lý Thiên Mệnh thảm trạng, đồng thời phong bế nhiên hồn kết giới bên trong tin tức. Nhưng, theo luân hồi kết giới nhìn, Lý Mộ Dương càng chạy càng xa, hoàn toàn không muốn dựa vào gần bên này. Vừa nói xong nơi này. Phía trên có người nói, các vị Thái Thượng, hung phạm tìm được. Chúng ta lên đi một chuyến, các vị ở đây đợi đi. Sùng Dương Thái Thượng nói một tiếng, cùng.
cùng kỳ lân cổ tộc người đi lên trước. Ta đi xem một chút, đến cùng là tên nào. Bạch Tử Căng đi theo. Đi vào thượng tầng nhiên hồn kết giới, xuất hiện tại Bạch Tử Căng trước mắt là Ninh Vô Song cùng Bách Lý Truy Tinh. Vô Song, Nguyệt Kỳ Lân tộc, Cảnh Nguyệt, Thái Thượng khẽ giật mình, đây chính là hắn chắt gái. Liền Vô Song cái tên này, đều là hắn lấy. Ninh Vô Song sắc mặt có chút tái nhợt, song tay nắm lấy ống tay áo, ánh mắt đỏ thẫm, không dám nhìn trưởng bối. Đến mức Bách Lý Truy Tinh, sớm cũng chỉ có thể ngồi dưới đất, vừa mới bị Lý Thiên Mệnh đánh cho như đòn, hắn hiện tại cũng còn đau đến chết đi sống lại. Là Ninh Vô Song, Vân Phi Nghiêu cùng Vân Viễn Phong sau khi đi ra, hai người đều ngây dại. Đây chính là hung phạm, chứng cứ đâu, Cảnh Nguyệt Thái Thượng hỏi. Hồi bẩm Thái Thượng, dựa theo Bạch Tử Căng nói manh mối, chúng ta tìm được trước Bách Lý Truy Tinh, hắn xác thực không thừa nhận. Về sau chúng ta hỏi mấy cái Mặc Kỳ Lân tộc người trẻ tuổi, bọn họ nói đoạn thời gian trước, Vân Chăn Chăn cùng Ninh Vô Song rất thân cận, thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện. Ta cho rằng, bọn họ thân phận cách xa, bình thường không cần phải đồng đạo, cho nên trực tiếp bắt lấy Ninh Vô Song, sau đó tại trước mắt bao người, ở tại tu di giới chỉ bên trong, tìm ra cái này. Người nói chuyện, lấy ra một đầu điện ma cửu tiết liên. Người này là Lôi Kỳ Lân tộc người, cùng Vân Viễn Phong là bạn tốt, cho nên Vân gia cha con mới yên tâm để hắn điều tra. Quả nhiên, hắn đem Ninh Vô Song cho nắm chặt đi ra, không cho Nguyệt Kỳ Lân tộc mặt mũi. Nguyệt Kỳ Lân tộc mặc dù là thứ hai đại tộc, nhưng Lôi Kỳ Lân tộc cũng có thể đứng hàng thứ tư, không kém tính toán xa. Một đầu điện ma cửu tiết liên, đã nói rõ hết thảy. Tăng thêm Lý Thiên Mệnh cùng Bách Lý Truy Tinh từng có nhất chiến, Bách Lý Truy Tinh có xé rách một chiếc vảy rồng khả năng. Tại các trường bối hỏa nhãn kim tinh bên trong, chân tướng rất dễ dàng thì nỗ lực mặt nước. Vô Song, đều tại ngươi. Sớm nói để ngươi đem điện ma cửu tiết liên ném đi, ngươi còn nói chỉ cần Lý Thiên Mệnh vừa chết, không có chứng cứ, không ai sẽ hoài nghi lên ngươi. Bách Lý Truy Tinh thê thảm nói. Nói trắng ra là, điện ma cửu tiết liên nắm giữ 30 đầu thánh thiên văn, đối Ninh Vô Song tới nói đều rất đắt đỏ, đừng nói ném đi, nàng cũng không dám tùy tiện ném loạn. Ngươi im miệng. Ninh Vô Song lạnh lùng nhìn hắn một cái. Các vị trưởng bối, là Ninh Vô Song bức ta, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là phụ trách cầm xuống một chiếc vảy rồng, giết Vân Chăn Chăn chính là nàng. Là nàng đối Lý Mộ Dương hận thấu xương, bởi vì cha nàng tự vận. Bách Lý Truy Tinh hoảng sợ phía dưới liền vội vàng nói. Im miệng, Linh Tinh Thái Thượng giống lên một tiếng, để Bách Lý Truy Tinh câm như hến. Ninh Vô Song phụ thân. Cái kia chính là Cảnh Nguyệt Thái Thượng cháu trai. Lấy Cảnh Nguyệt cùng lẻ tẻ quan hệ, Bách Lý Truy Tinh lúc này thời điểm vì tẩy thoát quan hệ, đem Ninh Vô Song đẩy ra, sẽ chỉ lúng túng hơn. Thật sự là thứ hèn nhát, cái này vội vã muốn phủi sạch quan hệ, Vân Chăn Chăn cộng sinh thú không phải ngươi giết. Trên người nàng những cái kia dấu vết, không phải ngươi lưu lại sao? Ninh Vô Song cười khẩy nói. Đều là ngươi bức ta, Bách Lý Truy Tinh nói chuyện lại liên lụy thương thế. Quả thực đau đến không muốn sống. Cùng Lý Thiên Mệnh nhất chiến, Ninh Vô Song thụ thương không nặng, nhưng là hắn lại bị liên tục đánh hai lần, dựa vào cái gì? Hiện tại chân tướng đại bạch, chính mình đệ tử tàn sát đồng tộc, liền vì mượn đao giết người, đây quả thực là Kỳ Lân cổ tộc bê bối. Mấy vị thái thượng, nhất là Cảnh Nguyệt, Linh Tinh, Lôi Tuần ba vị này, một cái so một cái phiền muộn. Bất quá, lớn nhất ngốc trệ khó chịu nhất người, vẫn là Vân Phi Nghiêu. Ninh Vô Song, ngươi tuổi còn trẻ, lại có như thế lòng dạ rắn rết. Chăn Chăn không đã từng đắc tội ngươi, ngươi lại như thế đối nàng. Ngươi quả thực không bằng heo chó. Vân Phi Nghiêu đem đã từng đối Lý Thiên Mệnh sát cơ, hiện tại hoàn toàn chuyển di hướng về phía Ninh Vô Song. Thậm chí, càng thêm phẫn nộ. Chăn Chăn là hy sinh, nhưng sai không ở ta, sai tại Lý Mộ Dương, sai tại các ngươi liền giết hắn nhi tử báo thù đảm lượng đều không có. Tất cả đều là thứ hèn nhát. Còn danh xưng cái gì Kỳ Lân cổ tộc? Ninh Vô Song cuồng loạn nói. Người tùy hứng vô chi, người biết cái gì? Cảnh Nguyệt Thái Thượng phút chốc xuất hiện tại hắn trước mắt, một bàn tay đặt tại gáy của nàng lên, Ninh Vô Song còn muốn lên tiếng, lại mắt trợn trắng lên, trực tiếp mềm xuống dưới. Các vị, ta trước tiên đem người mang về, không tại cái này mất mặt. Cảnh Nguyệt nói. Chờ một chút, Cảnh Nguyệt Thái Thượng, giết người thì đền mạng, huống chi là Ninh Vô Song tàn sát đồng tộc. Hành động làm cho người giận sôi. Vân Viễn Phong cau mày nói. Nhiên hồn luyện ngục bên trong tất cả mọi người ở chỗ này vây xem, nhìn lấy cái này lúng túng một màn.
Ninh Vô Song tuy nhiên giết Vân Chăn Chăn có lỗi, nhưng là nàng muốn giết Lý Thiên Mệnh Tâm không sai đi. Nói đúng, Thập Phương Đạo Cung người lại tới, các trưởng bối lại muốn sợ. Bọn họ tuổi trẻ trong mắt, viết đầy không cam tâm, rất hiển nhiên, tránh thức vì Vân Chăn Chăn cảm thấy không công bằng, đồng tình nàng cũng không có nhiều người. Theo nhẹ xử lý đi, chúng ta Kỳ Lân cổ tộc đã không có thiên tài, nàng cũng là vì mọi người có thể ra một hơi. Đúng à, lời nói có thể nói như vậy sao? Cái kia đổi lại các ngươi là Vân Chăn Chăn, các ngươi nghĩ tới nàng trước khi chết nghĩ như thế nào sao? Hô! Ngay một khắc này, Vân Phi Nghiêu xông về Ninh Vô Song. Nhưng cũng tiếc, hắn bị Lôi Tuần Thái Thượng ngăn cản. Thái Thượng, giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng. Vân Phi Nghiêu ánh mắt đẫm máu và nước mắt, như là dã thú dãy giụa. Như vậy đi, trước lãnh tĩnh một chút, các loại Thập Phương Đạo Cung người đi. Chúng ta lại đến thương nghị xử trí như thế nào Ninh Vô Song, người khác một mình động thủ. Vân Viễn Phong, trước tiên đem ngươi nhi tử mang về. Triệu Không Nguyên, ngươi nhìn lấy bọn hắn. Lôi Tuần Thái Thượng trầm giọng nói. Triệu Không Nguyên, chính là sáng sớm xuất hiện Kỳ Lân Vương, Vân Viễn Phong cha con thuộc về hắn quản hạt. Đúng, Thái Thượng, lão giả kia đứng dậy. Lôi Tuần Thái Thượng vỗ vỗ quỳ trên mặt đất rơi lệ Vân Phi Nghiêu, muốn nói lại thôi, khẽ thở dài một cái. Tiếp đó, Cảnh Nguyệt Thái Thượng trực tiếp mang đi Ninh Vô Song. Linh Tinh Thái Thượng cũng phá lệ xấu hổ, khiến người ta đem Bách Lý Truy Tinh cũng đuổi đi. Từng cảnh tượng ấy, liền xem như người trẻ tuổi cũng nhìn ra được, hai vị này Thái Thượng khẳng định sẽ hộ lấy con cháu của bọn họ. Vân Phi Nghiêu muốn vì Vân Chăn Chăn báo thù, chỉ sợ rất khó. Hai cái tiểu hài tử, làm ra loại này nháo kịch, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Sùng Dương Thái Thượng hừ lạnh một tiếng. Phiền toái nhất chính là, hiện tại Lý Thiên Mệnh tiến vào Nhiên Hồn Hỏa Sơn, không rõ sống chết. Tất cả giải tán. Tại trưởng bối quát lớn phía dưới, người vây xem mới nguyên một đám rời đi. Kỳ Lân cổ tộc thật có ý tứ a, giết mình đồng tộc tiểu tội phạm, vậy mà cứ thế mà đi. Nàng bị tại chỗ xử tử đều không đủ đi, thật sự là phát rồ. Bạch Tử Căng lạnh lùng nói. Thái thượng nhóm sắc mặt khó coi, không ai đáp lại. Trách không được Lý Mộ Dương nhất ra chuyện. Toàn bộ các ngươi lập tức quỳ nuốt vào cổ hoàng tộc, thật có cốt khí. Bạch Tử Căng lại nói một câu. Ngươi, nàng không thèm để ý bọn họ, quay người liền hạ xuống tầng dưới Nhiên Hồn Kết Giới, đem việc trải qua cùng Tam Đại Điện Vương nói. Nói thật, nhục nhã Kỳ Lân cổ tộc vài câu, căn bản không đủ hả giận. Lúc này thời điểm, mấy vị kia thái thượng cũng xuống, hai nhóm người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí nghiêm túc, thì tại cái này tầng Nhiên Hồn Kết Giới trở lấy. Nghe nói Lý Thiên Mệnh đem Ninh Vô Song đánh bại thật sao? Mạc Phú Thái Thượng nhẹ giọng hỏi bên người một cái thiên chi thánh cảnh Kỳ Lân cổ tộc. Đúng thế. Không đúng sao, ta lần thứ nhất nhìn đến hắn nhiều lắm là thiên ý thất bát trọng. Ninh Vô Song không phải thánh cảnh tầng thứ hai ngự thú sư. Mạc Phú Thái Thượng sắc mặt biến ảo không ngừng. Là như vậy, nhưng nàng xác thực bị đánh bại. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh tại Nhiên Hồn Kết Giới, tu luyện đến thánh chi cảnh giới. Không có, nghe nói dùng chính là thú nguyên. Thiên ý tầng thứ 9 cũng có thể đánh bại Ninh Vô Song. Liền xem như thiên ý tầng thứ 9, hắn đều so 2 tháng trước tăng lên. Mấy người bọn hắn liếc nhau, càng thêm phiền muộn. Trên trực giác, Lý Thiên Mệnh tựa hồ một chút cũng không bị Nhiên Hồn Luyện Ngục ảnh hưởng, thậm chí có nhất phi trùng thiên cảm giác. Lúc này mới 2 tháng, giống như thì có thể so với Kỳ Lân cổ tộc người đồng lứa bên trong, đứng đầu nhất một nhóm kia. Kẻ này xác thực ngoài dự liệu, đáng tiếc là, lần này tiến vào Nhiên Hồn Hỏa Sơn, hắn đến bây giờ còn chưa lên đến, cửu thành là chết. Sùng Dương Thái Thượng thở dài một tiếng. Thảo! Lý Thiên Mệnh phá vỡ tầng cuối cùng Nhiên Hồn Kết Giới, trực tiếp rơi xuống. Không có Khương Phi Linh tại, hắn trong lúc nhất thời cũng không bay lên được. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc khẩn cấp, hắn theo tu di giới chỉ bên trong bắt được dài nhất. Tà ma hướng về núi lửa vách đá đâm đi lên. Đáng tiếc, tà ma vẫn là ngắn một chút. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh thẳng tắp hướng xuống, liền muốn nện vào phía dưới sôi trào màu đen lòng đất dung nham, thời khắc nguy cấp, huỳnh hỏa xuất hiện. Nó móng vuốt nhỏ, bắt lấy Lý Thiên Mệnh cổ áo, đem treo tại trong giữa không trung. Ta thật sự là phục, vì cái gì khác người chim lớn như vậy, ta chim nhỏ như vậy. Lý Thiên Mệnh trở về từ cõi chết, tuy nói để huỳnh hỏa cấp cứu. Nhưng nghĩ đến người khác phi cầm loại cộng sinh thú có thể bay chỉ thượng thiên,
mà chính mình chỉ có thể bị treo trên không trung, thì phá lệ tức giận. À, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, một lần nữa. Huỳnh Hỏa phình bụng cười to. Mấu chốt là, nó là dùng móng vuốt ôm bụng cười đó à. Cười to thời điểm, móng vuốt buông lỏng, Lý Thiên Mệnh lần nữa rơi xuống. Ta tiếp cận, Huỳnh Hỏa vội vàng đuổi tiếp, lần nữa đem bắt được, đem Lý Thiên Mệnh hướng về vách đá phương hướng vung đi qua. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh an toàn, nó lại bổ phiến lấy cánh nhỏ, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, không có hảo ý nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi mới vừa nói cái gì, hắc hắc. Lan, Lý Thiên Mệnh chừng nó liếc một chút. Hắn tựa ở trên vách đá, tâm tình cuối cùng an ổn lại. Nói thật cái này vách đá nhiệt độ phi thường cao, cùng nung đỏ nước thép giống như, may mắn hắn là vĩnh hằng luyện ngục thể, dựa vào ở trên đây vấn đề không lớn. Người kia nói ta giết Vân Chăn Chăn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên nhìn, trong sương mù dày đặc, phía trên giống như có không ít bóng người. Bị vu hãm chứ sao? Người định làm gì? Đương nhiên muốn lên đi, tránh khỏi kinh động nhiên hồn tộc. Muốn là Bạch Tỷ Tỷ xuất hiện tại tầng dưới nhiên hồn kết giới, ta hỏi một chút nhìn thoát hiểm không có, các loại thoát hiểm ta lại đi ra. Hiện tại nhiên hồn kết giới ngăn không được hắn có thể tự do ra vào. Ta đến bây giờ không có hiểu rõ chuyện gì. Muốn không phải nhiên hồn kết giới, người sợ là treo. Huỳnh Hỏa khó hiểu nói. Ta nào biết được, trên thế giới này biến thái nhiều như vậy, khó lòng phòng bị. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói xong cũng dọc theo cái này đỏ bừng vách đá tiếp tục trèo lên trên. Tại vị trí này, hắn lấy động tất chi nhãn, đại khái nhìn đến kết giới lên bóng người bên trong, giống như có Bạch Tử Căng. Bạch Tỷ Tỷ xuống, nói rõ có người khống chế lại hai người kia. Lý Thiên Mệnh tâm tình buông lỏng. Dạng này tương đương sự tình giải quyết. Phiền toái duy nhất chính là, chính mình có thể xé rách nhiên hồn kết giới năng lực bại lộ. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao tròn chuyện này, bỗng nhiên ở giữa, nguy hiểm buông xuống. Đó là một loại quỷ dị nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp cảm nhận được là đầu nhói nhói, thậm chí là linh hồn nhói nhói. Trong thức hải, bỗng nhiên vọt vào một đầu huyết sắc ánh mắt, ở tại vụ hóa trong linh hồn. Tựa như là một con rắn độc cắn xé hồn linh, để Lý Thiên Mệnh đầu đau muốn nứt. Đột nhiên, trong bóng tối, một đạo huyết quang đâm về Lý Thiên Mệnh vị trí hiểm yếu. Ai? Trên tay hắn buông lỏng, cả người hướng phía dưới rơi đi, lại vừa vặn tránh né cái này chí mạng một chiêu. Tại rơi xuống trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh tay phải, rất nhanh liền lần nữa kéo lại vách đá. Ngay sau đó, hắn giơ tay trái lên, trên đó động tất chi nhãn xuyên thấu phụ cận sương mù dày đặc. Thấy được vừa mới công kích mình người. Đầu tiên bắt mắt nhất, là một đôi thầm con mắt màu đỏ. Một đôi mắt này để Lý Thiên Mệnh ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì cái này giống như là một con hung thú, hung tàn, dữ tợn, thậm chí không lý trí chút nào, chỉ có bạo lệ cùng giết hại. Thậm chí kỳ quái hơn chính là, tại người này mắt phải lên, Lý Thiên Mệnh thấy được hơn 60 cái đỏ như máu điểm sao. Không sai. Tuy nhiên nhan sắc huyết hồng, như là máu tanh tinh thần. Có thể cái này điểm sao xác thực cùng cộng sinh thú điểm sao rất tương tự. Lý Thiên Mệnh thậm chí có ảo giác, người này giống như là một đầu cộng sinh thú. Đương nhiên, mắt trái của hắn lên cũng không điểm sao. Ngoại trừ cái này khắc sâu ấn tượng thầm con mắt màu đỏ bên ngoài, hắn trắng xám không làn da màu đỏ ngòm, cũng có chút khiếp người, mái tóc dài màu đen không sao cả tu bổ, cho nên cực kỳ dài, cơ hồ xem như tóc dài tới eo. Đây cũng là một người trẻ tuổi. Số tuổi cùng Lý Thiên Mệnh không sai biệt lắm. Khí tức của hắn cuồng bạo mà lạnh lẽo, hình dáng như hung thú, trong mắt tựa hồ không có cảm tình. Binh khí trong tay của hắn, là hai thanh đỏ như máu đoản kiếm, đều không cao hơn nửa mét, trên đó huyết khí lăn lộn, mỗi một cái đem đoản kiếm lên, lại có 50 đầu thánh thiên văn, chứng minh đây đã là thiên chi thánh cảnh mới sẽ có được thánh thú binh. Hai đem đoản kiếm, một thanh chính tay nắm chặt, một thanh trở tay móc tại trên vách đá. Xem ra đều là hung tàn nhất ám sát binh khí. Siêu. Tiếp theo trong nháy mắt, máu này đồng tử thiếu niên từ trên xuống dưới, lần nữa giết tới đây. Ở tại xuất thủ thời điểm, Lý Thiên Mệnh trong thức hải lại nhiều mấy đầu tơ máu, linh hồn càng thêm nhói nhói. Thậm chí, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, núi lửa trong nháy mắt thành biển máu lên nổi lơ lửng vô số thi thể, khoảng chừng 70-80 ngàn, những thi thể này từng cái chết không nhắm mắt. Trừng to mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Trả mệnh của ta, trả mệnh của ta. Bọn họ thân thể tàn khuyết, thậm chí ánh mắt đều rớt xuống, toàn bộ như là bò vào Lý Thiên Mệnh trong đầu,
mê hồn hệ, Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn chỉ có thể nói, trước đây Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân mê huyễn thủ đoạn, cùng người này tương đối, một cái tại đất một cái ở trên trời. Máu này đồng tử thiếu niên phương diện này thủ đoạn, không chỉ là mê hồn, thậm chí là rất thuần túy linh hồn công kích cùng áp chế. Thần hồn thiên thư mê linh chi đồng là này chủng loại hình, nhưng bất quá là ban đầu thủ đoạn, động tất chi nhãn thì chuyển thành khám phá mê huyễn. Động tất chi nhãn, ngược lại để Lý Thiên Mệnh đứng vững đối phương cái này biển máu ngập trời mê hồn, thấy được vị trí của hắn. Đinh đinh đinh, hai người tại cái này trên vách đá chém giết lúc nào tới. Gia hỏa này chiêu chiêu chí mạng, hung tàn như ma. Lý Thiên Mệnh phát hiện, cảnh giới của hắn đại khái là thánh cảnh thứ hai hoặc là tầng thứ ba hai bên, lực lượng phương diện so với chính mình hơi mạnh hơn một chút. Nhưng, hắn cho rằng Ninh Vô Song tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ, dù là người này còn không có để cộng sinh thú xuất mã. Hắn tại trên linh hồn quỷ dị áp chế, nếu như không phải động tất chi nhãn, Lý Thiên Mệnh có khả năng đã chiến bại. Một lần va chạm, hai người cùng một chỗ từ trên cao lên rơi xuống. Lý Thiên Mệnh vốn là muốn trực tiếp đi ra, này cũng tốt, trực tiếp bị kéo đến nhiên hồn hỏa sơn phía dưới tới. Nhìn xuống dưới, cái kia màu đen dung nham chính đang nổi lên, phảng phất là một trương huyết bồn đại khẩu, đợi thêm lấy Lý Thiên Mệnh rơi xuống. Oanh! Lý Thiên Mệnh tiếp sức thời điểm, tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, thấy được trong nham tương đối lớn một cái hòn đảo. Hắn cấp tốc rơi trên mặt đất. Sốt cục có mặt đất. Nhưng, làm hắn quét nhìn một vòng thời điểm, bỗng nhiên run lên. Hắn giờ này khắc này, đứng tại một cái tế đàn lên. Nhìn về phía trước, tế đàn trước, đứng thẳng lấy 80.000 cái mộ bia. Những thứ này mộ bia, đều là trên vách đá nham thạch, một kiếm trẻ thành. Mộ bia trực tiếp cắm ở hòn đảo nhỏ này lên, dưới đáy khả năng cũng không có người mai táng, dù sao hòn đảo nhỏ này nham thạch đồng dạng kiên cường. Nhưng, mỗi cái trên bia mộ, đều có danh tự. Đây hết thảy đều tại nói cho Lý Thiên Mệnh, nơi này chính là hắn tại nhiên hồn kết giới lên nhìn đến địa phương. Đây chính là cái kia 80.000 người hồn tế chi địa. 20.000 năm, chi yêu người, một lần cơ hội, một lần kinh thiên biến dị. Sau đó, 80.000 tộc hồn, dung hội một thể. Siêu! Thì lúc này thời điểm sau lưng lại là nguy cơ sinh tử. Lý Thiên Mệnh não tử càng thêm nhói nhói. Thức hải bên trong huyết tuyến, thậm chí hướng về Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý mà đi. Bất quá, ngay tại những này tơ máu va chạm đến, đế hoàng thiên ý, trong nháy mắt, cộng sinh không gian bên trong thái nhất tháp chấn động, một trận màu trắng sóng ánh sáng chấn động, dẫn đến cái kia tơ máu không còn sót lại chút gì. Lý Thiên Mệnh lúc này mới làm dịu đau đầu, càng thêm thanh tỉnh. Làm! Hắn quay người một kiếm, cùng đối phương huyết sắc đoạn kiếm giao phong cùng một chỗ, sau đó mới lẫn nhau thối lui. Tiểu Phong! Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, nhìn lấy cái này hai mắt đỏ sậm, màu da trắng xám, tóc dài tới eo thiếu niên. Làm hai chữ này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, thiếu niên kia đợi tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi, ngươi biết ta! Thanh âm hắn có chút khàn khàn, có thể là quá lâu không có nói chuyện, cho nên phá lệ khô ráo, nghe giống như là cây cối ma sát thanh âm. Ta gặp qua ngươi, Lý Thiên Mệnh tâm tình hòa hoãn lên. Tràng cảnh này, để hắn cảm nhận được nhiên hồn tộc, ở chỗ này tiếp nhận hết thảy. Trước mắt cái này Tiểu Phong, là hiện tại duy nhất nhiên hồn tộc. Điều này nói rõ, nhiên hồn hỏa sơn đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đã không còn nguy hiểm. Ta đến cùng là ai? Tiểu Phong bỗng nhiên vô cùng kích động, hắn không có tới gần Lý Thiên Mệnh, mà chính là ngơ ngác hỏi. Ngươi không biết ngươi là ai? Ngươi không phải gọi Tiểu Phong sao? Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Nổi danh chữ, còn lại đâu? Hắn tựa hồ có chút đau đầu, giãy giụa lấy lắc lắc đầu. Lý Thiên Mệnh nghĩ, chẳng lẽ hắn là tại dung hồn thời điểm, xuất hiện một số biến hóa, dẫn đến quên đi một ít chuyện. Hắn đi về phía trước mấy bước, cúi đầu thời điểm. Chợt thấy tế đàn trên có khắc rất nhiều chữ. Chữ mặc dù nhiều, nhưng khắc đều là một cái tên. Cái tên đó là Dạ Lăng Phong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tên của ngươi gọi, Dạ Lăng Phong, Tiểu Phong chỉ là nhũ danh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vì cái gì khắc ở chỗ này? Sẽ quên. Lý Thiên Mệnh não tử cũng có chút loạn, dạng này nghe, cái này gọi là Dạ Lăng Phong thiếu niên. Xem ra không phải rất thông minh dáng vẻ. Những tên này đều là ngươi khắc sao?
Lý Thiên Mệnh chỉ những cái kia mộ bia hỏi. Ừm, khắc lên, thì sẽ không quên. Hắn có chút mờ mịt nói. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tộc nhân, chính mình, hắn cau mày, ánh mắt có chút run rẩy, hắn bỗng nhiên cắn răng, hai tay bưng bít lấy não tử, đau đến lăn trên mặt đất. Ngươi còn tốt đó chứ? Lý Thiên Mệnh vội vàng đi qua, đỡ hắn lên. Không có việc gì, quen thuộc, Dạ Lăng Phong ánh mắt mờ mịt nói. Hắn ngoại trừ hung ác thời điểm, nhiều nhất cũng là loại này mờ mịt ánh mắt, giống như não tử rất rối loạn một dạng. Ngươi đã quên nhiên hồn tộc sự tình sao? Lý Thiên Mệnh đứng tại trước mắt của hắn, thăm dò hỏi. Hắn nhưng biết nhiên hồn tộc bị qua cái gì? Một lần kia hồn tế, 80.000 người chịu chết, giống như liền vì tạo chỉ một mình hắn. Dạ Lăng Phong nhất định thống hận thượng cổ hoàng tộc. Đúng lúc, Lý Thiên Mệnh bởi vì Lý Mộ Dương sự tình, đối cái này thời cổ thần quốc người thống trị, cũng có rất nhiều khó chịu. Nhiên hồn tộc, Dạ Lăng Phong cắn môi, thầm con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đúng. Ta, là nhiên hồn tộc. Đúng. Nhiên hồn tộc, là cái gì? Nghe, hắn xác thực quên mất không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh suy tư một chút. Bị trấn áp 20.000 năm, đời đời kiếp kiếp tiếp nhận đốt hồn nỗi khổ, bực này tra tấn tuyệt đối cực kỳ tàn ác, thượng cổ hoàng tộc cách làm này, chí ít ta không thể tiếp nhận. Bọn họ kiên trì nhiều năm như vậy, sống đến nay, lại dùng một lần không thể tưởng tượng hồn tế, đem 80.000 tộc hồn dung nhập Dạ Lăng Phong não tử, chỉ cầu một con đường sống. Hiện tại, hắn lại tựa hồ như ra một chút sai lầm, trí nhớ rối loạn, quên bản ngã, cũng dễ quên cửu hận. Hắn là rất thẳng thắn người. Suy nghĩ những thứ này, hắn quyết định, đem chi tiết cùng Dạ Lăng Phong nói rõ ràng. Hắn không có gì mưu đồ, thuần túy là cảm thấy, thiếu niên này ở chỗ này cô đơn quá lâu, tiếp nhận quá nặng. Làm tộc nhân ký thác, hắn chí ít cần phải nhớ kỹ cửu hận. Không phải vậy, đến có bao nhiêu người thương tâm. Quả thật, quên cửu hận người có thể nhẹ nhõm rất nhiều, có thể Lý Thiên Mệnh là bị qua cửu hận người, với hắn mà nói, quên cửu hận rất đáng xấu hổ. Thật xin lỗi những cái kia chết đi người. Tỷ như Kim Vũ. Tỷ như, nhiên hồn tộc. Ngươi thật giống như biết rất nhiều, nói cho ta biết. Kỳ thật không dùng Lý Thiên Mệnh chủ động, Dạ Lăng Phong hừng hực ánh mắt đã thiêu tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Có thể a, tùy tiện trò chuyện chút, ngồi đấy đi, Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn. Không khách khí. Xung quanh lòng đất dung nham lăn lộn. Hai người trẻ tuổi, ngồi tại tế đàn biên giới lên, Dạ Lăng Phong nghiêng thân. Thầm con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn. Lý Thiên Mệnh mười phần dứt khoát, liền đem hắn biết liên quan tới nhiên hồn tộc sự tình, còn có hắn vài ngày trước nhìn đến một màn, toàn bộ nói cho Dạ Lăng Phong. Đương nhiên, hắn vài ngày trước nhìn đến một màn kia, hiện đang suy đoán đã phát sinh ở mấy năm trước. Dù sao, lúc này thời điểm Dạ Lăng Phong, so với lúc trước tế đàn lên thiếu niên kia, xem ra cao lớn hơn không ít. Nghe hiểu sao, 80.000 tộc nhân. Tại linh hồn ngươi bên trong. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe hiểu, trách không được mỗi ngày đều có rất nhiều người, xì xào bàn tán, nói chuyện với ta. Hắn cúi đầu xuống. Ngươi không hận sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, có chút hư không, nghĩ không ra. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh có thể lý giải hắn nói câu nói này. Hắn nghe Lý Thiên Mệnh nói nhiên hồn tộc cực khổ, nghe được tựa như là của người khác cố sự, bởi vì... Hắn quên đi những năm này chính mình bị qua hết thảy, nhìn qua hết thảy. Nếu như ta có thể nhớ tới, thì hận. Dạ Lăng Phong mờ mịt nhìn về phía trước. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy, người còn nhỏ, chuyện báo thù, xa xưa đây. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Dạ Lăng Phong toàn thân chấn động. Loại này bị động thân thể tiếp xúc để hắn rất lạ lắm, làm đến hắn như là dã thú toàn thân kéo căng. Khẩn trương cái gì đâu, lão tử không tốt nam. Sắc, Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái gì là nam, sắc, Dạ Lăng Phong nhíu mày hỏi. Cảm tạ ngươi nói với ta nhiều như vậy, bất quá, ta có khả năng lại sẽ quên. Dạ Lăng Phong có chút thống khổ nói. Không sao, ta nhiều lời mấy lần cũng không sao, thực sự không được cầm quyển sách viết một đoạn, ngươi một ngày đọc thuộc lòng 100 lần liền thành. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Ta ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi mấy tuổi a? Không biết. Không biết lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, bản thân họ Thiên Mệnh, tên một chữ một cái, ca chữ, người gọi ta Thiên Mệnh ca là được rồi. Thiên Mệnh ca. Tại bọn họ lúc nói chuyện, huỳnh hỏa tại trước mặt bọn hắn nhàm chán bay qua. Tình cảnh này,
ta muốn ngâm một câu thơ. Nghe cho kỹ, đợi ta Tiểu Phong tóc dài tới eo, cam đoan so Linh Nhi trả lẳng lơ. Kiểu gì, áp vận a? Ta tới ngươi đi, Lý Thiên Mệnh nhặt được cái thạch đầu ném lên. Dạ Lăng Phong mờ mịt nhìn lấy bọn hắn, không biết nói là có ý gì. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đối Dạ Lăng Phong hiện tại thân thể, tu vi trạng thái phi thường tò mò, tỉ như linh hồn của hắn biến dị, còn có mắt phải cộng sinh thú điểm sao. Tiểu Phong, ngươi cộng sinh thú đâu? Cái gì là cộng sinh thú? Vấn đề thứ nhất, Lý Thiên Mệnh thì đụng vách. Con hàng này không có cộng sinh thú, tu luyện thế nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ a. Nghe nói nhiên hồn tộc đã huyết thống biến dị, sau khi sinh ngự thú sư cùng cộng sinh thú thì dung hội thành một thể, nhưng cái này Dạ Lăng Phong trên thân, ngoại trừ mắt phải điểm sao, không có còn lại cộng sinh thú dấu vết, cùng hồn tế thời điểm mặt khác 80.000 người hoàn toàn khác biệt. Ngươi tu luyện như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dựa theo, nhiên hồn quyết, lên pháp quyết tu luyện, luyện thêm, vạn ma phệ hồn đạo điển, lên chiến quyết. Dạ Lăng Phong nói. Công pháp này chiến quyết, đoán chừng là nhiên hồn tộc tổ tiên truyền thừa mà đến, nghe tên cũng không tệ. Bất quá, cái này dù sao dính đến nhiên hồn tộc tự ẩn, Lý Thiên Mệnh cũng không có khả năng bởi vì tò mò, thì lấy muốn tới xem rõ ngọn ngành. Hắn suy đoán, nhiên hồn tộc có một loại cùng loại cộng sinh hệ thống tu luyện tu hành thủ đoạn, Dạ Lăng Phong tuy nhiên bên ngoài nhìn không ra, nhưng nội tại vẫn là ngự thú sư cùng cộng sinh thú hợp nhất. Lại hoặc là nói, bọn họ loại tu luyện này thủ đoạn, thoát thai từ cộng sinh tu luyện, vẫn lấy cộng sinh tu luyện làm căn bản, chỉ là hợp làm một thể. Thiên Mệnh ca, Dạ Lăng Phong cái kia thầm con mắt màu đỏ lần nữa nhìn lấy hắn. Hắn lúc nhìn người, không biết chớp mắt, còn trách dọa người, không biết còn tưởng rằng hắn muốn giết người. Làm sao? Ta thường xuyên nhìn thấy phía trên có người đi lại, thế nhưng là không dám tới gần, vừa nghe ngươi nói nhiên hồn tộc sự tình. Ta muốn hỏi, thế giới bên ngoài rất lớn sao? Có mấy cái nơi này lớn nhỏ? Hắn ánh mắt nóng rực, phi thường tò mò, vô cùng khát vọng. Vấn đề này nghe giống như rất buồn cười, kỳ thật rất đáng thương. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, thế giới to lớn, ngươi không tưởng tượng nổi, chỉ ít so nơi này lớn ngàn vạn lần trở lên. Đến cùng lớn bao nhiêu, phải dùng con mắt của ngươi tự mình đi nhìn. Trên sách nói, sẽ có bầu trời, mây trắng, mặt trời cùng tinh thần, còn có màu xanh lam, xanh biếc, màu trắng, có sao? Dạ Lăng Phong ngơ ngác hỏi. Có, hết thảy đều có. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Hắn vô cùng nghiêm túc, vô cùng khát vọng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, thậm chí nhanh rơi lệ. Cái này nhất định là hắn lớn nhất mơ ước sự tình. Dù là quên, nói lên điều thỉnh cầu này thời điểm, thực chất bên trong đều đang run rẩy. Mang ngươi ra ngoài không có vấn đề, nhưng mấu chốt là ngươi nhiên hồn tộc thân phận tại thần đô rất mẫn cảm. Người ở phía trên gọi kỳ lân cổ tộc, ta cũng là bị cầm tù ở phía trên, không được rời đi, đem người mang lên đi, để bọn hắn trông thấy, người lập tức liền sẽ mất mạng. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng chính là không thực tế. Để kỳ lân cổ tộc người nhìn đến Dạ Lăng Phong, trong nháy mắt đều làm thịt rồi. Có phải hay không nói, chỉ cần ta không bị trông thấy là được rồi. Dạ Lăng Phong hỏi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Nếu quả như thật không ai trông thấy, ngược lại là có thể thử một chút. Nhiều lắm là đưa ra ngoài về sau, để hắn chạy trốn là được rồi. Thiên Mệnh ca, ta có thể linh hồn xuất khiếu, giấu ở trong thức hải của ngươi, chỉ cần ngươi có thể mang đi thân thể của ta, liền không có người có thể trông thấy. Dạ Lăng Phong hô hấp nặng nề lên. Cái gì linh hồn xuất khiếu? Cái gì đồ chơi? Lý Thiên Mệnh nghe đều chưa từng nghe qua thuyết pháp này, linh hồn hội tụ thức hải. Giải phẫu thân thể cũng không tìm tới thức hải, linh hồn như thế nào xuất khiếu. Nhưng, hắn chợt nhớ tới, hồn tế thời điểm, cái kia 80.000 tộc hồn, không phải là rời đi thân thể, hội tụ tại Dạ Lăng Phong thức hải bên trong. Đúng vào lúc này, Dạ Lăng Phong thẳng tắp ngã trên mặt đất. Sau đó, trên đầu của hắn, một cỗ xương trắng ngưng tụ ra. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn của hắn xương trắng, quả thực sợ ngây người. Thao! Là ta 80.000 lần. Hắn rõ ràng trong thức hải của mình xương trắng số lượng, trước mắt cái này xương trắng, sao mà ngưng thực, quả là nhanh thành cố hình dáng. Linh hồn của hắn, đã hoàn toàn ngưng kết thành Dạ Lăng Phong dáng vẻ. Có chút dọa người chính là, nhìn kỹ, lại có thể nhìn đến cái này xương trắng linh hồn, do từng cái tiểu hồn tạo thành, mỗi một cái tiểu hồn, đều là một người. 80.000 cái tiểu hồn,
bao quát tại một cái đại hồn bên trong, tạo thành một cái linh hồn tổng thể. Đây tuyệt đối là tiền sử đều không có linh hồn biến dị a. Lý Thiên Mệnh một mặt mộng bức. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày như vậy, vậy mà có thể nhìn đến linh hồn người khác, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy chính mình. Cúi đầu xem xét, Dạ Lăng Phong thân thể cùng chết như vậy, một chút khí tức cũng không có. Ngươi nhanh đi về, khác thân thể lạnh thấu. Đầu hắn đau nói. Dạ Lăng Phong khẽ giật mình, lúc này mới dung hội trong thân thể, sau một lúc lâu, hắn ngồi dậy, lại tại cái kia đau đầu nửa ngày, lăn lộn đầy đất. Sướng rồi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm, có thể duy trì bao lâu? Nửa canh giờ, thời gian dài, thân thể thì triệt để chết rồi. Dạ Lăng Phong nói. Nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh cau mày suy nghĩ. Mấu chốt là ta hiện tại không có cách nào rời đi Kỳ Lân cổ tộc A, muốn là nếu có thể. Ngược lại là có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Vì cái gì? Ta cái này trên đỉnh đầu có cái này đáng chết nhất thế chú. Lý Thiên Mệnh nói. Đậu phộng, Lý Thiên Mệnh, vừa nói đến đây, Huỳnh Hỏa trừng to mắt nhìn lấy hắn. Cái gì? Ngươi nhất thế chú không có. Ngươi nếu dối gạt ta, ta dùng Đông Hoàng kiếm đâm nát ngươi cái mông. Lý Thiên Mệnh xuất ra một mặt gương đồng. Biến thái A, đại nam nhân tùy thân mang tấm gương. Huỳnh Hỏa hắc hắc giễu cợt. Đánh rắm, đây là Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nhìn gương vừa chiếu, sau đó trực tiếp đem gương đồng đập xuống đất, thoải mái cười to. Đi hắn nhất thế chú ấn, vậy mà thật là tẩy màu, lãng phí lão tử 2 tháng cảm tình. Cứ như vậy, chỉ cần thập phương đạo cung người xuất hiện tại phía trên, nói không chừng có thể trực tiếp mang đi chính mình. Nhất thế chú, hiển nhiên không có tránh thức tạo nên thành công, rất có thể chỉ là một chút lưu lại, khác ở trên trán. Lý Thiên Mệnh nhớ đến vừa mới Dạ Lăng Phong công kích mình thời điểm, giống như Thái Nhất Tháp lại động một lần, rất có thể là một lần kia, triệt để thanh trừ hết cái này nhất thế chú. Thiên Mệnh ca, có thể mang ta ra ngoài sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Ta trước đi lên xem một chút, có không có chúng ta người tại, nếu như mà có, mang người đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Hắn nắm chặt hai tay, song quyền vô cùng dùng lực, cả người run nhẹ nhẹ. Hắn rất khẩn trương. Huỳnh Hỏa, người đi lên xem đi. Hắc hắc. Một con gà con hướng bay lên trời, không đến 20 hơi thở thời gian, nó nói, cái này sướng rồi, phía trên 3 cái điện vương, rốt cục muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Thiên Mệnh ca, Dạ Lăng Phong đứng lên, ánh mắt run rẩy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Đi. Lý Thiên Mệnh trùng điệp một bàn tay, đập trên vai của hắn, sau đó cười. Ngươi, thi thể, là tử vật. Ta ra sức hướng tu di giới chỉ bên trong nhét bịt lại, ta cũng không xác định sẽ dùng bao nhiêu thời gian, ngươi chịu đựng a. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Một khắc này. Hắn thầm hai mắt màu đỏ. Lần thứ nhất. Có hào quang sáng chói. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thật muốn đi ra ngoài, Dạ Lăng Phong tâm tình ba động đến hết sức lợi hại. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt thay đổi nhiều lần. Thế nào? Đau đầu. Ừm. Hòa hoãn một hồi, hắn mới hít thở sâu một hơi. Đem ngươi tu di giới chỉ trước cho ta, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn, thi thể, có thể chứa vào, tu di giới chỉ khẳng định phải trước cầm xuống tới. Đúng rồi, Dạ Lăng Phong mới từ trên ngón tay, quất ra tu di giới chỉ thời điểm, bỗng nhiên ở bên trong lấy ra một bản màu đen cổ thư, sau đó đưa cho Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì, Lý Thiên Mệnh nhận lấy. Đưa ngươi. Dạ Lăng Phong nói, cái này cổ thư chất liệu, xem ra cùng phổ thông trang giấy một dạng, nhưng lại có thể tại nhiên hồn hỏa sơn bên trong tồn tại, không bị thiêu hủy. Theo trên dấu vết nhìn, đã vô cùng cổ xưa. Lý Thiên Mệnh lau đi cổ thư bìa vết bẩn cùng cho bụi, chỉ thấy phong trang lên viết 6 cái chữ nhiên hồn thần văn đạo điển. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Dạ Lăng Phong nói hắn tu luyện chiến quyết, đến từ vạn ma phệ hồn đạo điển. 2 cái danh tự này có chỗ tương tự. Rõ ràng là nhiên hồn tộc truyền thừa, cái sau là chiến quyết, như vậy cái này, nhiên hồn thần văn đạo điển, là cái gì? Người biết đây là cái gì ư? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên văn thư, kết giới tu hành phương thức, Dạ Lăng Phong nói. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu thì suy đoán, cái này rất có thể là cái này thần văn sư nhất tộc, tại thiên văn sách cùng thiên văn kết giới lên tạo hóa chi hội tụ. Bất quá, thì quyển này sách, lại có thể ghi chép bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh ôm lấy thái độ hoài nghi, mở ra tờ thứ nhất, chỉ thấy trên đó viết. Thiên văn chi đạo, bác đại tinh thâm, đạo hóa ngàn vạn,
tộc ta thiên cổ tiền bối, các đời người tài, đem cả tộc chi ngộ, hội tụ quyển sách. Trong sách, có các cấp khác thiên văn thư 3.000 loại. Các cấp khác thiên văn kết giới, cùng sở hữu 6.000 loại. Đây là tiền bối tâm huyết hội tụ, chứ cỡ nào kỳ diệu, chỉ cái này một phần, ngoại giới nghiệp đã thất truyền. Ngoài ra, tùy ý một loại thiên văn thư, thiên văn kết giới quy chế làm, đều có ta tộc thiên cổ tiền bối, viết xuống chí ít vạn câu phê bình chú giải, dẫn dắt hậu nhân, tinh tu đạo này. Hậu bối lo gì không sư, 100.000 tổ tiên, chính là các ngươi ân sư. Cuốn sách này, có thể nhập môn, có thể tinh tu, có thể bao la, có thể thành khoáng cổ thần văn sư. Thiên văn thư có thể trong chiến đấu sử dụng, tập kích bất ngờ đối thủ, thiên văn kết giới càng có thể sáng tạo vĩnh hằng kết giới, có thể công có thể thủ, tạo phúc hậu nhân. Thông ngộ toàn thư, có thể thành đệ nhất nghịch thiên thần văn sư, xưng hùng viêm hoàng đại lục. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn vốn cho rằng, thì quyển này sách nát, bên trong nội dung khẳng định không nhiều, nhưng không nghĩ tới, cái này lại là toàn bộ nhiên hồn tộc, vô số tiền bối thần văn sư tạo hóa hội tụ. Châu bò nhất, là cái kia thiên cổ tiền bối phê bình chú giải. Mỗi cái thiên văn thư cùng thiên văn kết giới chế tác, đều có vô số tiền bối đem kinh nghiệm của mình, kỹ xảo tổng kết trong đó, này bằng với có đếm không hết sở lão sư tại chỉ dẫn. Cái này có thể so sánh bái sư đều phải mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh còn không có về sau lật, hắn vội vàng nói. Tiểu Phong, đây là ngươi tộc trọng bảo, là nhiên hồn tộc thần văn sư truyền thừa, lễ vật này ta không thể nhận. Chính ngươi suy nghĩ càng tốt hơn. Dạ Lăng Phong hiện tại quá thuần túy, hắn chỉ sợ không biết quyển sách này ý nghĩa chỗ, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, mình không thể thừa lúc vắng mà vào. Ta không cần, không thích bên trong giảng đồ vật, ta thích vạn ma phệ hồn đạo điển. Không nghĩ tới Dạ Lăng Phong. Lại trực tiếp lắc đầu. Hắn hiện tại sẽ không nói lời nói dối, nói không thích, cái kia chính là thật không thích. Chí ít, không ai có thể buộc hắn, học tập cái này thần văn sư chi đạo. So sánh dưới, vạn ma phệ hồn đạo điển chiến quyết, đều là sát nhân chi đạo, càng phù hợp hắn thực chất bên trong báo thù khát vọng. Ngươi không học, vậy ngươi nhiên hồn tộc thần văn sư liền muốn thất truyền. Không học, Dạ Lăng Phong nói. Thành, vậy ta cho ngươi bảo quản. Chờ ngươi về sau có con gái, ta lại trả lại bọn hắn. Đương nhiên, ở trước đó, ta nói không chừng sẽ suy nghĩ một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn quả thật có chút hứng thú, muốn nhìn một chút chính mình, có hay không phương diện này thiên phú. Đã từng, nhiên hồn thư cùng huyết kiếp kết giới, cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Hiện ở đây, tay trái hắc ám cánh tay nhìn trời văn tựa hồ có phá lệ trưởng khống, hắn muốn thử xem, loại này trưởng khống có thể hay không dùng tại. Viết thiên văn thư cùng bố trí thiên văn kết giới lên. Tặng cho ngươi, không cần trả. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Hắn là đại khái muốn báo đáp Lý Thiên Mệnh, dẫn hắn rời đi nơi này ân đức đi. Nếu như không có Lý Thiên Mệnh, hắn không biết mình tu luyện tới trình độ nào, mới có thể rời đi nơi này. Lúc này, Dạ Lăng Phong vừa nói xong, thân thể ngã xuống tế đàn lên, màu trắng nhìn chăm chú linh hồn theo trên thân đi ra. Thiên Mệnh ca, ta muốn đi vào. Quá trình có thể sẽ có chút đau, nhưng đi vào về sau thì dễ chịu. Dạ Lăng Phong nói. Tranh thủ thời gian tiến. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói, lời này nghe làm sao như vậy kỳ quái a. Được rồi. Tiếp đó, cái kia một đoàn màu trắng xương trắng không ngừng ngưng kết, biến thành một cái một tấc tiểu nhân, bỗng nhiên va vào Lý Thiên Mệnh mi tâm. Trong nháy mắt đó, não tử quả thật có chút nhói nhói, bất quá, rất nhanh liền đi qua. Thức hải bên trong. Lý Thiên Mệnh linh hồn xương trắng tràn ngập, bỗng nhiên có một cái ngưng thực người tí hon màu trắng xuất hiện ở đây. Nó động tác rất nhẹ, núp ở trong góc, sợ đem Lý Thiên Mệnh làm đau. Linh hồn có thể trốn vào người khác thức hải, vậy ngươi chẳng phải là có thể giết người đoạt xá? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Có thể, nhưng là đại giới có chút lớn, càng là cường người, linh hồn càng mạnh, muốn mạnh mẽ ăn hết kỳ hồn linh, mới có thể nắm giữ hắn lạc ấn, trưởng khống hắn thân thể. Ta bởi vì là kẻ ngoại lai, một khi không thành công, chính mình cũng có thể sụp đổ. Dạ Lăng Phong nói. Làm sao ngươi biết chính mình có loại bản lãnh này? Chí ít Lý Thiên Mệnh biết, trong lịch sử hẳn là không người có thể giống như hắn linh hồn xuất khiếu, đoạt xá thân thể, lại càng không cần phải nói. Bản năng. Ngươi sẽ không đem ta ăn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ăn không được, ngươi thiên ý rất đáng sợ, trên thân vẫn còn có dọa người đồ vật. Ta hiện tại giống như cơ số rất lớn, nhưng rất rối loạn,
linh hồn tầng thứ không cao lắm. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch, nói trắng ra là hắn tại linh hồn phương diện, tương đương với thiên phú siêu nhiên, tương đương với người khác vừa ra đời là con kiến, hắn là sư tử. Nhưng, hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian, theo ấu thú lột xác thành chân chính hùng sư, thậm chí còn có rộng lớn hơn đường. Dù sao loại này linh hồn biến dị, Lý Thiên Mệnh rất khó hiểu rõ. Nói tóm lại, ngươi là biến thái. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ừm. Thừa nhận đến vẫn rất trực tiếp. Đi, ca dẫn ngươi đi nhìn xem, bên ngoài nhiều màu nhiều sắc vạn trượng hồng trần. Lý Thiên Mệnh đem hắn, thi thể, chứa vào, sau đó dọc theo nhiên hồn hỏa sơn vách đá, một đường đi lên trên. Tiểu Phong. Ừm. Rời đi nơi này, sau đó, kinh thiên quật khởi đi. Ừm. Tầng dưới nhiên hồn kết giới. Song phương nhân mã, hoàn toàn tĩnh mịch. Ba vị điện vương không đi, kỳ lân cổ tộc bên này mấy vị thái thượng, liền ở chỗ này chờ. Theo thời gian sói mòn, không khí càng thêm lạnh lẽo. Hy vọng không lớn, Nam phương điện vương trầm giọng nói. Không có cách nào cùng Lý Vô Địch bàn giao, Thiên Chi điện vương giận dữ nói. Chờ một chút, vị Lai điện vương mục quang lãnh lệ. Hắn nhìn lướt qua chính mình nữ nhi, vốn định trách cứ, có thể nhìn đến Bạch Tử Căng hốc mắt đỏ bừng. Không dùng trách cứ, nàng cũng đã đầy đủ tự trách. Chuyện này, nói trắng ra là, thật là một cái ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ có Ninh Vô Song dạng này người trẻ tuổi, như thế to gan lớn mật, liền trưởng bối cũng dám thiết kế trêu đùa. Cha, Thiên Mệnh là cái rất không tệ hài tử, ta không muốn hắn chết, thật không có những biện pháp khác sao. Bạch Tử Căng thanh âm run nhẹ nhẹ. Ừm, vị Lai Điện Vương bất đắc dĩ gật đầu. Bạch cô nương mời nén bi thương. Chúng ta thật sự là không có cách, mở ra tầng dưới cùng nhiên hồn kết giới, thứ lỗi. Sùng Dương Thái Thượng nói. Vậy tương đương Ninh Vô Song hại chết mất hai người, các ngươi xử trí như thế nào nàng? Bạch Tử Căng cả giận nói. Mấy vị Thái Thượng không có trả lời, chuyện này, còn phải cùng Cảnh Nguyệt Thái Thượng tự mình thương nghị. Cái gì cầu thí kỳ lân cổ tộc? Bạch Tử Căng mắng một câu. Bạch cô nương nếu như tiếp tục không giữ mồm giữ miệng, vậy bọn ta sẽ phải mời ngươi đi ra. Sùng Dương Thái Thượng trầm giọng nói. Ha ha, thì cái chỗ chết tiệt này, ngươi cho rằng ai muốn đến? Bạch Tử Căng nói. Bớt tranh cãi, vị Lai Điện Vương chừng nàng liếc một chút. Ba vị Điện Vương, hắn đến bây giờ còn không có lên đến, khẳng định chết tại nhiên hồn tộc trong tay. Ba vị không cần ở đây đợi. Nếu là thật sự có động tĩnh, chúng ta cũng ngay lập tức sẽ thông báo các vị. Sùng Dương Thái Thượng nói. Nói cũng đúng. Nơi này là chúng ta trấn thủ nhiên hồn luyện ngục, ba vị xuống tới, xác thực không thích hợp. Mạc Phú Thái Thượng đạo. Bọn họ đây là muốn hạ lệnh trục khách. Vị Lai Điện Vương đang muốn nói chuyện, Bạch Tử Căng bỗng nhiên hét to một tiếng, lôi kéo vị Lai Điện Vương ống tay áo, nói. Cha, cha, có bóng người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xuống. Là nhiên hồn tộc A. Tại trong tầm mắt của mọi người, thân ảnh kia tại trên vách đá tốc độ bò rất nhanh. Làm hắn xuất hiện tại tầng dưới nhiên hồn kết giới phía dưới thời điểm, cái kia mái đầu bạc trắng tại trong khói dày đặc, không nhuốm bụi trần, cực kỳ chói sáng. Quả nhiên là Lý Thiên Mệnh. Hắn trả hướng về phía Bạch Tử Căng khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nụ cười, sau đó, mọi người nhìn tận mắt hắn dùng hắc ám cánh tay đem nhiên hồn kết giới xé rách, nhẹ nhàng như thường từ bên trong xuyên ra ngoài. Thật náo nhiệt, nhiều như vậy đại lão, đều đang đợi ta sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn lên đến về sau, tầng dưới nhiên hồn kết giới cấp tốc khép lại, dưới đáy cũng không có nhiên hồn tộc tới. Thiên Mệnh, bỗng nhiên một trận mùi thơm đánh tới, Lý Thiên Mệnh đã rơi vào một cái mềm mại trong lồng ngực. Cái kia mùi thơm xông vào mũi, bay thẳng tim phổi, xúc cảm say lòng người. Ngọa tào, Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, nhìn trước mắt một vòng trắng như tuyết, quả thực muốn hít thở không thông. Ngươi không có chuyện làm mà không sớm một chút tới, dọa chết người ngươi. Bạch Tử Căng lúc này mới buông tay, cắn môi đỏ nhìn hắn chằm chằm. Ta muốn là trực tiếp tới, nào có như vậy mỹ diệu trước ngực. Lý Thiên Mệnh nói. Ba hoa, lại lấy đánh. Hai tháng ở chung thời gian không dài, bất quá, nàng xác thực thật thích người trẻ tuổi này. Đương nhiên, không phải loại kia ưa thích. Giống như là tỷ tỷ đối đệ đệ một loại bảo vệ đi. Bây giờ nhìn đến hắn sự tình gì đều không có, Bạch Tử Căng tâm lý thở dài một hơi. Tăng thêm Lý Thiên Mệnh biểu lộ cần ăn đòn, nàng quét qua mù mịt, mau đưa nước mắt bật cười.
Thiên Mệnh gặp qua ba vị điện vương. Lý Thiên Mệnh đến đón lấy lập tức cùng ba vị này chào hỏi. Hắn biết rõ, ba vị này đại lão, mới là núi dựa của hắn. Thiên Mệnh, không có việc gì liền tốt, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thiên Chi Điện Vương mỉm cười nói. Nụ cười của nàng làm cho người tương đương hòa thuận, tuy nhiên nàng khả năng có trăm tuổi, nhưng vẫn là giống một cái ôn nhu mẫu thân. Cảm ơn Thiên Chi Điện Vương, Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi tốt. Trước đây, Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Tử Căng hỏi thăm qua Lý Khinh Ngữ cái này sư tôn sự tình, cho nên có thể đoán ra vị này thân phận. Không tệ, tính tình cùng Khinh Ngữ một dạng lấy vui. Thiên Chi Điện Vương nói. Đúng vào lúc này, vị Lai Điện Vương thân thủ kéo một phát, Lý Thiên Mệnh liền đến trước mắt của hắn. Hắn trừng to mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cái chán, hỏi, nhất thế chú đâu? Cho ta tẩy sạch, bọn họ cái kia thứ đổ nát, nhất thế chú ấn, vậy mà tẩy màu, chất lượng thật kém, để cho ta cho là mình chúng nhất thế chú. Kỳ thật lông sự tình không có, Lý Thiên Mệnh nói. Ai cũng biết, nhất thế chú ấn không có khả năng tẩy màu. Nhưng, hai tháng bỗng nhiên không có, cái này đã nói lên, lúc ấy không có tránh thức thành công. Nhất định là Thái Nhất Tháp, ba vị điện vương liếc nhau một cái, sau đó toát ra hiểu ý cười một tiếng. Không chịu thua kém, Bạch Tử Căng ánh mắt sáng lên. Có ý tứ gì, mấy vị kia thái thượng, sớm xấu hổ đứng ở bên cạnh đã nửa ngày. Chư vị mời xem, nhất thế chú, không có. Lý Thiên Mệnh vén lên Lưu Hải, cho bọn hắn xem cho rõ ràng. Mấy vị thái thượng, ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ khó coi. Đối bọn hắn tới nói, Lý Thiên Mệnh chết ở chỗ này, đều so với bị Thập Phương Đạo Cung mang đi tốt hơn nhiều. Vị Lai Điện Vương không nói hai lời, đem Lý Thiên Mệnh kéo ra phía sau, ba vị Điện Vương cơ hồ đem bao vây lại. Các vị thái thượng, ra cái này phá sự, Lý Thiên Mệnh càng không thể lưu tại Kỳ Lân cổ tộc, làm Lý Thị Thánh tộc năm kiếp luân hồi chi thể hậu nhân, chúng ta hôm nay mang đi hắn, các vị có dị nghị gì không? Đúng, người, chúng ta nhất định phải mang đi, Thiên Chi Điện Vương nói. Mấy vị thái thượng sắc mặt biến ảo không ngừng. Các ngươi có thể từng nghĩ tới thượng cổ hoàng tộc nghe được chuyện này, lại là phản ứng gì? Sùng Dương thái thượng cau mày nói. Đây là chuyện của chính chúng ta, Thiên Chi Điện Vương nói. Đã như vậy, ta chỉ có thể nói, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận a, thượng cổ hoàng tộc lịch sử đến nay thủ đoạn như thế nào, các ngươi rất rõ ràng. Thật muốn cùng bọn hắn đối nghịch, cẩn thận đoạn tuyệt Thập Phương Đạo Cung căn cơ cùng truyền thừa. Sùng Dương thái thượng ngoài cười nhưng trong không cười đường. Cảm ơn Sùng Dương thái thượng nhắc nhở, chúng ta tâm lý nắm chắc. Một cái bát kiếp luân hồi chi thể Lý vô địch, giá trị được các ngươi dạng này mạo hiểm. Sùng Dương cắn răng hỏi. Ai biết được, các vị thái thượng, thời gian không còn sớm, cáo từ. Vị Lai Điện Vương không muốn trả lời vấn đề này. Hắn che lại Lý Thiên Mệnh, cứ như vậy theo thái thượng nhóm trước mắt rời đi. Mấy vị thái thượng mục quang âm tình không chừng. Hiển nhiên phá lệ biệt khuất, nhưng, sợ là cũng chỉ có thể nhận. Các loại Thập Phương Đạo Cung người đi về sau, bọn họ mới lửa giận lăn lộn. Các ngươi đều nhìn đến, Lý Thiên Mệnh dùng cánh tay trái xé mở nhiên hồn kết giới đi. Điều này nói rõ, hắn có năng lực đem nhiên hồn tộc phóng xuất, đối với thượng cổ hoàng tộc tới nói, là cái cự đại tai họa ngầm. Chúng ta cần phải lập tức tiến hoàng thành, đem việc này bẩm báo cổ chi đại đế, đồng thời, lên án mạnh mẽ Thập Phương Đạo Cung bá đạo. Mấy lần trước, cổ chi đại đế lấy bế quan làm lý do không thấy, lần này, dù sao cũng phải gặp ta đi. Sùng Dương trầm giọng nói. Ta đi chung với ngươi, Mạc Phú Thái Thượng nói. Sùng Dương nói đúng, Lý Thiên Mệnh lại thêm một tầng tai họa ngầm, lần này, Thập Phương Đạo Cung tuyệt đối không gánh nổi hắn. Thượng cổ hoàng tộc muốn thì nguyện ý xuất thủ, mới có thể để cho Lý Mộ Dương nhìn đến, hắn nhi tử là kết cục gì. Bọn họ Kỳ Lân cổ tộc bị Thập Phương Đạo Cung uy hiếp. Xác thực không có thể làm sao Lý Thiên Mệnh. Nhưng, thượng cổ hoàng tộc không sợ. Tại Sùng Dương đã chuẩn bị khởi hành khẩn cấp đi trước hoàng thành thời điểm, Lý Thiên Mệnh đi tới thượng tầng nhiên hồn kết giới, nơi này còn đều có ngàn cái Kỳ Lân cổ tộc đệ tử đâu. Bọn họ liếc mắt liền thấy, Lý Thiên Mệnh vậy mà không chết. Chẳng những không chết, còn để Thập Phương Đạo Cung mang đi. Hai tháng, một chút tội đều không thụ, còn đem không ít Kỳ Lân cổ tộc người trẻ tuổi đều đánh một trận. Kết quả này, để bọn hắn biệt khuất, khó chịu, phiền muộn. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng mắng truyền đến, dạng này nhục mạ, càng là nói rõ bọn họ hiện tại mặt mũi mất hết, mất mặt cùng cực.
Lý Thiên Mệnh cứ như vậy vừa đi, bọn họ chỉ sợ đều muốn khóc lên. Thảm a! Nghe nói người đánh người rất ác độc, tâm lý không có đối Kỳ Lân cổ tộc ấy náy sao? Vị Lai Điện Vương hiếu kỳ hỏi. Một chút cũng không có. Lý Thiên Mệnh khoát tay một cái nói. Ha ha, ba vị Điện Vương đều cười. Bọn họ chỉ ít biết, đứa nhỏ này là cái khoái ý ân cửu tiêu sái nhân vật. Đúng rồi, người nào vu hãm ta hiện tại còn một mặt mộng bức, Vân Chăn Chăn người nào giết? Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Tử Căng. Ngươi tuyệt đối đoán không được. Cái kia không phải là ngươi chứ, cũng bởi vì ta tiểu hoàng gà không cho ngươi chơi. Nói bậy, là Ninh Vô Song, Bạch Tử Căng nói. Nàng, Lý Thiên Mệnh ánh mắt híp lại. Đúng, cô nương này rất ác độc, dùng điện ma cửu tiết liên giết Vân Chăn Chăn, giá họa cho ngươi, sau cùng còn toàn thân trở ra, đoán chừng sẽ không nhận cái gì trừng trị. Bạch Tử Căng nói. Há, cái kia lợi cho nàng, sớm biết ta nên bổ nàng. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười nói. Bọn họ đối chiến thời điểm, Lý Thiên Mệnh còn không biết, nàng chuẩn bị cho mình sát chiêu. Lúc này thời điểm, bọn họ rời đi Kỳ Lân cổ tộc Tông Phủ Thành, chính thức theo thần đô thiên viễn chi địa, hướng về hạch tâm mà đi. Các vị chờ ta một chút. Đến một chỗ vắng vẻ đồi núi bãi cỏ, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hô một tiếng. Là thời điểm, để Dạ Lăng Phong nhìn một chút, thế giới bên ngoài. Nơi này, có núi, có nước, có mặt trời, có ngày hư không, có mây trắng. Có chim hót hoa nở, có hoa cỏ cây cối, có động vật sinh linh, còn có mỹ nhân như thi. Đầy đủ. Thần đô, Hoàng Thành. Hoàng Thành, chính là thượng cổ hoàng tộc căn cơ chi địa. Toàn bộ Hoàng Thành, ở vào thần đô chính giữa, hắn diện tích lớn ước tương đương với thần đô 1/5. So với thần đô cuồn cuộn to lớn, Hoàng Thành thì mỹ lệ phồn hoa, vô số huy hoàng kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, cao ốc đại điện, chỗ nào cũng có. Hoàng Thành chính là long mạch linh khí hội tụ chi địa, đứng ở đằng xa cao sơn, liền có thể nhìn đến trong Hoàng Thành. Hết thảy có 9 đầu lòng đất linh khí suối phun, linh khí nồng nặc như là nước một dạng vẩy hướng lên bầu trời, làm cho cả Hoàng Thành, bao phủ tại trong sương mù trắng, tựa như ảo mộng, như là tiên cảnh. Nghe nói 9 con rồng này mạch linh khí, xuyên qua toàn bộ thời cổ thần quốc, giành dụng thiên hạ linh tú, hội tụ ở Hoàng Thành. Bao la như vậy, cuồn cuộn, càng chứng minh thần đô Hoàng Thành, chính là thiên mệnh chi địa. Tọa trấn nơi đây, phồn vinh hưng thịnh. Mới có thể thống ngự cái này bàng bạc lên cổ hoàng triều, uy chấn thiên hạ khắp nơi. Thượng cổ hoàng tộc thiên thu vạn đại, tại long mạch linh khí tư nhuận phía dưới, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như rừng, hoàng tộc thống trị, không thể phá vỡ. Lịch sử đến nay, coi như xuất hiện qua vô số người khiêu chiến, thí dụ như nhiên hồn tộc, cũng không từng tránh thức dao động quá thượng cổ hoàng tộc địa vị. Hôm nay, Sùng Dương cùng Mặc Vũ hai vị thái thượng, lần nữa đi vào trong hoàng thành. Cầu kiến cổ chi đại đế. Bọn họ xuyên thẳng qua tại cái này kim bích huy hoàng hắc kim sắc cổ lão thành trì, tại một tên thái giám dẫn dắt phía dưới, tiến vào hoàng cung chỗ sâu. Hai vị thái thượng, liền tại cái này thiên điện chờ tin tức đi. Nói chuyện thái giám, tóc trắng phơ, âm phong trận trận, ánh mắt lạnh lẽo, trong lúc hành tẩu, hàn khí bao phủ, hiển nhiên là cái nhân vật đứng đầu. Ngụy công công, lần này khẩn cầu ngươi, nhất định muốn đem tin tức mang cho cổ chi đại đế. Nhiên hồn kết giới sự tình, chính là thiên hạ đại sự, việc quan hệ hoàng tộc giang sơn xã tắc, ngàn vạn không thể lãnh đạm a. Sùng Dương Thái Thượng vội vàng nói. Biết, không dùng rông dài, nếu không phải ngươi sự tình khẩn cấp, ta cũng sẽ không đem các ngươi mang tới nơi này. Nhưng ta có thể nói tốt, bệ hạ 3 tháng trước, liền bắt đầu khẩn cấp bế quan, cố ý đã phân phó, trời sập xuống cũng không thể quấy nhiễu. Ta chỉ có thể, đem các ngươi nói thông báo cho Trung Hiền Quân. Trung Hiền Quân có đáp ứng hay không để cho các ngươi gặp bệ hạ, ta nhưng khó mà nói chắc được. Ngụy công công nghiêm mặt nói. Đa tạ Ngụy công công. Lúc nói chuyện, Sùng Dương Thái Thượng xuất ra một cái hộp báu, đưa cho cái này Ngụy công công, mỉm cười nói, nho nhỏ tâm ý, mời Ngụy công công vui vẻ nhận. Khách khí, hai vị thái thượng, Ngụy công công lúc này mới nở nụ cười, cầm đi hộp báu, mở ra nhìn thoáng qua, phá lệ hài lòng, nói, ta cái này đi tìm Trung Hiền Quân. Sùng Dương cùng Mặc Vũ liếc nhau. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng, Lý Mộ Dương tung tích lại thêm nhiên hồn kết giới chuyện này, đủ để kinh động cổ chi đại đế đi. Ngụy công công đã đi ra khỏi cửa. Kỳ thật chúng ta vận khí không hề tốt đẹp gì, hết lần này tới lần khác vào lúc này, bệ hạ vậy mà tại bế quan đột phá, không cho quấy rầy.
nếu là bình thường, sao có thể làm cho thập phương đạo cung, để như thế nhân vật trọng yếu mang đi? Sùng Dương nói, bệ hạ nếu là hiểu rõ tình hình về sau, sẽ không trách chúng ta thủ không được Lý Thiên Mệnh a. Hẳn là sẽ không, dù sao nếu như hắn tự mình muốn người, thập phương đạo cung tuyệt đối phải thả. Sùng Dương thái thượng tay vuốt hàm râu nói. Bỗng nhiên, một tiếng vang dội rên rỉ, theo hoàng cung chỗ sâu truyền ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần đô. Ô ô, cái kia rên rỉ thanh âm thực sự quá lớn, quá rung động tâm hồn, trong lúc nhất thời giống như toàn bộ hoàng thành đều đang rung động. Không chỉ là hoàng thành, toàn bộ thần đô phạm vi bên trong, thậm chí bao gồm xa xôi Kỳ Lân cổ tộc tông phủ thành, giờ phút này đều có thể nghe được cái này bi ai tiếng khóc. Phát sinh cái gì? Sùng Dương cùng Mặc Vũ toàn thân chấn động, vội vàng xông ra thiên điện, xuất hiện tại cửa, hướng về hoàng cung chỗ sâu nhìn qua. Đế thú rên rỉ, đế thú rên rỉ. Ngụy Công Công còn chưa đi xa, lúc này sắc mặt đại biến, sắc mặt tại chỗ trắng bệch, cả người ngây người tại chỗ. Đế thú, đó là cổ chi đại đế cộng sinh thú. Cái gì? Sùng Dương cùng Mặc Vũ hai người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Đế thú cường đại như thế, chính là thần quốc chí tôn, sao sẽ như thế rên rỉ? Cổ chi đại đế tại, Càn Thiên Cung, bế quan, cái kia vốn là hoàng thành cấm địa. Bất quá, hiện tại rất nhiều người đều bị kinh động, xôn xao mà đến, hướng về cái hướng kia tới gần. Sùng Dương cùng Mặc Vũ sắc mặt mờ mịt, theo đám người đi lên phía trước. Trong lúc đó, cái kia đế thú vừa thương xót kêu ba lần. Mỗi một lần đều rất khốc liệt, quả thực đau thấu tim gan. Toàn bộ thần đô đều bao phủ tại bi thống trong không khí, cơ hồ tất cả mọi người đi ra. Xảy ra chuyện gì? Thần đô dân chúng hơn 100 triệu, đều tại hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Vấn đề này Sùng Dương cũng đã hỏi nhiều lần, nhưng là bên người thượng cổ hoàng tộc, không có người biết. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, một lưng gù lão giả, đầy mặt nước mắt, theo Càn Thiên Cung chỗ sâu đi ra. Hắn toàn thân run rẩy, quay người, giơ hai tay lên, đầu dạp xuống đất, hướng về Càn Thiên Cung phương hướng quỳ bái, dập đầu. Sau đó, buồn số khóc giống. Trung Hiền Quân thế nào? Tất cả mọi người ngốc trệ như ngu ngốc, nhìn lấy cái này không thể tưởng tượng một màn. Thẳng đến Trung Hiền Quân dập đầu 9 lần, khóc giống quay đầu, sau đó đối với thiên hạ tuyên bố. Đại đế băng hà, cả nước đau tang. Một khắc này, như là, lòng trời lở đất. Vù vù, theo cái chỗ kia chạy ra đến, Sùng Dương Thái Thượng vẫn tại thở hổn hển, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh ào 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 xuất hiện. Hắn cùng Mặc Vũ Thái Thượng hai cái như thế thân phận người, tại hoàng thành trong một cái góc, cứ như vậy co quắp ngã trên mặt đất, như cùng đường một bên khất cái. Quốc, quốc tang, Sùng Dương khí huyết quay cuồng, nói chuyện đều có chút khó khăn, giống như có đồ vật gì kẹt tại trong cổ họng một dạng. Làm sao có thể, bệ hạ mới 300 tuổi, lấy cảnh giới của hắn, 500 mới là đại nạn, làm sao có thể bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mặc Vũ đồng tử phóng đại. Không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao không có gì chiến đấu động tĩnh, thượng cổ hoàng tộc người, rất nhanh đều sẽ toàn bộ trở về, đoán chừng đến lúc đó liền biết tại sao. Sùng Dương đến bây giờ đều không thể tin được, đây hết thảy lại là thật. Sắp biến thiên, Mặc Vũ nhắm mắt lại. Đúng thế, thời cổ thần quốc, không có trụ cột. Không biết bệ hạ băng hà trước, lập tân đế không có. Mặc Vũ ngơ ngác hỏi. Nếu là không có, hiện tại còn sót lại, cửu hoàng mạch, cùng, 13 hoàng mạch. Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục hai cái hoàng tử, còn không phải giết. Sùng Dương có chút kinh hoàng. Bệ hạ đăng cơ 200 năm, nấu chết hoang phí 8 cái thái tử, đúng lúc trong khoảng thời gian này, không có cái mới lập thái tử, hắn lại đi. Mặc Vũ mờ mịt nói. Ta trước đó nghe nói, bệ hạ sớm định ra tháng sau, liền muốn lập cửu hoàng tử, Đông Dương Lăng, vì thái tử. Sùng Dương nói. Vậy bây giờ lại là cửu hoàng tử kế vị sao? Không biết a. Nhưng muốn là cửu hoàng mạch cùng 13 hoàng mạch giết liền phiền toái. Gần nhất những năm này, cổ thị tộc một mực chống đỡ cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, nhưng, võ thánh phủ, những cái kia mãng phu, lấy chiến công rất cao thập tam hoàng tử, Đông Dương Dục, Vi Tôn. Còn có Linh Lung Các, thập phương đạo cung cùng rất nhiều cảnh vực tông môn thế lực lẫn vào trong đó, muốn là loạn lên, vậy thì phiền toái. Sùng Dương nói, đúng, ta vốn là coi là, bệ hạ coi như muốn đảm nhiệm tân đế. Cũng sẽ trước tiên lùi vị đến đỡ, cùng trước kia cổ chi đại đế truyền thừa một dạng. Nhưng hắn đột nhiên băng hà, vừa vặn lưu lại cái này rắc rối phức tạp cục diện, cho dù có thánh chỉ lập quân,
hiện tại chỉ có đế thú tọa chấn, chỉ sợ ép không được người không phục a. Bệ hạ băng hà, đế thú cũng nhìn không được quá lâu. Bọn họ liếc nhau, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Còn có một cái vấn đề nghiêm trọng nhất, Mạc Vũ nói. Cái gì? Thượng cổ hoàng tộc vô số năm truyền thừa, thời thời khắc khắc, chỉ ít đều có một vị, cổ chi thánh cảnh, chí cao cường giả tọa chấn, nhưng là, hơn 40 năm trước luân hồi kính diện bị Lý Mộ Dương cướp đi về sau, thượng cổ hoàng tộc vẫn luôn không có sinh ra mới cổ thánh, liền thập tam hoàng tử đều kém một chút. Không có cổ thánh chấn giữ thần quốc, mặc kệ trong ngoài, đều tương đối nguy hiểm. Mạc Vũ nói, bọn họ ỷ lại luân hồi kính diện thu hoạch bách tính mệnh hồn, đến cổ chi thánh cảnh, hơn 40 năm này bách tính không lại tao ương, có thể thần quốc chỉ sợ có phiền toái. Tuy nhiên quốc lực tại, nhưng loạn trong giặc ngoài a. Sùng Dương nói, cũng không cần quá bi quan, nói không chừng bệ hạ sẽ có dự bị. Tạm thời tới nói, họa ngoại xâm vấn đề không lớn. Dù sao thần quốc tại mảng lớn cương vực bên trong, không có gì đối thủ. Hiện tại phiền toái nhất, là sợ hai cái hoàng tử trong tranh đấu hao tổn. Mạc Vũ đau đầu nói. Mà lại, cái này cùng chúng ta Kỳ Lân cổ tộc, cùng một nhịp thở. Sùng Dương nói. Đúng. Nếu như cổ thị tộc cùng đầy triều võ thần đều muốn bị bách chỗ đứng, chúng ta tuy nhiên bị bệ hạ trừng trị, nhưng tộc lực vẫn còn, chỉ ít đứng hàng, cổ thị tộc trước ba còn không có vấn đề. Muốn không chỗ đứng, vậy liền nhất định sẽ bị bọn họ trước tiêu diệt. Hiện tại nhanh đi về, triệu mở đại hội, sớm tính toán đi. Sùng Dương nói. Không đuổi theo cổ hoàng tộc nói, Lý Thiên Mệnh phá nhiên hồn kết giới sự tình. Vấn đề là hiện tại nói cho ai nghe, thượng cổ hoàng tộc người nào làm chủ, mặc kệ là Đông Dương Dục vẫn là Đông Dương Lăng, ở cái này trong lúc mấu chốt, không có cổ thánh tọa chấn, bọn họ dám áp bách thập phương đạo cung sao. Bệ hạ băng hà. Người nào có thể đối phó thập phương cung chủ? Cái kia Lý Mộ Dương sự tình. Bọn họ không sẽ quản, cũng không quản được. Luân hồi kính diện mặc dù trọng yếu, nhưng ta đoán chừng trong con mắt của bọn họ chỉ có đế vị. Chí ít, chúng ta muốn dựa vào Lý Thiên Mệnh, đã rất khó cầm lại luân hồi kính diện. Sùng Dương thái thượng một hơi. Trong mắt của hắn thiếu niên kia, hiện tại mới tính triệt để theo trong tay hắn chạy trốn. Đúng vậy a, không có bệ hạ. Thập phương đạo cung, biến thành khó khăn nhất gặm hòn đá. Biện pháp duy nhất, còn là thông qua luân hồi kết giới đuổi theo. Còn thượng cổ hoàng tộc ai sẽ tới làm chuyện này, các loại phong ba mấy ngày nữa lại nhìn. Chỉ có thể dạng này. Trên sườn núi, phong cảnh tú lệ, cỏ mọc én bay. Lý Thiên Mệnh cùng ba vị điện vương tăng thêm Bạch Tử Căng, giờ khóc giờ cười, nhìn về phía trước trên đồng cỏ, một cái đang đánh lăn thiếu niên tóc đen. Hắn leo núi. Hái thảo, bơi lội, đánh tới, thì cùng một cái vừa ra đời tựa như con khỉ. Nhìn ra được, hắn thật cao hứng phi thường, thậm chí là một con kiến, đều khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn nhìn buổi sáng. Giống như không quá thông minh dáng vẻ, Bạch Tử Căng đau đầu nói. Đúng thế, đây chính là 80.000 cái hồn linh hội tụ cùng nhau hiệu quả sao. Bạch Tử Căng nhịn cười không được, bởi vì nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ. Để Dạ Lăng Phong đi ra, cho nên, Lý Thiên Mệnh không có cách, chỉ có thể cùng bọn hắn thẳng thắn, liên quan tới Dạ Lăng Phong thân phận cùng lai lịch. Nhiên hồn tộc, thật là một cái bao la hùng vĩ, vĩ đại, khiến người ta thán phục nhất tộc, bọn họ sáng tạo ra, là một cái vĩ đại nhất tác phẩm, loại này kinh thiên bá lực, ta bội phục, vạn phần bội phục. Vị Lai Điện Vương bỗng nhiên kích động vạn phần, nói ra một câu nói như vậy. 80.000 người hồn tế, sáng tạo ra hắn. Chỉ riêng nghe ngươi nói, liền khiến người ta rơi lệ. Đứa bé này, gánh vác quá nhiều. Hắn cần phải đi ra, xem thật kỹ một chút cái thế giới này, để nhiên hồn tộc cái kia 80.000 người, cùng một chỗ cảm thụ. Thiên Chi Điện Vương còn thật hốc mắt đỏ bừng. Không nghĩ tới bọn họ không có trách cứ Lý Thiên Mệnh làm loạn, ngược lại để nhiên hồn tộc cảm động. Vĩ đại, bội phục, có dạng này tộc nhân, có dạng này hồn tế, đứa nhỏ này, nhất định sẽ là cái kỳ tích. Nam Phương Điện Vương nói, nghe bọn hắn nói như vậy, Lý Thiên Mệnh an tâm, chỉ ít Dạ Lăng Phong sau này an toàn có thể cam đoan. Thiên Mệnh, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, người không thể cùng bất luận kẻ nào, nói Dạ Lăng Phong thân thế cùng lai lịch, nhiên hồn tộc hoàn toàn không thể sách. Chúng ta giải quyết sẽ thân phận của hắn vấn đề, về sau, liền để hắn đi theo bên cạnh ngươi tu hành, tuyệt không thể để hắn đơn độc đi. Hắn hiện tại vẫn là một tờ giấy trắng, hiểu không? Vị Lai Điện Vương dặn dò. Điện Vương yên tâm,
ta tâm lý nắm chắc, Tiểu Phong là bằng hữu ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ừm, bọn họ ba vị, vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Thậm chí, bọn họ còn đi qua kiểm tra Dạ Lăng Phong thân thể. Dạ Lăng Phong có chút mâu thuẫn, nhưng nghe Lý Thiên Mệnh nói đây đều là chỗ dựa, hắn mới dần dần buông lỏng. Đã khỏi chưa, hắn đứng ngồi không yên hỏi. Tốt, ba vị điện vương gật đầu. Siêu. Hắn liền xông ra ngoài, lăn trên mặt đất, hái được mấy cái đóa hoa cắm ở trên quần, lại nhảy nước vào bên trong, cảm thụ nước chảy mát lạnh. Hắn không nói chuyện, nhắm mắt lại rất cẩn thận cảm thụ được, sau đó toát ra hiểu ý nụ cười. Hắn nằm ngửa ở trên mặt nước, nhìn lấy trời xanh mây trắng, chạm đến lấy bên người hết thảy, linh hồn của hắn vô cùng sao động, hắn biết, có 80.000 người đang cùng chính mình cùng một chỗ, cảm thụ được đây hết thảy. Thật nhiều người đều khóc. Tiểu Phong cũng chảy một giọt nước mắt. Đây chính là thế giới. Hắn nghĩ tới tốt nhiều, nhớ tới một chương mơ hồ khuôn mặt, người kia ôn nhu nhìn lấy chính mình. Tiểu Phong, đi cảm thụ đi, nàng ôn nhu nói. Mẹ, hắn nhịn không được, nước mắt ào 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 rơi xuống. Hắn nhớ tới đến nàng là ai, nàng ngay tại linh hồn của mình bên trong, Dạ Lăng Phong tại trong linh hồn của mình tìm được nàng. Hắn rất muốn ôm ôm nàng, thế nhưng là làm không được. Tiểu Phong, người nhìn hết thảy, chính là chúng ta nhìn đến hết thảy. Không dùng thương tâm, chúng ta đều bồi tiếp ngươi. Tiểu Phong ca ca, ta còn muốn ngửi một chút hương hoa, có thể sao? Tốt nhiều thanh âm vang lên. Có thể, có thể. Dạ Lăng Phong hưng phấn nói. Hắn đem ướt đẫm bông hoa, nhét vào trong lỗ mũi đi. Ngửi thấy sao, hương hoa vị, rất dễ chịu. Hắn nói. Tiểu Phong, bỗng nhiên có một cái to khỏe thanh âm. Muốn báo thù, nhất định muốn nhớ kỹ. Muốn cho chúng ta nhất tộc báo thù. Cái thanh âm kia có chút nhói nhói. Dạ Lăng Phong cái kia thầm con mắt màu đỏ, càng thêm tinh hồng. Tốt nhiều hình ảnh, tại trong đầu không ngừng lấp lóe. Hắn đưa trong tay thạch đầu, bóp vỡ nát. Ta, là nhiên hồn tộc. Câu nói này, giống như không có như vậy lỗ trống. Điện Vương, Tiểu Phong muốn tại thập phương đạo cung làm người bình thường. Nhưng hắn không có cộng sinh thú, có thể hay không khiến người hoài nghi. Trên đường trở về, Lý Thiên Mệnh hỏi. Biết, bất quá chúng ta nghĩ kỹ thuyết pháp, vị Lai Điện Vương nói. Nói thế nào? Liền nói hắn cộng sinh thú đã chết. Vậy hắn chẳng phải là thành phế vật rồi. Nếu là tiến bộ làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Mệnh, người nghe qua, sinh linh kết giới, sao? Vị Lai Điện Vương hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đây là một loại đặc thù thiên văn kết giới, cộng sinh thú chết đi trong vòng một canh giờ, thần văn sư ở tại trên thân vẽ sinh linh kết giới, có thể đem thi thể biến thành cộng sinh linh. Cộng sinh linh là một cái cộng sinh lực lượng nguyên, nó có thể lưu tại cộng sinh không gian bên trong, tiếp tục cùng ngự thú sư hình thành cộng sinh hệ thống tu luyện. Cái này cộng sinh linh lực lượng cũng sẽ cường đại, nhưng cũng không cách nào vận dụng. Cứ như vậy, cộng sinh thú chiến tử ngự thú sư, có thể tiếp tục tu luyện mạnh lên. Nhưng cùng những người khác có hai điểm khác nhau. Đệ nhất, sau đó tất cả tu hành chỉ dựa vào cá nhân, cộng sinh linh chỉ là cái lưu lại lực lượng vật dẫn. Cho nên tu hành tốc độ, khẳng định phải giảm mạnh. Thứ hai, thời điểm chiến đấu, thiếu khuyết một cái chiến đấu đồng bọn, không thể thi triển linh nguyên thần thông. Nói cách khác, cộng sinh thú chết đi, trên bản chất hay là chết, nhưng là sinh linh kết giới, có thể để nó thành làm một cái lực lượng vật dẫn, để duy trì cộng sinh hệ thống tu luyện. Biện pháp này, không cứu vãn nổi cộng sinh thú tánh mạng, chỉ có thể giữ lại thi thể. Sinh linh kết giới rất khó, không phải ai đều có thể thi triển thành công. Toàn bộ thần đô, có thể sử dụng sinh linh kết giới người không nhiều, nhưng là chúng ta thập phương đạo cung có một vị, cái kia chính là sinh linh điện vương. Mà sinh linh điện vương, vừa vặn là người một nhà. Vị Lai Điện Vương mỉm cười nói. Cho nên, chúng ta thì đối ngoại tuyên bố, Tiểu Phong cộng sinh thú chết rồi. Sinh linh điện vương đem cộng sinh thú chuyển hóa làm cộng sinh linh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Hắn mắt phải lên điểm sao đâu. Cái kia không quan trọng, không ai sẽ liên tưởng đến đây là cộng sinh thú. Lại nói hắn có hơn 60 cái điểm sao, chứng minh trong thân thể của hắn cộng sinh thú bộ phận, cũng có thể sử dụng thần nguyên tiến hóa, tương đương với cả người hắn có thể tiến hóa. Vị Lai Điện Vương nói. Bọn họ đã kiểm tra qua, hiện tại Dạ Lăng Phong thuộc về người thú hợp nhất. Hắn là ngự thú sư, cũng là cộng sinh thú. Thậm chí, hắn có thể tế luyện linh nguyên thần thông. Bất quá,
ba vị điện vương cấm đoán sự kiện này, bởi vì lấy thân thể thi triển thần thông, rõ ràng cũng là nhiên hồn tộc. Dạ Lăng Phong sự tình, Lý Thiên Mệnh không sai biệt lắm làm rõ ràng. Hắn hiện tại, đối với mình thập phương đạo cung tu luyện kiếp sống, ngược lại là có lớn vô cùng hướng tới. Lại nói, lại là hai tháng không thấy được Khương Phi Linh, mười phần tưởng niệm a. Đúng rồi, điện vương mới vừa nói, sinh linh điện vương vừa vặn là người một nhà, chẳng lẽ có điện vương không phải người của mình sao? Lý Thiên Mệnh bén nhạy bắt được, vừa rồi vị lai điện vương trong lời nói kỳ quái chỗ. Ngươi ngược lại là thẳng thông minh, ngươi nói đúng, thập phương đạo cung chia làm, thập phương điện, mà thập phương điện bên trong, chính thức từ chính chúng ta trưởng khống, phương điện, chỉ có bốn tòa, cái kia chính là vị lai điện, thiên chi điện, sinh linh điện cùng nam phương điện. Ít như vậy, vì cái gì? Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, thập phương đạo cung là một cái chỉnh thể. Thập phương đạo cung hiện tại là một cái học cung không khỏi thì có thế lực thẩm thấu, cái này vô số năm qua truyền thừa, thần đều các đại thế lực đều sẽ sắp xếp người trẻ tuổi tiến đến, dần dần bò lên trên cao vị, vài vạn năm rắc rối biến hóa phức tạp, diễn biến đến bây giờ, tuy nhiên trên mặt nổi đều là thập phương đạo cung, nhưng có phương điện kỳ thật từ thế lực khác trong bóng tối đem khống, lại xếp vào chính mình người tiến đến. Cho nên, hiện tại thập phương đạo cung, kỳ thật cũng là người tuổi trẻ thần đều các đại thế lực, hoàn cảnh các đại tông môn, cổ thị tộc, võ thánh phủ chờ một chút tuổi trẻ hậu nhân, đều ở nơi này tranh phong. Thậm chí thượng cổ hoàng tộc người trẻ tuổi, đều có không ít. Cụ thể như thế nào? So như bây giờ phía Đông Điện, Địa Chi Điện cùng Tử Linh Điện, hắn điện vương trên cơ bản đều là thượng cổ hoàng tộc người, thậm chí đều là dòng chính. Cái này ba tòa phương điện, trên cơ bản thì thuộc về thượng cổ hoàng tộc. Trong đó đệ tử, đa số đều là hoàng tộc các mạch. Tây phương điện, thì thuộc về cổ thị tộc là một quần thể, kỳ lân cổ tộc thì đã từng là đệ nhất cổ thị tộc, bọn họ là tại rất xa so với trước kia, thì đi theo thượng cổ hoàng tộc, một đường mở rộng cương vực chinh chiến, trước mắt Tây phương điện vương, cũng là cổ thị tộc, tham lang cổ tộc, tộc trưởng. Cổ thị tộc hậu nhân đệ tử, 30 tuổi trước trên cơ bản cũng sẽ ở Tây phương điện tu hành. Phương Bắc Điện, thì thuộc về, võ thánh phủ, đây là thần quốc đầy triều võ thần xây dựng thế lực, từ xưa tồn tại, trong đó cơ bản đều là thần quốc tướng soái, bọn họ đa số gia tộc nội tình không cao lắm, nhưng là chiến lực rất mạnh, con cháu của bọn họ hậu nhân, không có cổ thị tộc địa vị, cho nên biết càng phấn đấu, thì vì trở nên nổi bật. Sau cùng một tòa, quá khứ điện, thì thuộc về, linh lung các bối cảnh rất phức tạp, lưu truyền rất lâu, trong đó nữ tử số lượng chiếm cứ cửu thành. Cho nên ngay cả chúng ta quá khứ điện, hiện tại trên cơ bản đều là nữ hài. Vị lai điện vương giản yếu giới thiệu một chút, để Lý Thiên Mệnh đối thập phương đạo cung, thậm chí toàn bộ thần đều thế lực, đều có một ít khái niệm. Nói ngắn gọn, thập phương đạo cung là thời cổ thần quốc 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ thiên tài nhóm tranh đấu thiên địa. Mỗi một tòa, phương điện, sau lưng đều có thần quốc đỉnh cấp thế lực ảnh hưởng, trưởng khống. Chính thức thuộc về thập phương đạo cung, chỉ có 4 tòa. Thập phương đạo cung bên trong cạnh tranh, kỳ thật cũng là toàn bộ thần quốc nội bộ cạnh tranh ảnh thu nhỏ. Điện vương, cái kia 30 tuổi về sau đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. 30 tuổi về sau, đa số người trở lại về nhà mình tộc thế lực, số ít người kinh lịch chân chính sàng chọn, tiến vào, ám điện, trở thành thập phương đạo cung chân chính nòng cốt. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Đối thập phương đạo cung tới nói. Thập phương điện, cũng là một cái học cung, là thần quốc lớn nhất ngự thú sư học phủ. Thế lực rắc rối khó gỡ. Ám điện, mới là thập phương đạo cung thực lực chân chính chỗ. Trong lòng của hắn cười nói, trách không được, ta liền nói thập phương đạo cung chỉ còn lại 4 tòa thập phương điện, sao có thể để kỳ lân cổ tộc kiêng kỵ. Sau một lúc lâu, nhanh đến thập phương đạo cung, Bạch Tử Căng nói, 4 người bọn họ thiên chi thánh cảnh trưởng bối, lôi kéo 2 cái tiểu bối ngự không phi hành, nhanh đến mức để Lý Thiên Mệnh thấy không rõ lắm phía dưới cái kia hạo hãn thần đều. Cha, trước đây không lâu nghe được vài tiếng đế thú thương xót, không biết có phải hay không là ra chuyện rồi. Bạch Tử Căng hỏi. Lúc ấy Lý Thiên Mệnh ngay tại nói Dạ Lăng Phong lai lịch, ba vị điện vương hướng hoàng thành phương hướng nhìn mấy lần, tựa hồ không có để ý. Không biết, trở về liền biết, vị lai điện vương nói. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, hiển nhiên biết, thượng cổ hoàng tộc khẳng định có biến hóa. Khi bọn hắn rơi trên mặt đất thời điểm, Lý Thiên Mệnh thấy được trước mắt một tòa cổ xưa cửa đá. Cửa đá hết thảy ngũ trọng, nhất trọng 2 cái cửa trụ. Mỗi một cái cửa trụ, đều có 100 mét cao,
đường kính 5 mét trở lên, bá khí tang thương, nguy nga cao ngất, trên đó có rất nhiều thánh thiên văn du tẩu, hiển nhiên chính là đỉnh cấp thánh linh mỏ. Bảo bối như vậy xem như cửa lớn, cũng không sợ bị người đoạt đi. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, cái này cửa trụ phía trên khẳng định có thiên văn kết giới tồn tại, bình thường nhân tài trộm không đi. Hắn nhìn kỹ, đệ nhất trọng môn hai đại cột cửa, mỗi người điêu khắc một có chữ đại, phân biệt là Đông, Tây. Tầng thứ hai môn, đồng dạng điêu khắc chữ lớn, phân biệt là Nam, Bắc. Tầng thứ ba môn, vì thiên, địa. Tầng thứ tư môn, vì sinh, tử. Đệ ngũ trọng môn, vì quá khứ, tương lai. Bước qua cái này ngũ trọng cửa lớn, bên trong mới là thần đô thiên tài nhóm chiến trường, thập phương điện. Cái này 10 cái cột cửa, tên là thập phương môn trụ, đứng lặng ở chỗ này, đã có mấy vạn năm. Càng xa xưa thời điểm, khả năng thì bày ở hoàng thành bên kia. Hiện tại hoàng thành, tại mấy vạn năm trước, mới là thập phương đạo cung địa điểm cũ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, thập phương đạo cung loại kia tinh thần phấn chấn, thiên tài vô hạn nhiệt huyết khí phách, đập vào mặt. Đây đúng là một cái nóng rực chi địa, tuổi trẻ sinh mệnh thứ nhất xúc động, táo bạo, không hiểu ẩn nhẫn, có thù tất báo. Cái này thập phương đạo cung bên trong, khắp nơi đều là dạng này người. Có cạnh tranh, mới có chỗ hết tài năng, mới có cường giả quật khởi. Bạch Mặc, bên này. Vị Lai Điện Vương vừa trở về, thập phương đạo cung bên trong thì có người gọi hắn. Bước vào thập phương đạo cung về sau, liền nhìn đến có một cái tóc xanh lão giả, đứng ở trong góc nhỏ. Lão giả này tuổi tác cần phải lớn hơn một chút, nhưng thần thái sáng láng, sinh cơ dồi dào, nhất là cái kia một đầu tóc xanh, như là màu xanh biếc cỏ tươi, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, vị này là sinh linh điện vương. Vị Lai Điện Vương đem người dẫn tới. Vãn bối Lý Thiên Mệnh, gặp qua sinh linh điện vương. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cái này tóc xanh, hắn đình chỉ không cười, để cho mình lộ ra rất bình tĩnh. Cỏ tươi. Dạ Lăng Phong giật giật ngón tay, có chút muốn nhổ cỏ. Đây chính là Lý Vô Địch con nuôi, Lý Mộ Dương nhi tử. Sinh linh điện vương trên dưới quan sát một chút, cười híp mắt nhẹ gật đầu, nói, cảnh giới tuy nhiên thấp điểm, còn không trở thành thánh chi cảnh giới, nhưng tiềm lực hiển nhiên không tệ. Đã xảy ra chuyện gì? Vị Lai Điện Vương trực tiếp hỏi. Hắn nhìn lại, phát hiện chính có rất nhiều thập phương đạo cung người trẻ tuổi hướng mặt ngoài chạy, trong đó thượng cổ hoàng tộc người chiếm đa số. Bọn họ trên cơ bản thần sắc vội vàng, thậm chí trong mắt chứa nước mắt, mặt mũi tràn đầy bi thương. Đại sự, cả nước đại sự quốc tang. Sinh linh điện vương bình thường, hẳn là một cái vui mừng đùa lão già, nhưng bây giờ hắn rất nghiêm túc. Quốc tang. Ngay tại vừa mới, đế thú thương xót thời điểm, cái này đệ nhất cổ chi đại đế, càn đế, băng hà. Sinh linh điện vương nói. Cái gì, không có khả năng, càn đế còn có 200 năm thọ mệnh, chúng ta chết rồi. Hắn chưa chắc sẽ chết. Vị Lai Điện Vương, Bạch Mặc, trực tiếp lắc đầu. Ngươi không tin cũng vô dụng thôi, hoàng tộc đã tuyên bố, hiện tại thượng cổ hoàng tộc đều trở về vội về chịu tang, loại chuyện này còn có thể làm giả. Coi là chơi game đâu, sinh linh Điện Vương nói. Bị người giết rồi, vị Lai Điện Vương hỏi. Không phải, căn bản không có cổ thánh chiến đấu, nghe nói là tu luyện đến chết, cũng không biết tu luyện cái gì. Dù sao người liên lạc nói. Người đã triệt để tắt thở. Trung Huyền Quân dẫn 10 cái hoàng tử nhập Càn Thiên Cung quỷ bái, này lại chỉ sợ thật là chết hẳn. Sinh linh Điện Vương nói. Chết bất đắc kỳ tử. Ba vị Điện Vương cau mày, hai mặt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, chuyện này đối bọn hắn trùng kích rất lớn. Cung chủ nói thế nào? Hắn nói tính quan kỳ biến. Đã hiểu. Càn đế băng hà, đây chính là thần quốc đệ nhất đẳng đại sự, lập tức muốn oanh động toàn quốc. Cũng không ngờ tới a, vị Lai Điện Vương thần sắc biến ảo không ngừng. Ngươi nhíu mày làm cái gì? Đối với chúng ta là chuyện tốt a, sinh linh Điện Vương nói. Trước mắt cục diện rất phi diệu, một khi phát sinh chiến sự, gặp nạn đều là thương sinh. Quốc không thể một ngày vô quân, càn đế băng hà về sau, nhưng có thánh chỉ lưu lại. Vị Lai Điện Vương hỏi. Có, từ đế thú khẩu thuật, lập thập tam hoàng tử Đông Dương Dục là đế. Ngày mai đăng cơ. Lập niên hiệu vì Thiên Dục, năm nay vừa vặn vi thiên càn 200 năm, chuyển thành Thiên Dục năm đầu. Sinh linh Điện Vương nói. Đông Dương Dục, cái kia cửu hoàng tử Dương Lăng đâu? Ngươi đoán. Mau nói, Nam Phương Điện Vương thúc dục nói. Tin tức mới nhất, Đông Dương Lăng tại gặp mặt càn đế thi thể, nghe thánh chỉ về sau,
xoay người rời đi, sau đó, mang theo cửu hoàng mạch hạch tâm, toàn bộ mất tích. Sinh linh điện vương nói. Mất tích, đây là ý gì? Ý tứ cũng là hư không tiêu thất, có thể là dùng thiên văn kết giới thủ đoạn lẩn trốn đi, rời đi ra ngoài. Lại hoặc là nói, giấu ở cái nào đó cổ thị trong tộc. Sinh linh điện vương nói. Hắn đổ là thông minh a, đi được ngược lại là thẳng dứt khoát, không đi, lấy đông dương dục thủ đoạn, hắn nhưng là không còn mệnh. Vị lai điện vương nói. Đông dương dục còn không có đăng cơ đâu, lập tức liền mượn đế thú miệng, phát xuống một đạo thánh chỉ, tuyên án cửu hoàng tử đông dương lăng phạm, tội phản quốc, cả nước đuổi bắt. Sinh linh điện vương nói. Một cái vội vàng đào tẩu, một cái khẩn cấp truy sát, nói như vậy, hai vị này hoàng tử đều không dự liệu được càn đế sẽ bỗng nhiên băng hà. Bất quá, đông dương lăng cài này vừa đi, thần quốc ngược lại thì triệt để loạn. Vị lai điện vương nói. Nói cũng đúng, dù sao mấy tháng trước, vừa nghe nói càn đế lọt ý, chuẩn bị lập đông dương lăng vì thái tử, làm sao bỗng nhiên băng hà, lại đến phiên thập tam hoàng tử rồi. Ai biết được, đều có bệnh. Đông dương lăng hiển nhiên không phục, trước kia thần quốc vì để tránh cho kế vị thời điểm tay chân tàn sát, cổ chi đại đế đều sẽ trước tiên lui vị phụ tá, hiện tại càn đế bỗng nhiên không có. Hai cái có tư cách hoàng tử cũng còn không thành tựu cổ thánh, cho dù có thánh chỉ, khẳng định ngươi chết ta sống. Đoán xem Đông Dương Lăng sẽ lấy lý do gì cùng Đông Dương Dục đấu. Danh xưng Đông Dương Dục, mưu sát càn đế, xuyên tạc thánh chỉ, nhân thần cộng phẫn. Đúng, chỉ có cái này một cái lý do chính đáng. Dù sao, càn đế đúng lúc bị chết không minh bạch. Tuy nói Đông Dương Dục khẳng định không có giết càn đế thực lực, nhưng một số bàng môn tà đạo, nói không chừng đây. Quản bọn họ a, bọn họ đánh đến hung, đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Nam Phương Điện Vương nói. Cũng là khổ không liên hệ người, lại không biết sẽ có bao nhiêu người, mất mạng tại bọn họ hoàng tộc đấu tranh tàn sát bên trong. Thời cổ thần quốc trong lịch sử, phàm là hoàng vị không có nối liền, có người không phục, trên cơ bản đều tạo thành sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông hậu quả. Thiên Chi Điện Vương giận dữ nói. Loạn thế muốn tới, có lẽ, chúng ta thập phương đạo cung. Còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Sinh linh điện vương chớp mắt nói. Câu nói này, cung chủ không nói, chúng ta hàng vạn hàng nghìn, không nên nói lung tung. Vị lai điện vương nói. Có lý, cung chủ nói rất đúng, tĩnh quan kỳ biến. Ừm, bốn người ào ào gật đầu. Vị lai điện vương nhìn lấy vội vàng rời đi đệ tử, sau đó, lại nhìn thoáng qua bên người Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, người vận khí không tệ, cổ chi đại đế băng hà. Lại không người quản ngươi cha cùng kỳ lân cổ tộc sự tình. Hiện tại, liền xem như một phân thành hai thượng cổ hoàng tộc, cũng không thể tại chúng ta nơi này, đem ngươi mang đi. Vị lai điện vương cười nói. Như thế thoải mái, Lý Thiên Mệnh cảm thấy cái ngạc nhiên này tới quá bỗng nhiên. Trong tưởng tượng, một cái đem cha mình Lý Mộ Dương, làm cho chạy trốn 40 năm cổ chi đại đế, cứ như vậy không có. Thượng cổ hoàng tộc, rất có thể muốn một phân thành hai. Thậm chí muốn tự giết lẫn nhau rồi. Trong bọn họ đấu, chính là tăng lên điên cuồng cơ hội của mình a. Đúng, các ngươi người trẻ tuổi, không cần phải để ý đến thập phương đạo cung bên ngoài phát sinh cái gì, chuyên tâm tu hành chính là. Coi như bên ngoài chọc thủng trời, cũng không ai có thể tại thập phương đạo cung dương oai. Vị lai điện vương nói. Châu Phê. Đúng rồi, người cùng Tiểu Phong cùng một chỗ tiến vị lai điện, trở thành vị lai điện đệ tử đi. Bạch Mặc nói. Tốt, cảm ơn điện vương tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Đến mức Dạ Lăng Phong, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn con kiến đây. Buồn cười chính là, hắn cũng không phải là trời thật hiếu kỳ, mà chính là lấy vô cùng nghiêm túc ánh mắt, chăm chú nhìn. Bạch Mặc, hai cái này tiểu bối, phân ta một cái a. Nam Phương Điện Vương cười nói. Ta cũng muốn một cái. Sinh Linh Điện Vương nói. Suy nghĩ nhiều, đều là của ta. Vị lai điện vương lườm bọn họ một cái. Sau đó, hắn đối Bạch Tử Căng nói, ngươi an bài một chút, chúng ta đi tìm cung chủ. Không có vấn đề, yên tâm đi. Bạch Tử Căng mỉm cười nói. Bốn vị điện vương đi về sau. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, đi theo ta đi, tiếp đó, các ngươi an tâm tu hành thì xong việc. Bạch Tử Căng nói. Tốt. Thiên Mệnh, hiện tại quốc tang trong lúc đó, đoán chừng thập phương thiên địa bảng, luận chiến, cũng sẽ tạm dừng mấy ngày. Ngươi đúng tốt làm quen một chút chung quanh, đến lúc đó, ta mang ngươi tham gia thập phương thiên địa bảng luận chiến. Luận chiến hiệu quả, có thể so sánh tại nhiên hồn luyện ngục đi săn ma luyện, tốt hơn rất nhiều.
Trên đường, Bạch Tử Căng nghiêm mặt nói. Thập phương thiên địa bảng, là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập phương đạo cung đệ tử bài danh, 3 năm tổ chức một lần tổ chức một năm. Hiện tại, khoảng cách năm nay bảng danh sách chung kết ngày, đại khái còn có hơn 3 tháng. Chung kết ngày bảng danh sách bài danh, cũng là sau này 3 năm đệ tử bài danh. Bài danh hàng đầu, sẽ nhận được thập phương đạo cung trọng thưởng. Tương lai trong 3 năm tài nguyên tu luyện, thuần dựa vào bảng danh sách phân phối, điểm này thập phương đạo cung vẫn là vô cùng công chính công bình. Dù sao, không công bằng, liền sẽ có còn lại, phương điện, lợi dụng sơ hở. Bạch Tử Căng giới thiệu nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, bởi vì thập phương điện có 6 cái phương điện, không tại thập phương đạo cung trưởng khống bên trong, nhưng đều dùng chung thập phương đạo cung tài nguyên tu luyện. Nếu là không liệt kê rõ ràng thưởng phạt, khẳng định có người cầm đạo cung tư nguyên, khen thưởng con cháu hậu nhân hoặc là cá nhân liên quan. Bạch tỷ tỷ, nếu như leo lên bảng danh sách đệ nhất, có ban thưởng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cổ chi thần nguyên, Bạch Tử Căng nói. Xa hoa a, Lý Thiên Mệnh lấy làm kinh hãi. Địa cấp thần nguyên phía trên, là thiên cấp thần nguyên, thượng phẩm thiên cấp thần nguyên phía trên, mới là cổ chi thần nguyên. Cổ chi thần nguyên, là ngự thú sư đến cổ cảnh giới cơ sở điều kiện, làm cho cộng sinh thú tiến hóa làm cấp 7 thánh thú trở lên. Cái kia chính là cổ thánh thú. Đương nhiên, nắm giữ cổ thánh thú, cũng rất khó đến cổ chi thánh cảnh. Bởi vì, cổ chi thánh cảnh là con đường thành thần bắt đầu, không phải cộng sinh thú trở thành cổ thánh thú. Ngự thú sư thì nhất định có thể đến tới cổ chi thánh cảnh. Thần đều cổ thánh thú không tính rất ít, nhưng cổ chi thánh cảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cổ chi thần nguyên không phải rất quý giá sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, chính vì vậy, luận chiến mới là công bình công chính cạnh tranh, đem tốt nhất bảo vật, ban cho mạnh nhất đệ tử. Bất kể là ai, đều chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính đi tranh thủ, mà không phải quan hệ. Bạch Tử Căng nói. Cái này không tốt. Ta tại Đông Hoàng Tông, đều dựa vào quan hệ trực tiếp cầm. Lý Thiên Mệnh nói. Huống hồ ta ba đầu cộng sinh thú, thì cho một cái cổ chi thần nguyên không đủ a. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi yên tâm, đạo cung khen thưởng quy tắc là, đem bảng danh sách đệ nhất ngự thú sư, cộng sinh thú toàn bộ tiến hóa làm cổ thánh thú. Song sinh ngự thú sư đều rất chiếm tiện nghi, huống chi là ngươi. Bạch Tử Căng nói. Nói cách khác, ta muốn là cầm tới đệ nhất. Có thể được đến 3 cái cổ chi thần nguyên. Đúng, ta là tại nhiên hồn luyện ngục được chứng kiến ngươi tốc độ tiến triển, mới muốn mang ngươi tham gia luận chiến. Lấy ngươi thực lực trước mắt, tại thập phương điện bài danh chừng 100. Nhưng ta muốn thấy nhìn sau 3 tháng, ngươi có không có hy vọng bài danh hàng đầu. Quan hệ này đến ngươi tương lai 3 năm tài nguyên tu luyện. Được thôi, vậy ta miễn cưỡng tham gia. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu hỗn đản. Bạch Tử Căng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cho rằng cổ chi thần nguyên rất tiện nghi à, tỷ tỷ ta đến bây giờ đều không một cái đây. Mà lại, cái này bảng danh sách đệ nhất khen thưởng, đã có hơn 30 năm không có xuất hiện, cổ chi thần nguyên, loại này chí cao cấp tạm biệt. Lần này là bởi vì cung chủ tự mình mở miệng, mới thiết lập cái này khen thưởng. Hiện tại toàn bộ thập phương đạo cung, đều tại vì luận chiến sự tình điên cuồng, ta mới nhắc nhở một chút ngươi. Đã hiểu, Bạch tỷ tỷ. Ta nhất định hết sức, không cho ngươi mất mặt. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, thật có thể đạt được, đó cũng là ngươi phát tài. Bạch Tử Căng dở khóc dở cười nói. Lời này thì không đúng, mọi người đều biết, ta là ngươi bảo bọc người, ta phong cảnh, ngươi khẳng định lần có mặt mũi. Ân, thì ngươi sẽ nói. Bạch Tử Căng có một loại nắm miệng hắn xúc động, nàng nói thật, người khác kiêu ngạo tự mãn, lần này, thập phương thiên địa bảng, luận chiến. Tụ tập là toàn bộ thần quốc tuổi trẻ thiên tài, đều bởi vì cổ chi thần nguyên mà liều mạng mệnh, bảng danh sách bài danh mỗi ngày đều tại kịch liệt biến hóa, khiêu chiến không lúc nào không tại. Nhất là thượng cổ hoàng tộc trưởng khống 3 cái kia phương điện, đệ tử đều phá lệ cường thế, rất nhiều người đem mệnh đều liều lên, ta đối hy vọng của ngươi là có thể đi vào địa bảng 10 vị trí đầu, coi như cho vị lai điện mang đến vinh dự. Không có trông cậy vào ngươi có thể cầm đệ nhất. Minh Bạch, ngươi vừa thuyết địa bảng 10 vị trí đầu. Ý tứ cũng là có thiên địa 2 cái bảng danh sách, ta tham gia địa bảng. Đúng, thiên bảng là 23 tuổi đến 30 tuổi đệ tử tham gia. Ngươi tự nhiên tham gia địa bảng, thiên bảng khiêu chiến sang năm mới cử hành, dịch ra 1 năm. Sang năm thì chưa chắc có cổ chi thần nguyên, Bạch Tử Căng nói. Đã hiểu. Thiên Mệnh, ngươi cơ sở không cao lắm,
hiện tại địa bảng bài danh 1000 đều là thánh chi cảnh giới. Ngươi mới thiên ý cảnh, ta đoán chừng nguyện ý đáp ứng ngươi khiêu chiến người đều không có. Tuyệt đối đừng quá lạc quan a. Bạch Tử Căng nói. Ta không có lạc quan a. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhìn ngươi thế nào một bộ cổ chi thần nguyên liền muốn cầm tới tay bộ dáng. Bạch Tử Căng trợn mắt nói. Ngươi hiểu lầm ta, ta rất điệu thấp. Nhưng nói thật, hắn đã rất khát vọng, tại cái này thập phương đạo cung, xông ra một phen kết quả tới. Chí ít để Kỳ Lân cổ tộc nhìn xem, Lý Mộ Dương chi tử, có thể tới trình độ nào. Hắn nhìn về phía toàn bộ bao la thập phương đạo cung. Tâm lý thầm nghĩ. Thần đều là thiên tài nhóm. Ta tới. Run rẩy đi. 2 phút đồng hồ sau. Vị lai điện. Lúc này, hắn đã trong tương lai điện an ngừng tạm tới. Hắn cùng Dạ Lăng Phong chỗ ở, gọi là vị nhất lâu. Nghe nói nơi này là điều kiện tốt nhất đệ tử chỗ ở, mỗi người đều có một tòa rộng lớn đình viện, ở bên trong thúc ngựa lao nhanh cũng không thành vấn đề. Bất quá, Lý Thiên Mệnh lựa chọn cùng Dạ Lăng Phong ở cùng một chỗ. Không có ý gì khác, Lý Thiên Mệnh cũng là lo lắng, không có mình nhìn lấy, hắn sẽ một mặt nghiêm túc đi quan sát sát phách nữ đệ tử tắm rửa. May mắn, ta sớm 4 tháng tới thập phương đạo cung, không phải vậy, liền tranh thủ cổ chi thần nguyên cơ hội đều lãng phí. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết cổ chi thần nguyên chân quý, chỉ ít toàn bộ thần đều bên trong, nắm giữ cổ thánh thú người trẻ tuổi cũng không tính là nhiều. Lấy thập phương đạo cung công chính nghiêm minh quy củ, trừ phi mấy vị điện vương tự mình lấy bảo vật của mình đưa tặng, nếu không, rất nhiều thứ Lý Thiên Mệnh vẫn là được bản thân đi tranh thủ. Cái này cùng hắn tại Đông Hoàng Tông làm thiếu tông chủ, có căn bản tính khác biệt. Hiện tại thập phương đạo cung bao bọc lấy huynh muội bọn họ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Lý Thần Tiêu cùng Lý Vô Địch. Tỷ như cổ chi thần nguyên loại này thần vật, vị lai điện vương đều không cho chính mình nữ nhi, làm sao có thể thiện tay thì cho Lý Thiên Mệnh. Trên tay hắn có hay không hàng tồn, cái kia đều không nhất định. Lý Thiên Mệnh chỗ vị lai điện, là thập phương điện lớn nhất phương điện một trong, truyền thừa xa xưa, lịch sử nguy nga, đi ra vô số cường giả, rất nhiều đều là thập phương đạo cung trụ cột. Tỷ như vị lai điện vương Bạch Mặc, đã từng chính là vị lai điện một tên đệ tử. Vị lai điện tại thập phương đạo cung chỗ sâu. Lý Thiên Mệnh nghe nói, bên cạnh cũng là thiên chi điện. Vừa mới tại cái này, vị nhất lâu, nơi ở dàn xếp lại, Lý Thiên Mệnh thì muốn đi ra ngoài. Không kịp chờ đợi muốn đi thiên chi điện, gặp ngươi tiểu khả nhân đi. Bạch Tử Căng hỏi. Không, ta chỉ là muốn em gái ta. Lý Thiên Mệnh nói. Em gái ngươi nếu như biết rõ nàng so Linh Nhi trọng yếu, khẳng định cảm động muốn khóc. Bạch Tử Căng nói. Ngươi liền Linh Nhi tên đều biết. Không phải vậy đâu, cái gì gọi là nữ nhân bát quái chi hỏa ngươi biết không? Thấy được, Bạch Tỷ Tỷ có thể mang ta đi thiên chi điện sao? Ta không biết đường. Ta không rảnh, tại nhiên hồn luyện ngục ngây người 2 tháng, ta phải tắm rửa đi. Ta ít nhất phải rửa 1 ngày, ngươi chớ quấy rầy ta. Đúng vào lúc này, cửa một người đại mập mạp đi ngang qua. Chu Viên Viên. A, à, trắng, 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 Bàn Tử giật nảy mình, lăn đi qua. Trắng cái gì? Bạch Thiên Sư, Bàn Tử rốt cục hô lên. Cái này, Thiên Sư cùng Thiên Phủ Thiên Sư, xưng hô giống nhau, lại có bản chất khác biệt. Bởi vì, cái này, Thiên, là Thiên Chi Thánh Cảnh ý tứ. Chu Viên Viên, nghe nói ngươi là thập phương đạo cung, Mỹ Nhân Thông. Bạch Tử Căng hỏi. Đúng đúng, Bạch Thiên Sư chính là cực phẩm Mỹ Nhân, thiên hạ vô song. Khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy. Ngươi biết Lý Khinh Ngữ sao? Bạch Tử Căng hỏi. Cái kia, ta biết nàng, nàng không biết ta. Biết nàng ở nơi nào sao? Biết, Bàn Tử có chút sợ bị đánh, nói đến có chút cẩn thận, dù sao, nhớ kỹ nữ đệ tử nơi ở, cái kia có thể không phải là quân tử gì hành động. Rất tốt, đem 2 người này dẫn đi. Bạch Tử Căng nói xong nghênh ngang rời đi. Bàn Tử rốt cục thở dài một hơi, sau đó... Nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong nhìn. Ngươi cộng sinh thú không phải là heo a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Làm sao ngươi biết? Bàn Tử cả kinh nói. Căn cứ ngươi anh tuấn tướng mạo phân tích ra được. Lý Thiên Mệnh nói. Bàn Tử khóc. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Hắn dưng dưng kích động nói. Thập phương điện bên trong, nếu bàn về mỹ nhân, tự nhiên lấy quá khứ điện tối tuyệt. Quá khứ điện từ thần đô, Linh Lung Các khống chế. Linh Lung Các cửu thành đều là nữ tử, ảnh hưởng phía dưới, quá khứ điện nữ tử cũng chiếm cửu thành. Lý Khinh Ngữ chỗ thiên chi điện, thì có thể đứng hàng thứ 2,
cái này chỉ sợ cùng Thiên Chi Điện Vương là nữ tính có quan hệ. Còn lại phương điện, trên cơ bản nam tính chiếm đa số. Thập Phương Đạo Cung chính là người tuổi trẻ tranh đấu chiến trường, không chỉ là tranh đoạt danh dự vinh diệu, quyền thế địa vị, tại cái này huyết khí phương cương, mới biết yêu niên kỷ, cũng tranh đoạt mỹ nhân lọt mắt xanh. Dung mạo tú lệ người, vang dội đạo cung, diễm tuyệt thiên hạ. Giữa nam nữ, ai là người yêu, người nào đang theo đuổi cầu ai, ai lại cùng nhà ai tộc quan hệ thông gia, đều là vĩnh hằng chủ đề. Nơi này hội tụ toàn bộ cổ chi thần quốc tuổi trẻ thiên tài, từng cái đều là rồng trong loài người, nhất là thần đô thị tộc quyền quý đông đảo,